Tào Tử Mặc toàn thân khí huyết, điên cuồng bốc cháy lên, bộc phát ra từng khối mực nước sắc tấm gương, tại hắn máu tươi tiêm nhiễm dưới, những cái kia mực nước sắc tấm gương, lại trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng. Vô số khối máu kính, ở trên trời trải rộng ra, tản ra ra vô tận kính quang, tràng diện 10 điểm hoa lệ hùng vĩ. Này chút phản xạ kính quang, làm cho hết thảy chung quanh, đều lâm vào chiết xạ phản xạ vạn vẹo bên trong. Thiên nữ trường kiếm, gào thét chém giết, rõ ràng đã chém trúng Tào Tử Mặc thân eo, nhưng thật giống như chạm tại không khí phía trên, không có cho Tào Tử Mặc tạo thành tổn thương chút nào. Đây là bởi vì, tại vô số khối máu kính chiếu rọi đến, tại kính quang chiết xạ phản chiếu tác dụng dưới, hết thảy đều bóp méo, Tào Tử Mặc nhìn như đứng tại chỗ, nhưng trên thực tế hắn chân thân, đã không biết ẩn giấu đi đâu rồi. Diệp thần bất hủ phong bia, nện hạ xuống, cũng là triệt để thất bại. Tiếp theo sát, càng thêm một màn kinh người xuất hiện, chung quanh từng khối máu trong kính, hiện ra hải thị thận lâu huyễn tượng, từng mảnh kiến trúc hùng vĩ, đình đài lầu các, cung điện đại vũ các loại, còn có khói mù vần quanh sông núi thác nước, tại bốn phía xây dựng thành một mảnh như mộng ảo hải thị thận lâu thế giới, trực tiếp đem Diệp thần cùng thiên nữ thân ảnh, đều lồng chụp vào trong. Lập tức, Diệp thần cảm giác được, tại đây mảnh hải thị thận lâu thế giới bên trong, hắn khí tức nhận lấy không ít áp chế, tựa như là địa mạch áp chế. Mà Tào Tử Mặc khí tức, liền phảng phất đạt được địa mạch chúc phúc gia trì, điên cuồng tăng vọt, toàn thân huyết mang nổ tung, cực kỳ hung mãnh. Không tốt, thiên nữ cũng thấy không ổn, huy kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí bổ về phía chung quanh kiến trúc, nhưng thật giống như bổ tại không khí phía trên, trực tiếp sâu vào. Những kiến trúc kia đều là hải thị thận lâu huyễn tượng, căn bản không có thực thể. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, thiên nữ, là các ngươi bức ta đó, trận chiến này mặc kệ thành bại, ta đều muốn phải trả cái giá nặng nề. Bất quá, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua, nhiều nhất mọi người cùng nhau chết. Tào Tử Mặc nhanh lệ nở nụ cười, máu tươi của hắn đang điên cuồng thiêu đốt lên, duy trì lấy cái này huyễn kính thế giới vận chuyển. Làm như thế, hắn chỗ phải chịu cắn trả đại giới, cực kỳ to lớn. Nhưng Diệp thần liên thủ với thiên nữ muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn có ngọc thạch câu phần, cùng chết diệt đại dũng khí, đại quyết đoán. Hưu, Tào Tử Mặc thân thể bắn mạnh mà ra, kính quang hóa kiếm trước chém tới thiên nữ. Thiên nữ khuôn mặt biến sắc, vội vàng hướng sườn trốn một chút, nhưng không ngờ, nàng rõ ràng tránh né, vẫn là lọt vào Tào Tử Mặc kiếm quang chảm kích. Thân thể trúng kiếm, máu tươi phun tung tóe, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ thụ thương. Ngươi tránh không xong, hắc hắc, tại đây mảnh huyễn kính thế giới bên trong, hết thảy đều là vặn vẹo, ngươi vô pháp khóa chặt ta kiếm khí chân chính quỹ tích. Tào Tử Mặc cười gằn, lần nữa huy kiếm chém về phía thiên nữ. Hắn kiếm, tại từng khối tấm gương chiếu dọi phản chiếu vặn vẹo dưới, kiếm quang quỹ tích vô cùng quỷ dị, vô pháp mắt trần khóa chặt. Thiên nữ chỗ đã thấy kiếm quang quỹ tích, hoàn toàn là sai lầm, nàng vô pháp làm ra chân chính phán đoán, tự nhiên vô pháp tránh né. Không thể không nói, Tào Tử Mặc không hổ là kính thiên đế chân truyền đệ tử, liều mạng dâng lên, các loại kính đạo thần thông, để cho người ta không thể phỏng đoán, khó lòng phòng bị. Song xà tròm sao, thời gian chậm nhanh, sắc. Diệp thần mắt thấy thiên nữ gặp nạn, lập tức ra tay, thôi động song xà tròm sao bên trong thời gian áo nghĩa. Làm cho chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, triệt để trở nên chậm lại. Thời gian thong thả, Tào Tử Mặc kiếm quang thế công, cũng là trở nên 10 điểm thong thả trì trệ. Thiên nữ vẫn là nhìn không thấu kia kiếm quang chân chính quỹ tích, nhưng Tào Tử Mặc kiếm tốc trở nên chậm, nàng nhân cơ hội này, lập tức xa xa phi độn mở đi ra, thoát ly phạm vi công kích. Đáng chết! Phá cho ta! Tào Tử Mặc khẽ cắn răng, thiên nguyên cảnh lực lượng bùng nổ. Huy kiếm ép phá Diệp thần thời gian pháp tắc áo nghĩa, kiếm quang nhất chuyển, trở tay hướng Diệp thần ám sát mà đi. Thiên nữ nhìn không thấu Tào Tử Mặc kiếm quang quỹ tích, Diệp thần con mắt khôi phục không bao lâu, trước mắt cũng nhìn không thấu. Bất quá, Diệp thần cũng không hoảng, tinh hằng chi thạch chuyển hóa thành thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, từng khối màu vàng kim bọc thép mảnh vỡ phiên phi, xây dựng thành thần lá chắn, thủ hộ tự thân. Cong! Tào Tử Mặc nhất kiếm đâm tới. Lại bị Diệp thần kim giáp thần lá chắn ngăn trở. Diệp thần kim giáp thần lá chắn, luân hồi khí tràn ngập, 360 độ không góc chết phòng ngự, coi như hắn nhìn không thấu Tào Tử Mặc kiếm quang quỹ tích, nhưng dựa vào tuyệt đối phòng ngự, cũng là không sợ chút nào.
Tào Tử Mặc biến sắc, cũng là biết thần giáp mệnh tinh lợi hại, bất quá hắn cũng không nhụt chí, một khối thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, còn làm không được tuyệt đối phòng ngự. Luân hồi chi chủ, thử một chút ta một chiêu này. Vạn triều thiên kính ánh sáng, phá cho ta. Tào Tử Mặc quát to một tiếng, bỗng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn nặng tấm gương, ẩn trốn vào mây khói hư không bên trong, sau đó tiếp theo sát, đếm không hết kính quang, theo sâu trong hư không chiếu bắn ra, mang theo đao kiếm phong duệ sát khí. Này chút kính quang, lại có thể là từ khác nhau không gian vĩ độ, chiếu bắn ra. Không gian là có vĩ độ thuộc tính, một chiều là điểm, hai chiều là mặt phẳng, ba chiều là lập thể không gian, như bình thường vũ trụ thế giới, không không lúc nào không là tứ duy, so thế giới hiện thực nhiều hơn một cái huyễn tưởng vĩ độ. Tại trong huyễn tưởng, lại có thể bày ra càng cao chiều thế giới, kéo dài đến vô tận, nhưng càng cao chiều không gian thế giới, vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, là không thể diễn tả tồn tại. Giờ khắc này, Tào Tử Mặc bắn ra kính quang, lại có thể là theo ngàn ngàn vạn vạn cái cao chiều không gian thế giới, chiếu bắn ra. Này chút kính quang, đến từ cao duy, đối thấp chiều sinh vật, có thể tạo thành tuyệt đối đả kích. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, nếu như là hoàn mỹ hình dáng, có thể phòng ngự hết thảy vĩ độ tập kích, nhưng trước mắt hắn có, chẳng qua là một mảnh vụn. Mảnh vụn này, ngăn cản không gian ba chiều cùng bốn chiều không gian đánh giết còn có khả năng, nhưng đối mặt càng cao vĩ độ công kích, hoàn toàn phòng ngự không ở. Chỉ thấy từng ngoặc đạo kính quang, từ vô cùng cao duy không gian bắn ra, trực tiếp tự xuyên thấu Diệp Thần kim giáp thần lá chắn phòng ngự, hung hăng bắn mạnh tại hắn trên thân thể. Suy suy suy, vô số kính quang bắn mạnh, làm cho Diệp Thần thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, máu tươi bão táp, tựa như bị muôn vàn phi kiếm xỏ xuyên qua, toàn tâm đau nhức khiến cho hắn ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Thi triển một chiêu này cao duy đả kích Tào Tử Mặc, vẻ mặt lâm vào so tử thi còn muốn đáng sợ hơn tái nhợt bên trong, rõ ràng hao phí vô cùng lớn lao. Nhưng thấy Diệp Thần trọng thương trào máu bộ dáng, nội tâm của hắn mừng rỡ, cuồng nhiên cười ha hả, nói, luân hồi chi chủ, ta nói, ngươi cũng không phải là vô địch, hôm nay ta coi như kiệt lực bỏ mình, cũng muốn ngươi chôn cùng. Dứt lời, Tào Tử Mặc khu động muôn vàn kính quang, chiếu rọi chư thiên, hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, ầm ầm hướng về Diệp Thần đánh tới, mong muốn đem Diệp Thần triệt để giết chết. Cẩn thận! Thiên nữ kinh hô, linh khí sôi trào, lập tức ngâm sướng. Mộng tưởng một lòng, luân hồi chi chủ, ta vì ngươi chúc phúc. Nàng thi triển ra tam thập tam thiên thần thuật, mộng tưởng một lòng chảy, phát ra hùng vĩ tâm nguyện mộng tưởng cầu nguyện, vì Diệp Thần chúc phúc. Ông! Một quyển hoa lệ mộng tưởng chi thư, tại thiên nữ trước người hiển hiện, không ngừng vù vù, phóng xuất ra bàng bạc chúc phúc lực lượng, bao phủ đến Diệp Thần trên thân. Tại thiên nữ chúc phúc phụ trợ dưới, Diệp Thần thoáng chốc tinh thần đại chấn, toàn thân thương thế cũng là đại đại khôi phục, vừa mới Tào Tử Mặc cao duy đả kích, đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới liền thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ cũng đỡ không nổi. Bất quá lúc này, Diệp Thần lấy lại tinh thần, mắt thấy Tào Tử Mặc kính quang hồng lưu nổ tung mà tới, Diệp Thần cũng là không cam lòng yếu thế. Thôn hồn tà đạo chương, sụp đổ chi chương, phá cho ta. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức tế ra đại sát chiêu, thôn hồn tà đạo chương tà điển bùng nổ, sụp đổ chi chương nổi lên. Một cỗ kinh khủng sụp đổ lực lượng, cấp tốc nổ tung lan tràn, tựa như muốn ma diệt toàn bộ thiên địa thời không, mạnh mẽ sụp đổ khí tức muốn cho hết thảy tồn tại hóa thành phế tích. Đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Tào Tử Mặc phóng tới kính quang hồng lưu, tại chỗ liền bị Diệp Thần sụp đổ lực lượng ép phát nổ. Sụp đổ lực lượng khuếch tán ra, trong nháy mắt làm cho chung quanh hải thị thận lâu, toàn bộ phá diệt, thậm chí liên thiên không cũng nứt ra từng đầu vết nứt, toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ chết đi. Liên Diệp Thần chính mình, cũng nhận sụp đổ lực lượng cắn trả, làn ra diện tích lớn nứt ra. Nhưng, hắn cũng không e ngại, cũng không hối hận. Tào Tử Mặc thực lực, quá cường đại, còn có đủ loại thần thông biến hóa, quả thực là quỷ thần khó lường, cái này người nếu là giữ lại, tuyệt đối sẽ cho Diệp Thần tương lai mang đến to lớn uy hiếp. Cho nên, coi như là không tiếc đại giới, Diệp Thần cũng muốn đưa hắn diệt sát. Đây là, sụp đổ lực lượng, không có khả năng. Tào Tử Mặc chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sụp đổ tà điển, cảm nhận được trong đó tản ra sụp đổ khí tức, hắn đạo tâm phảng phất đều muốn phá toái. Cỗ này sụp đổ lực lượng, hoàn toàn không thuộc về thời đại này, mà là thời đại viễn cổ lực lượng.
mà lại coi như tại thời đại viễn cổ, cũng chỉ có trong truyền thuyết sụp đổ chi chủ, có thể trưởng khống cỗ này lực lượng đáng sợ. Truyền thuyết sụp đổ lực lượng, khuếch tán ở đâu, chỗ nào liền muốn triệt để sụp đổ, mặc kệ là bầu trời vũ trụ, vẫn là đại địa sơn hà, trật tự pháp tắc, hết thảy sinh linh, cũng đỡ không nổi sụp đổ trùng kích. Sụp đổ thủy triều gào thét mà tới, Tào Tử Mặc thân thể răng rắc rung động, làn da nứt ra, xương cốt phảng phất muốn đập tan, cả người giống như đều muốn nổ tung. Này sụp đổ khí tức, quá kinh khủng, quả thực là diệt sát hết thảy. Coi như Tào Tử Mặc thi triển đủ loại huyễn kính thủ đoạn, cũng hoàn toàn không cách nào tránh né. Tên điên, người thế mà vận dụng loại lực lượng này, người liền không sợ chịu cắn trả sao. Tào Tử Mặc vành mắt tận nứt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn thật sâu cảm nhận được cái kia cỗ sụp đổ lực lượng đáng sợ, hơi suy nghĩ, quyết đoán cực nhanh, đúng là lập tức vứt bỏ đã cấp tốc sụp đổ thân thể, linh hồn thoát xác mà ra, hướng phương xa bay trốn đi. Có thể giết chết ngươi, một điểm cắn trả lại đáng là gì? Thôn phệ chi chương, nuốt hồn diệt giết. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, biểu lộ vô cùng dữ tợn, thủ quyết khẽ động, trước người sụp đổ chi chương ký tự vặn vẹo chuyển hóa thành thôn phệ chi chương, cuồng bạo, bàng bạc, kinh khủng thôn phệ chi lực, điên cuồng bộc phát ra. Tào Tử Mặc linh hồn, ban đầu đã xa xa phi độn ra ngoài, nhưng lọt vào Diệp Thần nuốt hồn tà điển bao phủ, hồn phách lập tức cứng ngắc, sau đó giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, bị cấp tốc lôi kéo trở lại Diệp Thần bên người. Thôn hồn tà đạo chương, ban đầu liền có thôn phệ linh hồn đáng sợ hiệu quả, Tào Tử Mặc hồn phách, muốn chạy trốn thoát Diệp Thần thôn phệ trưởng khống, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Không, Tào Tử Mặc khàn giọng kêu to lên, cảm nhận được cái kia thôn phệ tà điển đáng sợ, hắn thật sâu kinh khủng, mong muốn trực tiếp dẫn nổ linh hồn, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thần thôn phệ tà điển, trực tiếp đưa hắn chỉnh cụ linh hồn đều thôn phệ hết. Tào Tử Mặc cái kia nồng đậm linh hồn tinh hoa, trong nháy mắt chảy vào Diệp Thần trong thức hải. Oanh! Diệp Thần thức hải, lập tức kịch liệt cuồn cuộn, có đại lượng mảnh vỡ ký ức bay tứ tung, đều là Tào Tử Mặc trí nhớ, còn có hắn suốt đời tu luyện cảm ngộ. Tam xuất thập tam thiên thần thuật, tờ bông mưa kính thuật, xâm la vạn đạo kính, thiên kính vạn thần ánh sáng, thiên kính hải thần, kính tượng phân thân, kính tượng thuấn di, kính tượng hình chiếu truyền tống các loại, rất nhiều đạo pháp thần thông cảm ngộ, còn có thiên nguyên cảnh pháp tắc cảm ngộ, nhân quả luật cảm ngộ các loại, toàn bộ tràn vào Diệp Thần trong đầu. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, mềm cúi xuống ngã trên mặt đất. Đây cũng không phải Tào Tử Mặc đạo thống trí nhớ, hắn vô pháp tiêu hóa. Trên thực tế, mượn nhờ thôn hồn tà đạo chương uy lực, Diệp Thần rất nhẹ nhàng liền hấp thu Tào Tử Mặc trí nhớ. Tào Tử Mặc linh hồn, thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Hắn bây giờ ngã xuống, là bởi vì vừa mới thụ thương quá nặng, mà lại bùng nổ sụp đổ chi chương lực lượng, chính mình nhận to lớn cắn trả, cả người đều bị rút sạch, tiêu hao phi thường lớn, tại này sau khi chiến đấu kết thúc, hắn thậm chí ngay cả đứng lập cũng không có thể. Diệp Thần. Thiên nữ thấy Diệp Thần ngã xuống, lập tức khẩn trương, vội vàng chạy tới. Lúc này Tào Tử Mặc đã chết, linh hồn bị Diệp Thần nuốt mất, vỡ tan thân thể đảo ở một bên, tại hắn trên thi thể có cái túi chữ vật, bên trong có không ít hắn lấy được thiên tài địa bảo tài nguyên, nhưng thiên nữ cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ lo lắng Diệp Thần an nguy. Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ trên mặt quan tâm chi sắc, xuất phát từ thành tâm thành ý, trong lòng cũng có cỗ không hiểu cảm giác, khẽ cười cười nói yên tâm, ta còn chưa chết. Huyết Huyên Vân cùng rất nhiều huyết tộc bọn nữ tử, cuống quýt xông tới, cái kia dẫn đầu nữ tử áo đỏ, nhìn thấy Diệp Thần thương thế nghiêm trọng như vậy, vội vàng kêu lên, nhanh đi bảo khố lấy thánh dược chữa thương ra tới. Liền có hai cái huyết tộc nữ tử, cuống quýt trở về Huyết Huyên Vân cung bên trong lấy thuốc. Diệp Thần trong cơ thể luân hồi thiên quốc bên trong, Hải Thanh Y nhìn thấy Diệp Thần thụ thương nghiêm trọng, cũng là vội vàng hiện thân ra tới, hướng cái kia nữ tử áo đỏ nói. Hải Đường, ta từng cho ngươi ba bình cửu thiên linh thủy, cái kia linh thủy vẫn còn chứ? Ngươi nhanh lấy ra cho luân hồi chi chủ, có thể trị liệu thương thế của hắn. Cái kia nữ tử áo đỏ chính là Huyết Huyên Vân cung lãnh chúa Huyết Hải Đường, trước đây nàng đã sớm nghe được Hải Thanh Y kêu gọi, nhưng sợ bại lộ liên lụy tộc nhân, cho nên không dám đáp lại. Lúc này Tào Tử Mặc đã chết, Diệp Thần cũng biểu hiện ra đủ thực lực cùng thiện ý, nội tâm của nàng hết thảy lo âu và lo lắng đều tiêu trừ, cũng muốn nhanh lên vì Diệp Thần chữa thương.
nghe được Hải Thanh Y, Huyết Hải Đường ngẩn ngơ, nói cửu thiên linh thủy sao? Ta giao hai bình đi lên, nhưng còn có một bình lưu lại, trong cung cửu thiên thủy long trận, chính là ta dùng cửu thiên linh thủy năng lượng bố cục mà thành. Nhưng, cái kia linh thủy năng lượng, 10 điểm rồi rào bằng bạc, bình thường người hoàn toàn không chịu đựng nổi, luân hồi chi chủ có thể uống sao? Sẽ không bạo thể bỏ mình à? Diệp Thần nghe được Huyết Hải Đường trong tay, còn có một bình cửu thiên linh thủy còn lại, trong lòng lập tức mừng rỡ, nói, sẽ không, cô nương, ngươi lại đem cái kia cửu thiên linh thủy cho ta. Huyết Hải Đường nói, tốt, luân hồi chi chủ, người các loại. Nàng vội vàng trở về Huyết Huyên Vân Cung trong bảo khố, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một bình nước ra tới. Đó là một cái óng ánh sáng long lanh lưu ly bình, bên trong chứa nước, tinh khiết trong veo, mang theo đầy sao lấp lánh hào quang, chính là cửu thiên linh thủy. Diệp Thần thấy cửu thiên linh thủy, đưa tay nghĩ tiếp, nhưng thương thế quá nặng, mà ngay cả đưa tay khí lực cũng không có, một hồi kịch liệt ho khan. Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi ăn. Hải Thanh Y đem cái bình tiếp nhận, liền chuẩn bị đem cửu thiên linh thủy đút cho Diệp Thần. Để cho ta tới đi. Thiên nữ đưa tay ngăn cản, sau đó theo Hải Thanh Y trong tay, đem cái bình tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình tiến đến Diệp Thần bên môi, đem cửu thiên linh thủy chậm rãi đổ vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần há miệng uống xong, nhưng không chữa thương thế quá nặng, còn không có uống đến trong bụng đi, yết hầu liền kịch liệt ho khan, đem cửu thiên linh thủy phun ra. Bị phun ra cửu thiên linh thủy, xâm nhập bên cạnh trong đất bùn, cái kia trong đất bùn lập tức rút ra mầm non trong nháy mắt trưởng thành hoa tươi linh thảo, vân hà mờ mịt, rõ ràng này cửu thiên linh thủy linh khí độ dày đặc. Ngươi thương thế thế mà nặng như vậy. Thiên nữ nhìn thấy Diệp Thần bị thương nặng như thế, thậm chí liền một ngụm nước đều uống không dưới, tú mi cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhăn nhăn. Suy nghĩ một chút, thiên nữ liền cầm lấy cái bình, chính mình trước uống một hớp lớn, ngậm tại trong miệng đỏ, sau đó nhẹ nhàng cúi người, môi đỏ xích lại gần Diệp Thần bờ môi. Sợi tóc của trình nàng rủ xuống đến, trêu chọc đến Diệp Thần mũi có chút ngứa, không hiểu có chút như mộng như ảo, nhớ lại quá khứ cùng thiên nữ đủ loại trải qua, liền mở miệng ra. Thiên nữ liền hôn Diệp Thần, dùng miệng của mình, đem cửu thiên linh thủy độ đến Diệp Thần trong miệng, cũng mang một chút chúc phúc linh khí, phụ trợ Diệp Thần nuốt tiêu hóa. Hải Thanh Y cùng Huyết Hải Đường, ở bên mắt thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm. Thiên nữ lại là lạc lạc hào phóng bộ dáng, cũng không có cái gì kiêng kỵ cùng che giấu, tiếp tục dùng miệng đối miệng phương thức, đem còn lại cửu thiên linh thủy, toàn bộ đút cho Diệp Thần. Cái kia cửu thiên linh thủy cái bình, triệt để rỗng, nhưng ở đáy bình dưới, còn lưu lại một tầng nhàn nhạt vệt nước. Tầng này vệt nước, là vĩnh viễn sẽ không ma diệt, chỉ cần tiếp qua mấy cái kỷ nguyên thời gian, cửu thiên linh thủy liền sẽ khôi phục, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đây là tinh không bỉ ngạn pháp tắc chỗ lợi hại, phàm là theo tinh không bỉ ngạn bên trong đản sinh đồ vật, vĩnh viễn là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, cho nên phía trên tài nguyên, phong phú đến trình độ ngoại hạng, là không không thời không người không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần uống xong nguyên một bình cửu thiên linh thủy, bàng bạc linh khí tràn ngập thân thể của hắn đang phát sáng, một cỗ xanh thẳm như bầu trời, tinh khiết như thương hải hào quang, tại ong ong nở rộ mà ra. Thiên nữ thân thể cũng đang phát sáng, nàng đang đút Diệp Thần uống xong cửu thiên linh thủy thời điểm, chính mình cũng lây dính một điểm linh thủy. Điểm này cửu thiên linh thủy, tẩm bổ thân thể của nàng mệnh mạch, thế mà làm cho tu vi của nàng, cấp tốc đột phá. Soạt. Thiên nữ toàn thân thần quang nở rộ, tu vi đúng là liên tục đột phá, theo thiên nguyên cảnh 3 tầng trời, lập tức cuồng ảo tới thiên nguyên cảnh 6 tầng trời. Liên tục đột phá 3 tầng cảnh giới, làm cho thiên nữ vô cùng giật mình, cảm thụ được trong cơ thể mình mạnh mẽ rất nhiều lực lượng, nàng một hồi hãi dị. Này cửu thiên linh thủy, linh khí cư nhiên như thế thâm hậu, ta chẳng qua là lây dính một chút, tu vi liền đại đại đột phá. Thiên nữ xem như cảm nhận được. Này mảnh cửu thiên thần táng cốc bảo tàng đáng sợ, thật sự là đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, không cửu thiên linh thủy chỗ năng lượng ẩn chứa, 10 điểm dồi dào. Coi như phóng nhãn toàn bộ cửu thiên thần táng cốc, cửu thiên linh thủy đều có thể được xưng là cao cấp nhất bảo tàng, giá trị không thể coi thường. Thiên nữ chẳng qua là tiêm nhiễm một chút, đột phá giống như này mãnh liệt, Diệp Thần có thể là uống xong nguyên một bình cửu thiên linh thủy, lấy được chỗ tốt. Càng lớn hơn. Chỉ thấy Diệp Thần trên người hào quang,
không ngừng nóng rực nở rộ, rất nhanh liền đem thiên nữ hào quang che đậy kín. Cỗ này nóng rực nở rộ hào quang, thậm chí đem thiên nữ, Hải Thanh Y, Huyết Hải Đường đám người, chiếu rọi đến chói mắt, bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau. Tại cái kia nóng rực hào quang chiếu rọi, các nàng đã thấy không rõ Diệp Thần thân thể. Chỉ có Diệp Thần chính mình, mới có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Cửu thiên linh thủy năng lượng, tại quanh người hắn lưu chuyển, hắn vừa mới chịu thương thế, rất nhanh khôi phục, cả người tinh thần đại chấn. Linh khí chảy xuôi vào cánh tay trái của hắn, hắn trên cánh tay trái, cái kia một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích, răng rắc một tiếng, rốt cục tuyên cáo đứt gãy. Còn có trên cánh tay của hắn hắc ám sa đọa khí thức, cũng là cấp tốc bị cọ rửa tan rã, làn da dần dần theo đen như mực khủng bố bộ dáng, đạm hóa thành màu xám. Theo khí thiên tỏa dây xích đứt gãy cùng hắc ám hóa giải, Diệp Thần toàn thân lập tức vô cùng dễ chịu, mỗi một cái lỗ chân lông đều kéo ra, theo trong lỗ chân lông toát ra vô tận luân hồi kim quang, chiếu rọi vòm trời tối tăm. Hắn toàn thân mỗi một giọt máu, phảng phất đều đang hoan hô, nghênh đón mới tô sinh. Không có khí thiên tỏa dây xích hạn chế, tinh không sa đọa hắc ám cũng hóa giải rất nhiều, Diệp Thần tu vi, ngay trong nháy mắt này, mãnh liệt tăng vọt. Trước đây hắn vừa mới thăng cấp không bao lâu, hiện tại lần nữa thăng cấp. Trực tiếp liền theo thần đạo cảnh 6 tầng trời trung giai, đột phá đến cao giai mức độ. Diệp Thần toàn thân luân hồi khí vần quanh, thân thể dần dần lên tới giữa không trung, nhìn xuống thiên sơn vạn nhạc, chỉ cảm thấy toàn thân là khí, hào hùng đầy ngập, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài dâng lên, tiếng gào chí lớn kịch liệt, tựa như muốn truyền khắp chư thiên vạn giới. Phía dưới thiên nữ, Hải Thanh Y đám người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn xem Diệp Thần cao ngất kia thậm chí vĩ ngạn thân ảnh, các nàng trong mắt chỉ có rung động cùng sùng bái. Giờ khắc này Diệp Thần, tại khí thiên tỏa dây xích đứt gãy, hắc ám sa đọa khí tức đại đại hóa giải phía dưới, tán phát luân hồi khí vận, đạo thống uy áp, quá mạnh mẽ, hào quang ánh chiếu chư thiên, sau lưng có to lớn luân hồi chi bàn hiển hóa, răng rắc chuyển động, phảng phất muốn chúa tể chúng sinh sinh tử, bá đạo vô cùng. Cửu thiên linh thủy năng lượng, quả nhiên khủng bố. Diệp Thần cảm nhận được chính mình bão táp khí vận cùng khí tức, hai đầu lông mày cũng không nhịn được xông lên một vệt nồng đậm kinh hỉ. Đương nhiên, hắn trên cánh tay trái, tinh không trái cấm hắc ám sa đọa, vẫn chưa hoàn toàn hóa giải, chẳng qua là hóa giải 6-7 thành, còn có không ít hắc ám lưu lại. Nhưng cỗ này hắc ám, đã không áp chế nổi Diệp Thần bao nhiêu, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có khả năng dựa vào lực lượng của mình, hoàn toàn hóa giải mất. Mà lại, nếu như khí vận đầy đủ, lại cho hắn cầm tới một bình cửu thiên linh thủy, hắn là có thể triệt để hoàn toàn hóa giải, thậm chí còn có thể hóa giải thiên đế kim luân nhiễm bẩn, thậm chí là cứu rỗi thân đồ uyển nhi. Mà giờ này khắc này, Diệp Thần trong óc, cũng là nhìn thấy một màn kỳ dị thiên cơ hình ảnh. Trước đây tinh hằng chi thạch thạch thần, tại trước khi chết nói qua, tinh không trái cấm hắc ám, đối Diệp Thần tới nói, mặc dù là chí mạng sa đọa, nhưng cũng là một cái to lớn cơ duyên. Nếu như có thể hóa giải mất cỗ này hắc ám sa đọa khí tức, Diệp Thần liền có cơ hội nhìn thấy tinh khiết tinh không, thấy tinh không đạo thư hạ lạc. Tinh không đạo thư, là thần thích tụng thế điển 9 chương đạo trong sách, thần bí nhất một quyển, liền gọi tinh không bỉ ngạn. Này tinh không đạo thư bản thật, tại tinh không bỉ ngạn bên trong, không lúc nào không chỗ lưu truyền, chỉ có tản mát 5 khối tàn thư. Cái kia 5 mảnh tàn trang, trước mắt Diệp Thần luân hồi trận doanh, chỉ có một tờ. Hắn đã sớm đưa cho Phật Tổ. Lúc đó, Diệp Thần đem cái kia một tờ tinh không đạo thư, đưa cho Phật Tổ thời điểm, hắn tu vi còn thấp, cảm giác mình khó mà lĩnh hội tinh không đạo thư huyền bí. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tu vi cùng tầm mắt, cùng ngày xưa so sánh, không thể so sánh nổi, hắn cũng muốn một tờ tinh không đạo thư, lĩnh hội tạo hóa, đi lãnh hội tầng thứ cao hơn tinh không huyền bí. Nếu như có thể đạt được mới tinh không đạo thư tàn trang, vậy đối Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Giờ phút này, Diệp Thần trên cánh tay trái hắc ám, hóa giải rất nhiều, hắn mơ hồ nhìn thấy tinh không huyền bí, thấy được một mảnh tinh không đạo thư tàn trang chỗ. Ánh vào Diệp Thần trong mắt thiên cơ hình ảnh, có chút kỳ dị, là một mảnh hệ hành tinh. Tại đây mảnh hệ hành tinh bên trong, trung tâm là một khỏa to lớn nóng rực thái dương, trên quỹ đạo có một khỏa màu lam hành tinh tại bao quanh. Nhưng này viên màu lam hành tinh, 10 điểm kỳ quỷ, thế mà bị một thanh thanh đồng cổ kiếm xuyên thấu. To lớn thanh đồng cổ kiếm,
phía trên mang theo cổ lão huyền áo hoa văn, tràn đầy hồng hoang xưa cũ khí tức, trực tiếp từ giữa đó đem trọn viên tinh cầu màu xanh lam xỏ xuyên qua, thậm chí nhường cái kia viên lam tinh đình chỉ tự quay, đồng thời bị Thái Dương thủy triều khóa chặt. Lam tinh ngừng chuyển, lại bị Thái Dương thủy triều khóa chặt, này tạo thành một cái đáng sợ hậu quả, cái kia chính là cái này tinh cầu, không có ngày đêm thay đổi. Một nửa là cực chú, vĩnh viễn đối Thái Dương, bị Thái Dương thiêu đốt đến đại địa nứt ra, dung nham chảy ròng, nhiệt độ cao đến đáng sợ, kịch liệt nhiệt độ cao, liền không gian đều bóp méo. Một nửa khác khu vực, thì là vĩnh dạ, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ánh nắng, chỉ có bóng tối vô tận, hắc ám nảy sinh cực hàn cùng khủng bố. Mặc kệ là cực chú vẫn là vĩnh dạ, đều là địa ngục khủng bố, hoàn cảnh 10 điểm ác liệt, chỉ có ngày đêm đụng vào nhau sớm chiều đường, là viên tinh cầu này duy nhất thích hợp cư ngụ mang. Diệp Thần còn là lần đầu tiên thấy như thế kỳ quỷ tinh cầu, không có ngày đêm giao thế, một nửa cực chú, một nửa vĩnh dạ, hoàn cảnh ác liệt như vậy tinh cầu, thực sự không thích hợp nhân sinh tồn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn theo trên viên tinh cầu này mặt, bắt được người khí tức. Là hắc ám hồn tộc khí tức. Thứ ba hồn tộc, hoàng đồ hồn tộc. Viên tinh cầu này, lại có thể là thứ ba hồn tộc lãnh địa. Bọn hắn ở lại đây. Tinh không đạo thư ở phía trên. Diệp Thần triệt để chấn động, chỉ một thoáng nhìn thấy đủ loại nhân quả. Hắn rõ ràng nhìn thấy đến, viên này bị thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua tinh cầu, gọi hoàng đồ tinh, lại có thể là thứ ba hồn tộc lãnh địa. Thứ ba hồn tộc người, toàn bộ chen chúc ở tại sớm chiều đường phía trên, bởi vì tại không có ngày đêm thay đổi hoàng đồ tinh bên trên, chỉ có sớm chiều tuyến là duy nhất thích hợp cư ngụ mang, hai bên khu vực. Mặc kệ là cực chú khu vẫn là vĩnh dạ khu, đều là có thể xưng địa ngục ác mộng địa phương. Không không lúc nào không lớn như vậy, thứ ba hồn tộc cũng không có di chuyển, tình nguyện chen chúc tại nho nhỏ một khỏa hành tinh sớm chiều đường bên trên, cũng không biết bọn hắn có cái gì lo lắng hoặc là mưu đồ. Nhưng Diệp Thần là rõ ràng nhìn thấy, tại hoàng đồ tinh phía trên, có một tờ tinh không đạo thư. Chỉ bất quá, hắn trên cánh tay trái hắc ám, còn không có hoàn toàn hóa giải. Hắn chỉ có thể xác định, tinh không đạo thư tại hoàng đồ tinh phía trên, không biết cụ thể ở phương nào, cũng không biết có hay không bị thứ ba hồn tộc cướp đi. Thiên cơ hình ảnh rất nhanh nhạt đi, Diệp Thần ngốc ngốc xuất thần, suy nghĩ muôn vàn. Tinh không đạo thư tại thứ ba hồn tộc lãnh địa, này còn có điểm khó giải quyết, dù sao hắn cùng thứ ba hồn tộc, thù hận không cạn, mà lại trước đó vì phục sinh Càn Xương Nguyệt, lại sử dụng hồn quy tâm tinh thạch, triệt để diệt sạch thứ ba hồn tộc tam thái tử tuyến thời gian. Hắn cùng thứ ba hồn tộc mâu thuẫn, xem như tiến một bước càng sâu. Nếu là đi đến thứ ba hồn tộc lãnh địa, có chút sai lầm, những cái kia hồn tộc người chỉ sợ muốn đem hắn lột da hủy đi xương, trực tiếp xé nát. Keng! Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn thời điểm, phương xa truyền đến một tiếng chuông, du dương ủ rột, khiến người tỉnh ngộ, để cho người ta nghe xong, liền có loại theo sâu trong linh hồn phát ra rung động cảm giác. A, tiếng chuông này! Diệp Thần suy nghĩ bị kéo về, nghi ngờ không thôi, nhìn về phía phương xa. Cái kia tiếng chuông, là theo phiếu miểu thần cung bên trong truyền ra. Thiên nữ nói ra, có người gõ Thái Huyền Thần Trung. Thái Huyền Thần Trung. Diệp Thần hạ xuống tới, mơ hồ thấy không ổn. Thiên nữ nói, ta đã nói với ngươi, phiếu miểu thần cung bố trí khảo nghiệm, nếu như có thể gõ chuông vang 9 lần, là có thể được mời đi vào bên trong. Đồng thời có khả năng phân đến bảo tàng. Không biết là ai gõ Thái Huyền Thần Trung. Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn lúc này uống xong một bình cửu thiên linh thủy, có thể cảm ứng được mặt khác hai bình cửu thiên linh thủy vị trí, hoàn toàn chính xác ngay tại phiếu miểu thần cung bên trong, mà lại không có bị tiêu hao, vẫn là hoàn hảo. Nếu là có người trước vào phiếu miểu thần cung, cướp đi cửu thiên linh thủy, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Hiện tại Diệp Thần trên cánh tay trái hắc ám, mặc dù hóa giải bộ phận, nhưng còn có bộ phận không có hóa giải, hắn cần lại uống một bình cửu thiên linh thủy, mới có thể hoàn toàn hóa giải. Mà lại, cứu rỗi thân đồ Uyển Nhi, cũng cần cửu thiên linh thủy. Vậy chúng ta nhanh đi phiếu miểu thần cung, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Diệp Thần nói, thiên nữ gật đầu, cái kia lên đường đi. Hải Thanh Y nói, luân hồi chi chủ, Hải Đường nói muốn đầu nhập vào ngươi. Đem một bên huyết hải đường kéo đi qua. Huyết hải đường trực tiếp cho Diệp Thần một chân quỳ xuống, cung kính nói, luân hồi chi chủ, ta nghe rõ gợn nói, các nàng giao chỉ cung, đã cả tộc đầu nhập vào ngươi, ta
ta huyết huyên vân cung bộ lạc, cũng muốn về nhập luân hồi trận doanh. Diệp thần gật đầu nói, cái kia rất tốt, các ngươi chuyển đến ta luân hồi thiên quốc là được. Lần này hắn có thể giải quyết khí thiên tỏa dây xích hạn chế, hóa giải tinh không trái cấm đại bộ phận hắc ám, may mắn mà có huyết huyên vân cung chỗ cất giữ cửu thiên linh thủy. Ngoại trừ cửu thiên linh thủy bên ngoài, huyết huyên vân cung bên trong còn thật nhiều bảo tàng, thiên tài địa bảo tài nguyên so với giao trì cung còn muốn phong phú, các nàng cả tộc đầu nhập vào, Diệp thần lại có thể kiếm một món hời. Cho nên, Diệp thần tự nhiên là không có cái gì lưỡng lự, huyết hải đường nói muốn đầu nhập vào, hắn lập tức cho phép. Đa tạ luân hồi chi chủ. Huyết hải đường mừng lớn nói tạ. Ngay sau đó, Diệp thần tế ra luân hồi thiên quốc, đem huyết huyên vân cung cùng cái kiệu huyên vũ huyết chỉ đều thu vào, thuận tay lại sống lại vừa mới huyết huyên vân cung người chết, từ đó hải thanh y, huyết hải đường cùng tộc nhân của các nàng, đều sinh hoạt tại Diệp thần thiên quốc lãnh thổ bên trong, tất cả đều vui vẻ. Nơi đây nhân quả kết, Diệp thần tế ra thiên quang trục nhật hào phương chu, mang theo thiên nữ, bay hướng phương xa phiếu miểu thần cung. Thiên nữ đánh giá Diệp thần, thấy tu vi của hắn, so với trước đây, chẳng qua là theo thần đạo cảnh 6 tầng trời trung giai, tăng lên tới cao giai, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, người uống hạ chỉnh bình cửu thiên linh thủy, thế mà chỉ đề thăng như thế điểm. Nàng vừa mới chẳng qua là lây dính một điểm cửu thiên linh thủy, tu vi liền liên đột phá, liên phá 3 tầng, Diệp thần lại chỉ đề thăng bé nhỏ một điểm. Diệp thần cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, đạo pháp của ta căn cơ quá mức thâm hậu liền đại biểu cho trầm trọng liền mang ý nghĩa đột phá gian nan, tăng lên nơi nào có người dễ dàng như vậy. Diệp thần thăng cấp là 10 điểm chật vật, cần dùng đại lượng tài nguyên, đại lượng cơ duyên đi trùng kích, mà lại vừa mới uống xong cửu thiên linh thủy, hắn chủ yếu là dùng tới hóa giải cánh tay hắc ám, dùng làm tu vi tăng lên cũng không nhiều. Thiên nữ u nói ra, bất quá coi như tăng lên gian nan, lực chiến đấu của ngươi, chỉ muốn tăng lên một chút, đều có thể xưng khủng bố, ta không phải địch thủ của ngươi. Diệp thần có được vượt cấp tác chiến năng lực, tại tận mắt chứng kiến qua Diệp thần đột phá khí tượng về sau, thiên nữ liền thật sâu thấy chênh lệch. Nếu là hiện tại hai người đánh lên đến, Diệp thần chỉ sợ không cần 10 chiêu, liền có thể đưa nàng giải quyết. Diệp thần cười nói, cái kia mấy tháng sau tinh không tranh bá thi đấu, ngươi đừng tham gia, không phải đụng phải ta, đao kiếm không có mắt, ta cũng không muốn sát nế. Thiên nữ nói, ngươi trước kia không phải vẫn muốn giết ta sao? Diệp thần nói, đó là trước kia, ngươi trước kia chém hết, cũng không có lại mưu sát tâm tư của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ giết ngươi. Ta luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi biết, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. So với giết ngươi, ta càng muốn đem hơn ngươi thu nhập ta luân hồi thiên quốc bên trong, nhưng ngươi quỳ lạy tại ta pho tượng phía dưới. Trở thành tín đồ của ta. Nói xong lời cuối cùng, Diệp thần ngữ khí cũng là trở nên đốt nóng lên. Thiên nữ nhìn xem Diệp thần nóng rực ánh mắt, lại không có né tránh, cũng là nhìn chằm chằm vào hắn, nói ta nhậm thiên nữ cả đời, theo không quỳ lạy bất luận cái gì người, người nằm mơ đều không sớm như vậy. Diệp thần cười nói, vậy liền chờ xem. Thiên nữ hừ một tiếng, nói tiếp xuống tinh không tranh bá thi đấu, ta nhất định sẽ tham gia. Lần này ta tu vi đột phá không ít, ta đối các loại đạo pháp hơi có điều ngộ ra, ta lại ở tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu trước, sáng tạo ra ta chính mình đạo pháp. Diệp thần nói, người muốn tự lập đạo thống, sáng tạo xảy ra điều gì đạo? Thiên nữ mỉm cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Diệp thần cười cười không nói thêm gì nữa, thôi động thiên quang trục nhật hào bay lượn. Cửu thiên thần táng cốc cương thổ bao la, tại phiếu miểu thần cung phương viên 10 vạn giảm chỗ, pháp tắc nghiêm mật, Diệp thần phương chu bay lượn vào cái phạm vi này về sau, tốc độ cũng trong nháy mắt chậm lại, cùng bình thường tốc độ phi hành không sai biệt lắm. Như thế, theo bạch dạ bay đến đêm tối, Diệp thần còn không có chân chính đến phiếu miểu thần cung, đoán chừng phải chờ tới ngày thứ hai. Diệp thần dự định nghỉ ngơi một đêm, hôm nay cùng Tào Tử Mặc đại chiến, lại nhòm ngó tinh không đạo thư hạ lạc huyền bí, hắn tinh thần tiêu hao không cạn, hướng thiên nữ nói. Uy, ta muốn ngủ. Ta chiếc thuyền này, đơn sơ cực kỳ, chỉ có một cái buồng nhỏ trên tàu, người ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn nhà. Thiên nữ thản nhiên nói, tùy tiện, ngược lại chúng ta trước kia, cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua. Diệp thần tằng hắng một cái, nhớ lại dĩ vãng từng màn, hắn cùng thiên nữ từng có cực kỳ thân mật tiếp xúc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút,
tựa hồ từ đầu đến cuối không có làm qua một bước cuối cùng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Tâm bên trong không hiểu dâng lên một cỗ tiếc nuối. Bất kể nói thế nào, thiền nữ đều là hắn đã từng nóng rực yêu cùng hận qua người, không có chân chính làm qua một bước cuối cùng, không coi là chính thức có được qua nàng, luôn là có chút thiếu sót cùng tiếc nuối. Một đêm trôi qua, Diệp Thần cùng thiên nữ, rốt cục đi tới Phiếu Miểu Thần Cung. Phiếu Miểu Thần Cung là một đại môn phái, một chỗ mênh mông động thiên phúc địa. Một tòa thật to cung điện hùng vĩ, trôi nổi ở trung ương bầu trời, chung quanh là một tòa tòa phù không hòn đảo, những hòn đảo này phía trên, cũng tu kiến có đủ loại thần thánh cung điện. Có chừng hàng trăm cây trắng noãn to lớn thần thánh cột nhà, vây vào giữa cung điện chung quanh, chống lên thương khung, nơi này không nhìn thấy một điểm hắc ám khí tức, chỉ có rực rỡ cùng thánh khiết, bầu trời cũng là xanh thẳm giống như là ngọc thạch màu sắc, hoàn toàn không có ngoại giới đen khói mù. Diệp Thần lần đầu tiên tới nơi này, nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, cũng không nhịn được có chút tán thưởng. Thật nhiều khôi ngô mạnh mẽ trấn thủ người, người mặc kim giáp, cầm trong tay trường kích, thủ hộ tại Phiếu Miểu Thần Cung bốn phía, khi nhìn đến Diệp Thần Phương Chu đến về sau, bọn hắn lộ ra một tia kinh sợ thần sắc, dồn dập bay tiến lên đây. Xin hỏi là luân hồi chi chủ sao? Một cái xem bộ dáng là tiểu đầu mục trấn thủ người, cung kính hướng Diệp Thần hành lễ. Trước đây Diệp Thần tu vi đột phá thời điểm, có đặc thù khí tượng nở rộ, toàn bộ Cửu Thiên Thần Táng Cốc đều có thể thấy. Bây giờ Diệp Thần luân hồi khí, so dĩ vãng hùng hồn rất nhiều, hơi có chút thánh đạo biểu lộ ra ý vị, khí chất siêu nhiên bất phàm, khiến cho người không dám có chút khinh thị. Không dám, tại hạ Diệp Thần, chuyên tới để quý địa bái phỏng. Diệp Thần chắp tay hoàn lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Đầu mục kia nghe được câu này, sắc mặt biến hóa, có chút kính sợ nói, luân hồi chi chủ đại giá quang lâm, ta Phiếu Miểu Cung rồng đến nhà tôm, Giao Nguyệt công chúa chờ ngươi đã lâu, mời đến, mời đến. Diệp Thần tâm hạ kỳ dị, không biết cái kia Giao Nguyệt công chúa là ai, lại vì sao muốn đợi chờ mình. Hắn mang theo thiên nữ, bước vào Phiếu Miểu Thần Cung bên trong. Vừa tiến vào Phiếu Miểu Thần Cung, Diệp Thần liền thấy không gian xung quanh biến ảo, phong cảnh biến hóa, xuất hiện tại hắn trước mắt, là một mảnh vô cùng mỹ lệ thật lớn cảnh tượng. Chỉ thấy một gốc to lớn cây san hô, có chừng mấy vạn trượng cao, nguy nga cắm vào thiên vũ, màu hồng cành cây vô cùng tùm, sinh mệnh lực dị thường sục sôi. Này cây san hô, cùng lúc trước hắn tại Giao Chỉ Cung bên trong nhìn thấy, giống như đúc, nhưng muốn lớn lớn hơn nhiều, sinh mệnh lực cũng khủng bố hơn rất nhiều, khí tức năng lượng muốn bàng bạc nghìn lần vạn lần. Diệp Thần lập tức rung động, này cây san hô, nghĩ đến liền là Hải Thanh Y nói tới sinh mệnh mẫu thụ, Giao Chỉ Cung bên trong chẳng qua là con cây, là cái cây một đoạn nhánh cây biến thành. Giao Chỉ Cung cái kia gốc cây san hô, khí tức đã đầy đủ bàng bạc, nhưng Diệp Thần trước mắt sinh mệnh mẫu thụ, linh khí vẫn còn muốn dồi dào nghìn lần vạn lần, để cho người ta hô hít một hơi, liền cảm thấy toàn thân dễ chịu, tu vi tăng thêm to lớn. Chỉ là từ nơi này gốc sinh mệnh mẫu thụ đến xem, Phiếu Miểu Thần Cung nội tình, liền kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại sinh mệnh mẹ dưới cây, là một mảnh hồ nước khổng lồ, tựa như là máu tươi hội tụ mà thành, một mảnh huyết hồng, sinh mệnh mẫu thụ liền cắm rễ tại máu trong hồ. Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể xác định, cái kia huyết hồ kỳ thật liền là Uyên Vũ huyết trì mẹ trì. Huyết Uyên Vân Cung cái kia Uyên Vũ huyết trì, chẳng qua là mẹ trì một giọt nước biến thành, chân chính mẹ trì tại đây bên trong, năng lượng linh khí cũng là khủng bố đến mức đáng sợ, tư dưỡng sinh mệnh mẫu thụ khỏe mạnh trưởng thành, toàn bộ Phiếu Miểu Thần Cung trật tự pháp tắc, địa mạch năng lượng hạch tâm, ngay ở chỗ này. Diệp Thần nhìn xem sinh mệnh mẫu thụ, lại cảm thụ được cái kiệu Uyên Vũ huyết chỉ bàng bạc linh khí, không khỏi hít sâu một hơi, không nói những cái khác, chỉ là này một cây một ao, liền có thể xưng tuyệt thế chí bảo. Diệp Thần trước đó thu thập bảo tàng, Giao Chỉ Cung cùng Huyết Uyên Vân Cung thiên tài địa bảo tài nguyên cộng lại, giá trị cũng còn kém rất rất xa này một cây một ao một chút, như chín châu mất sợi lông. Cái kia toàn bộ Phiếu Miểu Thần Cung, bảo tàng tài nguyên lại có bao nhiêu sao phong phú, Diệp Thần không dám tưởng tượng. Tại sinh mệnh mẫu thụ phía trước, là một mảnh thật lớn quảng trường, dùng bạch ngọc điêu chắc chăn đệm mà thành, quảng trường bên trên treo một chiếc chuông vàng, tại kim chuông trước, có mấy bóng người, là Cực Đạo Ma Tôn, Chu Võ Hoàng, Hồng Quân lão tổ đệ tử mấy người, bên cạnh là cái người mặc cung trang váy dài mỹ mạo nữ tử, quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy từng cái pho tượng trầm ổn hộ vệ.
Luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Cái kia cung trang nữ tử nhìn thấy Diệp Thần tới, cung kính xưng hô một tiếng, sải bước đi đi lên. Diệp Thần nghe được cái kia cung trang nữ tử, hiện mới hồi phục tinh thần lại, thấy Cực Đạo Ma Tôn, Chu Võ Hoàng đám người, toàn bộ quảng trường bị sinh mệnh mẫu thụ cái kia bàng bạc hoa lệ màu hồng linh khí bao phủ, người cùng cây so sánh, nhỏ bé như sâu kiến hạt bụi nhỏ, cho nên vừa mới Diệp Thần cũng không có trước tiên phát hiện mọi người tồn tại. Cô nương chính là Giao Nguyệt công chúa điện hạ, thất lễ. Diệp Thần hướng cái kia cung trang nữ tử chắp tay, thi lễ một cái. Cô gái kia nói, không dám, tiểu nữ tử tinh Giao Nguyệt, xin đợi luân hồi chi chủ đã lâu. Diệp Thần ồ một tiếng, nói, không biết Giao Nguyệt công chúa, chờ ta có chuyện gì. Hắn mơ hồ bắt được thiên cơ, biết cái này tinh Giao Nguyệt, tại phiếu miểu thần cung bên trong thân phận đặc thù, tựa hồ là cung chủ nữ nhi. Tinh Giao Nguyệt chỉ quảng trường bên trên treo ngụm kia kim chuông, nói, phụ thân ta nói, ai có thể gõ vang thái huyền kim chuông 9 lần, người nào chính là chúng ta phiếu miểu thần cung người hữu duyên. Ta xem nơi đây người đến, đều không thể gõ vang thái huyền thần chung, nghĩ đến cũng không có duyên với phiếu miểu thần cung, chỉ có luân hồi chi chủ ngươi, mới có thể là người hữu duyên. Nàng tầm mắt theo Chu Võ Hoàng, Cực Đạo Ma Tôn, Hồng Quân lão tổ đệ tử trên thân từng cái quét qua. Mắt trong mang theo một vẻ thất vọng cùng khinh miệt vẻ mặt, chỉ có đang nhìn hướng Diệp Thần thời điểm, mới hiện ra chân chính tôn kính cùng chờ mong. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nguyên lai tinh Giao Nguyệt đợi chờ mình, là vì chờ hắn gõ vang Thái Huyền Thần Trung. Thiên nữ cũng đã nói, Thái Huyền Thần Trung là phiếu miểu thần cung bày khảo nghiệm, chuông này vô cùng khó gõ vang, coi như là thiên nữ, cũng không cách nào gõ vang một thoáng, chớ nói chi là 9 lần. Uy, ngươi xem thường ai? Cái kia Hồng Quân lão tổ đệ tử đứng dậy, lớn tiếng nói, ta mới vừa rồi không phải gõ vang một thoáng sao. Nhiều nhất lại cho ta một tháng thời gian, chờ ta thăm dò này khẩu kim chuông pháp tắc cấu tạo, ta nghĩ gõ vang mấy lần đều có thể. Diệp Thần xem xét, chỉ thấy người này sinh đến cao lớn vạm vỡ, thân thể 10 điểm khôi ngô hùng tráng, tóc dài rối bời xóa, lộ ra 10 điểm cuồng dã. Nhìn kỹ lại, Diệp Thần liền chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện. Người này cùng võ tổ dáng dấp rất tương tự. Hoặc là nói, là lúc còn trẻ võ tổ. Cùng võ tổ lúc còn trẻ tướng mạo, quả thực là giống như đúc. Cảm thấy được Diệp Thần quăng tới tầm mắt, người kia quát, không cần nhìn, ta tên ngày thứ hai nhai, liền là cái thứ hai võ tổ. Diệp Thần nhướng mày, nói, là Hồng Quân lão tổ căn cứ tự thân trí nhớ, đưa ngươi tạo ra. Hắn mơ hồ bắt được thiên cơ, nhìn thấy ngày thứ hai nhai thân thế. Là Hồng Quân lão tổ tự tay đưa hắn tạo ra. Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ là bạn thân, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hắn không có đi cổ tinh môn cứu người, nhưng lại 10 điểm tưởng niệm võ tổ, cho nên, hắn đem trong trí nhớ mình võ tổ, chế tạo thành thực thể, chính là cái này ngày thứ hai nhai. Cái này ngày thứ hai nhai, không phải phụ mẫu sinh dưỡng ra tới, là Hồng Quân lão tổ dùng đại thần thông tạo ra. Thân phận 10 điểm đặc thù. Ngày thứ hai nhai gật đầu nói, đúng vậy, người ánh mắt không sai, thế mà liếc mắt nhìn ra thân thế của ta. Hắn giọng nói cuồng dã hào khí, hoàn toàn chính xác có mấy phần võ tổ phong vận. Trước đó Diệp Thần nghe được một thoáng tiếng chuông, chính là hắn gõ vang. Tinh Giao Nguyệt lắc đầu, nói chẳng qua là một thoáng, còn thiếu rất nhiều, cha ta nói, muốn gõ vang 9 lần mới có thể dùng. Ngày thứ hai nhai hừ một tiếng, nói tiểu cô nương. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi gấp cái gì? Ngươi lại cho ta một tháng, ta tất có thể phá giải này kim chuông huyền bí. Một bên Cực Đạo Ma Tôn, cũng là từ tốn nói, gõ chuông gian nan, là bởi vì chuông này pháp tắc cấu tạo phức tạp, có một tháng thời gian suy nghĩ, đích thật là đầy đủ. Diệp Thần nhìn về phía ngụm kia Thái Huyền Thần Trung, liền thấy Thái Huyền Thần Trung phía trên, có rất nhiều như ngân hà ảo diệu hoa văn, này chút hoa văn cùng không không lúc nào không pháp bảo bình thường. Khác biệt quá nhiều, khiến cho người khó mà nắm lấy. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên gõ chuông đặc biệt gian nan, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian nghiên cứu, dùng mọi người tại chỗ thiên phú tài trí, tất có thể phá giải. Tinh Giao Nguyệt nói, Ma Phi Thiên công tử, vậy các ngươi tiếp tục suy nghĩ, trước hết để cho Luân Hồi Chi Chủ gõ chuông đi, ta muốn lấy Luân Hồi Chi Chủ thiên phú tài hoa, hắn không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Diệp Thần tâm bên trong run lên. Xem Tinh Giao Nguyệt cùng vẻ mặt của mọi người, tựa hồ còn không biết Cực Đạo Ma Tôn thân phận chân thật, chỉ cho là hắn là Thiên Khải Chí Tôn phổ thông đệ tử.
Cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên nói, nếu giao Nguyệt công chúa, đối luân hồi chi chủ như thế tôn sùng, cái kia cứ việc khiến cho hắn thử một chút, ta cũng là muốn nhìn xem, luân hồi chi chủ có thủ đoạn gì, có thể gõ vang này Thái Huyền Kim Chuông. Ngày thứ hai Nhai cười lạnh nói, ha ha, ta hao hết tâm lực, cũng chỉ là gõ vang một thoáng, ta không tin luân hồi chi chủ có thể tùy tiện gõ vang. Tinh Giao Nguyệt mỉm cười nói, các ngươi không tin, nhưng ta tin tưởng. Nàng ánh mắt mang theo ôn uyển cùng chờ mong, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, vậy thì mời ngươi ra tay rồi. Diệp Thần thấy toàn trường người tầm mắt, đều tập trung ở trên người hắn, hướng Tinh Giao Nguyệt hỏi, ta nếu có thể gõ vang kim chuông 9 lần, là có thể phân đến bảo tàng. Tinh Giao Nguyệt mỉm cười, nói, đúng vậy, cha ta biết các phương quý khách đến đây, đã chuẩn bị đại lượng bảo tàng cho chư vị. Người nào nếu có thể gõ vang Thái Huyền Thần Chung 9 lần, liền có thể được mời tiến vào chủ điện, đạt được vô tận chỗ tốt. Diệp Thần tâm hạ khẽ động, nhưng mơ hồ lại thấy có chút không đúng, Phiếu Miểu Thần Cung thật hào phóng như vậy, nguyện ý cùng người ngoài chia sẻ bảo tàng. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ rõ ràng đến không đến giải đáp, chỉ có trước gõ vang Thái Huyền Thần Chung, tiến vào Phiếu Miểu Thần Cung chủ điện, mới có thể đi vào một bước nhìn thấy chân tướng. Vậy tại hạ liền thử một chút, có thể hay không gõ vang này Thái Huyền Thần Trung. Diệp Thần bước nhanh đến phía trước, đi vào Thái Huyền Thần Trung trước, cầm lấy bên cạnh treo một cái màu vàng kim chùy nhỏ, trước nếm thử gõ chuông. Chùy gõ đến kim chuông phía trên, nhưng không có phát ra cái gì thanh thúy tiếng chuông, chỉ có một hồi trầm muộn phốc phốc âm thanh, giống như đập vào ngoan sắt phía trên. A, thấy thế, Diệp Thần cũng là có chút kỳ dị, cẩn thận nhìn chăm chú Thái Huyền Thần Trung. Thần thức quét nhìn, tầm mắt thật sâu nhìn rõ, liền thấy Thái Huyền Thần Trung phía trên, rất nhiều cổ lão minh văn giao hội, hình thành đặc thù pháp tắc cấm chế, cỗ này cấm chế giống như là một tầng màu vàng nhạt màng mỏng, bao trùm tại chuông thân phía trên, cho nên muốn gõ vang chuông thân, 10 điểm gian nan. Cách một tầng cấm chế gõ chuông, khó trách gian nan như vậy. Diệp Thần tâm bên trong thì thào, nghĩ gõ vang Thái Huyền Thần Trung, nhất nhanh gọn biện pháp, liền là đem cấm chế triệt để đánh vỡ. Nhưng này vô cùng gian nan, mà lại cũng tiện nghi người đến sau. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần tâm bên trong đảo là nghĩ đến cái biện pháp, cũng không biết có thể thực hiện hay không, liền tế ra tinh hằng chi thạch, hóa thành thần giáp mảnh vỡ, phân quang hóa ảnh, một mảnh vụn biến thành trăm ngàn khối. Thần giáp cự trùy. Diệp Thần tâm niệm vừa động, từng khối bọc thép mảnh vỡ phiên phi, tại trong hư không lắp ráp thành một thanh cự trùy. Thấy này nắm thần giáp mảnh vỡ lắp ráp thành cự trùy, Ma Phi Thiên, ngày thứ hai Nhai, Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Tinh Giao Nguyệt đám người, đều là lấy làm kinh hãi. Cái kia cự trùy phía trên, lượn lờ lấy một vệt bàng bạc luân hồi pháp tắc, ẩn chứa lực lượng, 10 điểm sục sôi. Diệp Thần nắm chặt cự trùy, hung hăng hướng Thái Huyền Thần Trung bên trên mãnh kích xuống. Keng! Một tiếng to rõ, thanh thúy, vang động núi sông tiếng chuông, mãnh liệt phát ra. Ma Phi Thiên, ngày thứ hai Nhai, Chu Võ Hoàng đám người, khó mà gõ vang Thái Huyền Thần Trung, Diệp Thần chẳng qua là một búa, liền triệt để gõ, tiếng chuông chấn động toàn bộ Phiếu Miểu Thần Cung, thậm chí xa xa truyền ra ngoài, liền ngoại giới hắc ám tầng mây đều bị xé nứt. Có hiệu quả. Thấy thế, Diệp Thần lập tức mừng rỡ. Này Thái Huyền Thần Trung, có cấm chế bao trùm, khó mà gõ vang, nhưng cũng ngăn không được hắn thần giáp cự trùy trùng kích. Trong tay hắn cự trùy, mang theo thần giáp mệnh tinh lực lượng, 10 điểm uy mãnh, một thoáng liền gõ Thái Huyền Thần Trung. Keng! Diệp Thần tiếp tục gõ chuông, cái thứ hai tiếng chuông truyền ra. Bất quá theo cái kia Thái Huyền Thần Trung bên trong, cũng là có một cỗ to lớn lực phản chấn truyền tới, làm cho Diệp Thần gan bàn tay run lên, xương cốt bị chấn động đến có đau một chút đau nhức. Liên tục hai tiếng to rõ tiếng chuông, làm cho toàn trường người kinh ngạc chấn động. Luân hồi chi chủ quả thật là thiên hạ vô song. Tinh Giao Nguyệt vô cùng vui vẻ, liên tục vỗ tay, tán thưởng không thôi. Ma Phi Thiên sầm mặt lại, nói, đây không phải lực lượng của hắn, chẳng qua là thần giáp mệnh tinh lực lượng thôi. Tinh Giao Nguyệt nói, thần giáp mệnh tinh lực lượng, không phải liền là luân hồi chi chủ lực lượng sao? Ma Phi Thiên lập tức nghẹn lời, không nói gì với nhau. Ngày thứ hai Nhai cũng là chấn động, nghĩ thầm, tuy nói này luân hồi chi chủ. Lão Tổ nói hắn là một khỏa rất độc lựu, nhưng thủ đoạn của người nọ, đích thật là biến ảo khó lường, thần thông sự quảng đại, không phải ta có thể bằng. Theo mặt ngoài xem,
Diệp Thần tu vi tuy là thần đạo cảnh, nhưng các loại thần thông biến hóa thủ đoạn, lại là liền ngày thứ hai nhai cái này thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng mặc cảm. Đến mức Chu Võ Hoàng, chỉ còn lại có một bộ hồn phách hắn, đang nghe cái kia hai tiếng to rõ tiếng chuông về sau, càng là thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt mang theo thật sâu ghen ghét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không có để ý người chung quanh tầm mắt, tiếp tục gõ chuông. Đang đang đang. Tại gõ đến thứ bảy vang về sau, Diệp Thần cảm thấy tay cẳng tay cách, đều sắp bị cái kia Thái Huyền Thần Trung lực phản chấn đánh gãy, toàn thân mồ hôi. Tại cái kia to lớn lực phản chấn trùng kích vào, trong tay hắn thần giáp cự trùy, cũng là phân giải thành nguyên thủy mảnh vỡ. Làm sao vậy? Tinh Giao Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần gõ vang bảy lần về sau, liền không tiếp tục tiếp tục, lập tức trong lòng căng thẳng, hỏi. Diệp Lệnh Thần lắc đầu, thật dài thở ra một ngụm chọc khí, nói, Giao Nguyệt công chúa, gõ vang này Thái Huyền Thần Trung, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan, ta chỉ gõ vang bảy lần, liền cảm giác không đáng kể. Bất quá, ta đại khái thăm dò rõ ràng tiết tấu, cho ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi nếm thử, liền có thể gõ vang 9 lần. Tinh Giao Nguyệt bỗng cảm giác giải sầu, nói tốt, luân hồi chi chủ, người nghỉ ngơi thật tốt một thoáng là được. Gõ vang Thái Huyền Thần Trung vô cùng gian nan, Diệp Thần không thể một lần thành công, cũng không gì đáng trách, có thể ưng thuận lời hứa, bảo ngày mai tất có thể gõ vang 9 lần, đã có thể nói là lời nói hùng hồn. Ma Phi Thiên nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm, không nghĩ tới tiểu tử này thật lợi hại như vậy, nếu như chờ đến hiểu rõ, hắn thành công gõ chuông 9 lần, thứ nhất tiến vào phiếu miểu thần cung, chẳng phải là cái gì bảo tàng đều muốn bị hắn đoạt đi. Nghĩ đến đây, Ma Phi Thiên mục ánh sáng chuyển động, trong lòng có quyết đoán, nhanh chân đi ra, nói, nếu luân hồi chi chủ muốn nghỉ ngơi, vậy liền đổi ta tới gõ chuông. Tinh Giao Nguyệt nói, há, Ma Phi Thiên công tử, người có nắm bắt gõ vang tiếng chuông. Ma Phi Thiên gật gật đầu, nói, này Thái Huyền Thần Trung là năm đó Thái Huyền Thần Quân pháp bảo, chế tạo thật là tinh diệu, nhưng chỉ cần ta ra lực khí, gõ vang cũng không tính gian nan. Chẳng qua là, ta sợ khí thức của ta bạo phát đi ra, sẽ hù đến chư vị. Tinh Giao Nguyệt nói, ồ. Ma Phi Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tầm mắt liếc nhìn Tinh Giao Nguyệt nói, kỳ thật luận bối phận. Các người phiếu miểu thần cung bên trong tất cả mọi người, đều xem như hậu duệ của ta, các ngươi nên gọi ta một tiếng lão tổ tông. Tinh Giao Nguyệt cảm thấy kỳ dị, nói, Ma Phi Thiên công tử nói gì vậy? Ma Phi Thiên thản nhiên nói, Ma Phi Thiên chỉ là ta dùng tên giả, tên thật của ta nha, chính ta đều quên, tuế nguyệt quá xa xưa, nhưng trên trời sao người, đều gọi ta cực đạo ma tôn. Lời này vừa nói ra, Tinh Giao Nguyệt ngẩn ngơ. Cực đạo ma tôn có thể là tinh không thần tộc thủ lĩnh, ban đầu gọi là cực đạo thánh tôn, sau này tinh không thần tộc, sa đọa thành hỗn độn thiên ma về sau, cực đạo thánh tôn mới gọi ma tôn. Có thể nói, cực đạo ma tôn là tinh không phía trên, vô cùng cường đại chí tôn. Này mảnh cửu thiên thần táng cốc thế giới, ban đầu sản sinh ra chủng tộc, bên trên ứng tinh không, liền là tinh không thần tộc. Phiếu miểu thần cung bên trong tất cả mọi người, đều xem như tinh không thần tộc hậu duệ. Huyết mạch tôn quý, xa xa nghiền ép hải tộc cùng huyết tộc, cho nên bọn hắn thành mảnh đất này chúa tể. Luận bối phận, cực đạo ma tôn đích thật là bọn hắn lão tổ tông. Ngươi là cực đạo ma tôn. Tinh Giao Nguyệt không thể tin được, kinh ngạc nhìn Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên cười nói, đúng vậy, bất quá ta theo tinh không phía trên hàng lâm xuống, chịu đủ loại quy tắc hạn chế, cũng không nên tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, tương lai của các ngươi, ta sẽ không can thiệp. Quy củ của các ngươi, ta cũng sẽ tuân thủ, nếu muốn gõ chuông, vậy liền gõ đi. Tiếng nói vừa ra, Ma Phi Thiên nắm chặt lại quyền, một cỗ đen kịt ma khí, mãnh liệt theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, bao phủ thành gió bạo, tại trong thiên địa gào thét. Cỗ này hung mãnh ma khí gió lốc, trực tiếp đem chung quanh Diệp Thần, Chu Võ Hoàng, ngày thứ hai nhai, Tinh Giao Nguyệt đám người, toàn bộ bức lui. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhìn xem Ma Phi Thiên. Liền thấy thân thể của hắn, tại ma khí bên trong cấp tốc bành trướng, cả người trở nên vô cùng xấu xí, làn da hóa thành hắc ám, chảy ra mực nước nước mủ, trên đầu mọc ra hai cây sừng nhọn, sau lưng soạt một tiếng, bày ra một đôi đen nhánh cánh thịt. Thế mà thực tại trong nháy mắt, biến thân thành trong truyền thuyết hỗn độn thiên ma. Răng rắc, Ma Phi Thiên lại vừa nắm quyền, mạnh mẽ thiên ma uy áp, bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều hít thở không thông.
mãnh liệt ma khí khuếch tán ra, lại nhường cái kia gốc to lớn phấn hồng sinh mệnh cây san hô, cũng là lồng lên một tầng hắc ám sương mù. Diệp thần đồng tử một hồi kịch liệt co vào, ngắm nhìn ma phi thiên. Ma phi thiên thiên ma tư thái, so với bình thường hỗn độn thiên ma, không biết muốn hung mãnh nhiều ít, toàn thân ma khí ngưng kết thành xiềng xích, xoạt kéo rung động, khôi ngô tráng kiện thân thể, cơ bắp như pho tượng hoàn mỹ, chẳng qua là dung mạo 10 điểm xấu xí dữ tợn. Hắc hắc, không có hù đến chư vị a. Ma phi thiên thanh âm cũng biến thành sâu lắng lãnh khốc, toàn thân ma uy bá khí bừa bãi tàn phá, tự mang một cỗ khiếp người khí tràng, căn bản không người dám tới gần chung quanh thân thể hắn. Ngươi thật sự là cực đạo ma tôn. Tinh Giao Nguyệt choáng váng, không nghĩ tới trong truyền thuyết cực đạo ma tôn, sẽ buông xuống đến Phiếu Miểu Thần Cung. Phiếu Miểu Thần Cung tinh không thần tộc nhân, cũng không có hắc hóa sa đọa, nhưng đối cực đạo ma tôn, cũng là 10 điểm kinh khủng. Đừng hoảng hốt, ta nói, ta sẽ theo quy củ làm việc. Ma Phi Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, ma khí hội tụ áp xúc, hóa thành một thanh đen kịt cự trùy. Sau đó, hắn vung lên cự trùy, xen lẫn bão táp thiên uy, cuồng nhiên hướng về kia Thái Huyền Thần Trung ném tới. Keng! Hắc ám cự trùy hạ xuống, một tiếng to rõ tiếng chuông, cũng là theo chân nổ vang mà ra. Ngô! Ma Phi Thiên trên mặt lại tắc nghẽn cứng lại. Hơi hơi phát chìm, rõ ràng hắn cũng đụng phải giống như Diệp Thần tình huống, nhận lấy Thái Huyền Thần Trung lực phản chấn trùng kích, mặc dù có thể gõ vang, nhưng cũng không thoải mái. Ha ha, xem ra thiên đạo quy tắc hạn chế, vẫn là hết sức hung mạnh a. Lực lượng của ta, cũng suy giảm quá nhiều. Chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, đánh này Thái Huyền Thần Trung, cũng thực không dễ. Ma Phi Thiên lắc đầu, tiếp tục phung trùy gõ chuông, một thoáng lại một thoáng. Một tiếng lại một tiếng, chấn động tiêu vũ, vang vọng bốn phương. Liền thấy Ma Phi Thiên gõ vang 8 lần về sau, liền kêu lên một tiếng đau đớn, vứt xuống trong tay cự trùy, thở dốc một thoáng, lắc đầu. Tinh Giao Nguyệt nói, ma, cực đạo ma tôn, ngươi. Ma Phi Thiên lắc đầu nói, ta chỉ có thể gõ vang 8 lần, thứ 9 hạ nếu như cứng rắn muốn gõ, miễn cưỡng cũng được, nhưng đại giới 10 điểm to lớn. Nghe nói lời ấy, toàn trường người chấn động. Diệp thần có thể gõ vang 7 lần, Ma Phi Thiên mở ra hỗn độn thiên ma tư thái, so Diệp thần còn hung mãnh, nhưng cũng chỉ là gõ vang 8 lần, thứ 9 hạ gõ không ra. Này Thái Huyền Thần Trung nội tình chi thâm hậu, vượt qua tưởng tượng của mọi người, gõ vang 9 lần cư nhiên như thế gian nan. Tinh Giao Nguyệt trần chờ nói, chẳng qua là 8 lần, vậy ngươi còn không thể. Ma Phi Thiên nói, ta biết, ngươi gọi ngươi cha Tinh Long Tương ra tới, ta cùng hắn tâm sự. Ta lần này buông xuống, là muốn tìm về ta ngày xưa ngã xuống Phương Chu, Thiên Tinh Thánh Thành hào hài cốt. Ta suy tính đến, ta Phương Chu hài cốt, bị các ngươi lấy đi. Ta cùng các ngươi làm cái giao dịch, các ngươi nắm Phương Chu hài cốt trả lại cho ta cho các ngươi đầy đủ thù lao. Tinh Giao Nguyệt nói, nguyên lai ngươi là muốn Phương Chu hài cốt sao? Ma Phi Thiên nói, đúng vậy. Hắn tiếng nói vừa ra không lâu, chỉ nghe Phiếu Miểu Thần Cung chỗ sâu. Truyền ra một đạo già nua thanh âm trầm ổn. Nếu cực đạo ma tôn đại nhân, mong muốn Phương Chu hài cốt, cái kia cứ việc cầm đi tốt. Chỉ thấy hư không vỡ tan, một chiếc to lớn Phương Chu, oanh long long bao phủ bão táp chạy nhanh ra tới. Chiếc này Phương Chu, to lớn như thành, trên thuyền cũng xác thực xây dựng lấy một tòa to lớn thành trì, trên đầu thành tuyên khắc Thiên Tinh Thánh Thành 4 chữ, thần quang vạn cái, đỏ mây 5 màu cuồn cuộn, kim mang hạo đáng, yên hà vần quanh. 10 điểm hùng vĩ thần thánh, thoạt nhìn cũng không giống là hài cốt. Các ngươi chữa trị qua. Ma Phi Thiên thấy chiếc này Phương Chu, tầm mắt lập tức sáng lên. Phiếu Miểu Thần Cung chỗ sâu, cái kia thanh âm già nua đáp lại nói, đúng vậy, cực đạo ma tôn đại nhân, này nếu là ngươi Phương Chu, vậy tại hạ liền vật quy nguyên chủ, chỉ mong ngươi không muốn hàng nộ. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nói yên tâm, ta nhận thiên đạo quy tắc hạn chế. Coi như nghĩ hàng nộ, cũng khó có thể bùng nổ. Nhưng ta cực đạo ma tôn, sẽ không nhận không ân huệ của các ngươi, ta chỗ này có một quyển bí pháp, có thể để cho các ngươi tại hỗn độn thiên ma tư thái dưới, cũng có thể bảo trì tâm trí tỉnh táo. Hắn tế ra một bức quyển trục, vung tay lên, hóa thành lưu quang, bay vào Phiếu Miểu Thần Cung chỗ sâu. Hỗn độn thiên ma là 10 điểm hung mãnh tư thế chiến đấu, cỗ này tư thái sức chiến đấu năng lực, so với tinh không thần tộc tư thái chiến lực. Càng cường đại hơn.
bất quá mở ra tư thế này, sẽ đánh mất tâm trí, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Ma Phi Thiên, lại có thể ổn định đạo tâm, bảo trì tâm trí bí pháp. Phiếu Miểu Thần Cung chỗ sâu thanh âm trầm mặc một chút, sau đó trịnh trọng nói, đa tạ. Ma Phi Thiên gật đầu nói, nếu Phương Chu đã về tay ta, ta đây liền cáo từ trước. Hắn thả người bay báo, lên trời tinh thánh thành hào Phương Chu, trực tiếp chạy như bay rời đi. Thấy Ma Phi Thiên đi xa, Diệp Thần thầm giật mình, nghĩ thầm, hắn thế mà cứ thế mà đi. Phiếu Miểu Thần Cung bảo tàng phong phú như vậy, hắn chỉ cần một chiếc Phương Chu sao? Hắn trong lòng mơ hồ thấy không thích hợp, không hiểu có chút bất an. Ngày thứ hai nhai, Chu Võ Hoàng, thiên nữ đám người, cũng là cao cấp nhất người thông tuệ, lúc này cũng mơ hồ thấy không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cách nào nhìn rõ sau lưng huyền bí. Mộ chủ, cẩn thận! Này cực đạo ma tôn, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi, hắn hơn phân nửa là trốn, muốn chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư cũng là thấy kỳ quặc, mở miệng nhắc nhở Diệp Thần. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Diệp Thần lông mày khẽ nhíu một cái. Quỷ đạo tổ sư nói, hơn phân nửa như thế, hắn từ tinh không phía trên hàng lâm xuống, chịu thiên địa quy tắc hạn chế, không thể tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, bằng không thần cách có trực tiếp sụp đổ nguy hiểm. Này Phiếu Miểu Thần Cung bên trong bảo tàng, hắn coi như thèm nhỏ dãi, cũng không thể xuất thủ cướp đoạt, nhưng nếu là ngươi cầm tới bảo tàng, hắn lại ra tay cướp giết, cái kia nhân quả tiêm nhiễm liền có thể rơi xuống thấp nhất. Diệp Thần nói, muốn giết người đoạt bảo. Ha ha, bất quá ta cũng không phải tốt như vậy giết. Quỷ đạo tổ sư nói, mộ chủ, người có một chiếc thiên quang trục nhật hào Phương Chu, cực tốc mở ra, coi như cái kia cực đạo ma tôn mai phục, dự đoán cũng đuổi không kịp ngươi. Thiên quang trục nhật hạm dùng tốc độ lấy xưng, mau lẹ như một luồng trục nhật thần quang, một khi cực tốc đi, cái kia đích thật là nhanh chóng vô cùng, cực đạo ma tôn thiên tinh thánh thành hào đều chưa hẳn đuổi được. Diệp Thần tâm hạ hơi định, hắn có thiên quang trục nhật hạm, đích thật là không sợ mai phục, trừ phi cực đạo ma tôn nổi điên, trực tiếp liều lĩnh đại giới, cưỡng ép bộc phát ra hết thảy thực lực, giải trừ chỗ có hạn chế, bộc phát ra siêu phẩm thiên đế khủng bố uy năng, bằng không không có khả năng cướp giết Diệp Thần. Bất quá nếu là cực đạo ma tôn, thật bùng nổ đến loại cảnh giới đó, chính hắn cũng phải chết, này loại cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ sự tình, đối với hắn loại cấp bậc cường giả này tới nói, cơ hồ là không thể nào suy tính. Bên kia ngày thứ hai nhai, tại xác định cực đạo ma tôn đi thật, xoay chuyển ánh mắt, hắc một tiếng cười, nói. Luân hồi chi chủ 7 vang, cực đạo ma tôn 8 vang, không có lý do ta cái này võ tổ, chỉ có thể gõ ra vừa vang lên. Thôi, hôm nay liền xả thân gõ chuông, cũng không thể thua cho hai người các ngươi. Ngày thứ hai nhai lườm Diệp Thần liếc mắt, trong lời nói tràn đầy hào hùng cùng đấu trí, không cam lòng yếu thế. Thiên Chiêu Võ nói, mở. Tiếp theo sát, hắn cuồng nhiên quát to một tiếng, hai tay nắm quyền, cuồng bạo võ đạo ý chí, phóng lên tận trời, lại cùng mịt mờ hư không, cửu thiên càn khôn, vô tận thương khung, phát ra vô tận cộng minh. Xoạt. Thiên địa đại đạo, ban thưởng rực rỡ chúc phúc, ngày thứ hai nhai toàn thân nở rộ cuồn cuộn thần hy, võ đạo phù văn vần quanh, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, bộc phát ra khó nói lên lời uy mãnh khí tức, thân thể lập tức cất cao một nửa, tựa như một tôn cự thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, từ trên người hắn, phảng phất thật thấy được võ tổ uy thế khí tức. Hồng Quân chế tạo ra cái này người tựa như lúc còn trẻ võ tổ, thậm chí cũng có thể được thiên địa chúc phúc, không biết là hắn lợi hại, vẫn là Hồng Quân lợi hại. Diệp Thần tâm trung chuyển qua vô số suy nghĩ, liền thấy ngày thứ hai nhai nhanh chân tiến lên trước, mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ quảng trường đều muốn run rẩy một thoáng, gạch nứt ra. Tại rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngày thứ hai nhai đi đến Thái Huyền Thần Trung trước mặt, trực tiếp vung mạnh lên nắm đấm của mình, dùng cuồng dã vô cùng dã man tư thái, hung hăng nổ tung hướng chuông thân. Keng! Đệ nhất vang, chấn thiên động địa. Ngày thứ hai nhai nắm đấm, nhận phản chấn, da thịt nứt ra, nhưng hắn không sợ chút nào, tiếp tục ra quyền. Keng, keng, keng. Theo một hồi tập trung to rõ, chấn động vân tiêu trung hưởng, ngày thứ hai nhai trước sau oanh ra 6 quyền, 6 tiếng tiếng chuông liên tục vang lên, chấn động toàn trường. Nhưng, 6 quyền liền là cực hạn của hắn. Hắn không cách nào lại ra thứ 7 quyền. Quả đấm của hắn,
tại to lớn lực phản chấn tác dụng dưới, đã là máu thịt be bét, xương cốt nát như. Nhưng nét mặt của hắn, y nguyên tràn ngập cương nghị trầm ổn, như pho tượng rõ ràng. Một bên Tinh Giao Nguyệt, ngốc ngốc nhìn xem một màn này, tuy nói ngày thứ hai nhai gõ chuông, phát vang số lần so ra kém Diệp Thần cùng cực đạo ma tôn, nhưng có thể phát ra 6 vang, đã là phi thường mạnh mẽ. Tiểu cô nương, cho ta nghỉ ngơi một lát, ta hôm nay tất có thể gõ chuông vang 9 lần, ha ha ha. Ta muốn đuổi tại luân hồi chi chủ đằng trước, cầm tới bảo tàng. Ngày thứ hai nhai hướng về phía Tinh Giao Nguyệt cười to, sau đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, an dưỡng thương thế. Chu Võ Hoàng chấn động, hắn cũng biết, người nào trước có thể được mời tiến vào chủ điện, người đó liền có thể trước tiên phân đến bảo tàng, cầm tới nhiều nhất chỗ tốt. Hiện tại Diệp Thần cùng ngày thứ hai nhai, cũng có thể đạt được mời tư cách, nhưng hắn lại ngay cả một thoáng tiếng chuông đều gõ không vang. Xem ra, vẫn là chỉ có thể động dụng lá bài tẩy. Chu Võ Hoàng tầm mắt chuyển động, linh hồn thân thể lóe lên, trực tiếp bay tới Thái Huyền Thần Trung trước đó. Ngày thứ hai nhai nói, Chu Võ Hoàng, người một giới cô hồn, người cũng có tư cách gõ chuông. Chu Võ Hoàng xâm nghiêm nói, tại sao không có? Ta lớn Chu gia tộc chí cao thần khí, người sợ là còn không biết đến a. Thiên tội kiếm khí, bạo sát. Chu Võ Hoàng phát ra thật lớn tiếng kêu, linh hồn năng lượng câu thông chân trời. Phiếu miểu thần cung phía trên bầu trời màu xanh lam, lập tức liền trở nên đen xuống, có thiên nộ tội phạt khí tức đang nổi lên, sau đó theo trong tầng mây, bộc phát ra một đầu phong duệ kiếm khí, trực tiếp chém xuống tới. Kiếm khí này, lại có thể là thiên tội cổ kiếm kiếm khí. Keng! Thiên tội cổ kiếm kiếm khí, hung hăng đánh vào Thái Huyền Thần Trung bên trong, phát ra một cỗ to tiếng chuông. Chu Võ Hoàng cuối cùng cũng gõ chuông. Hắn cũng không phải là dựa vào chính mình thực lực, mà là mượn thiên tội cổ kiếm kiếm khí. Xuy xuy xuy. Chu Võ Hoàng thủ quyết liên tục vung lên, từng đầu kiếm khí liên tục theo thiên chảm dưới, hung hăng đánh vào Thái Huyền Thần Trung bên trên, mỗi lần kiếm khí chảm kích, đều sẽ bộc phát ra một cỗ mãnh liệt tiếng chuông. Cuối cùng, Chu Võ Hoàng trước trước sau sau, triệu hồi ra 7 đạo kiếm khí, kích chuông 7 vang, cùng Diệp Thần tương đương. Nhưng ở 7 đạo kiếm khí hạ xuống về sau, hắn cũng là hao hết khí lực, thở dốc một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, gương mặt tái nhợt, đầy trời mây đen đều tiêu tán. Ngày thứ hai nhai thấy Chu Võ Hoàng có thể phát 7 vang, so với chính mình lợi hại, nhưng cuối cùng không phát ra được vang 9 lần, không khỏi cười nhạt một chút, nói cái này là ngươi cái gọi là chí cao thần khí. Cũng chỉ đến như thế. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, nói ta lần đầu gõ chuông. Trưởng khống không tốt tiết tấu thôi, đối đãi ta nghỉ ngơi một canh giờ, lại đi nếm thử, tất có thể phát ra tiếng vang 9 lần. Hắn đối thiên tội cổ kiếm uy lực, có tuyệt đối tự tin, hiện tại cũng ngồi xếp bằng điều tức, tính toán đợi linh khí khôi phục về sau, lại triệu hoán kiếm khí kích chuông. Diệp Thần nhìn thấy Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, cũng có thể gõ chuông vang 9 lần, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Nếu như bị hai người bọn họ, đoạt tại chính mình đằng trước. Vậy thì phiền toái. Hắn muốn cầm đến cửu thiên linh thủy, nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ. Thiên nữ, vì ta chúc phúc. Chờ ta lấy đến bảo tàng, phân ngươi một nửa. Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía thiên nữ, trịnh trọng nói ra. Vừa mới hắn gõ chuông 7 vang, hao phí không ít khí lực, hiện tại chính là suy yếu, nghĩ đuổi tại Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai trước mặt gõ lại chuông, chỉ có thỉnh thiên nữ ra tay giúp đỡ. Thiên nữ sững sờ, nghĩ thầm dùng chính mình thực lực trước mắt, cũng khó có thể gõ chuông vang 9 lần, muốn chia đến bảo tàng, cũng chỉ có dựa vào Diệp Thần. Mộng tưởng một lòng, ta chi tâm nguyện, luân hồi vô địch, phách tuyệt càn khôn. Thiên nữ phát ra thành tín cầu nguyện cùng ngâm sướng, thi triển tam thập tam thiên thần thuật mộng tưởng một lòng chảy, thành tâm vì Diệp Thần cầu phúc. Trước người nàng hiện ra một quyển mộng tưởng chi thư, phía trên ký thác nàng mong ước, trận trận chúc phúc lực lượng. Liền theo mộng tưởng chi thư phát ra, từng sợi thần quang rơi xuống Diệp Thần trên thân. Diệp Thần đạt được thiên nữ chúc phúc, chỉ một thoáng tinh thần đại chấn, nhanh chân hướng về Thái Huyền Thần Trung đi đến. Thiên nữ, người bởi vì tiểu tử này cầu phúc. Chu Võ Hoàng thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn coi là thiên nữ cùng Diệp Thần, vẫn là kẻ thù sống còn, nào nghĩ tới đã buông xuống khúc mắc. Thiên nữ cũng không để ý tới Chu Võ Hoàng ồn ào, ngưng thần vì Diệp Thần cầu phúc. Diệp Thần tinh thần dịch dịch, linh khí tăng gấp bội,
lại vận chuyển thần giáp mệnh tinh lực lượng, trong tay hóa ra một thanh hoàng kim cự chùy, lại lần nữa nếm thử gõ chuông. Lần này có thiên nữ chúc phúc, Diệp Thần khí thế so với trước càng hung mãnh, từng chùy một đánh tại chuông thân bên trên, thế mà trong chớp mắt liền gõ 8 lần. Còn kém một lần cuối cùng. Diệp Thần hít sâu một hơi, tầm mắt cô đọng, lại thấy cánh tay phải xương cốt đau đớn, bị cái kia thái huyền thần trung lực phản chấn, chấn động đến trận trận run lên. Này thứ 9 dưới, cũng rất khó gõ hạ xuống. Luân hồi nguyên thể, mở. Lý trí nói cho Diệp Thần, hiện tại hắn hẳn là từ bỏ, bằng không thân thể có thể muốn tiêu hao. Nhưng đến một bước này, dù như thế nào, Diệp Thần đều không muốn từ bỏ. Hắn đột nhiên mở ra luân hồi nguyên thể. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, Diệp Thần thể chất lực lượng bão táp, gió chi đồ đằng, lôi chi đồ đằng, hỏa chi đồ đằng, nham chi đồ đằng, băng chi đồ đằng, tại hắn trên da sáng chói nở rộ. Bàng bạc siêu phàm lực lượng, hội tụ đến trên cánh tay của hắn. Hắn lại dùng lực phung lên hoàng kim cự chùy, keng một tiếng, hung hăng đập vào thái huyền thần trung phía trên, cuối cùng ra gõ ra thứ 9 vang. Thứ 9 vang gõ ra, toàn bộ phiếu miểu thần cung phảng phất đều chấn động lên, có vô số linh thú linh điểu phi thiên, giống như là tại vì Diệp Thần gieo hò chúc phúc. Tên điên! Ngày thứ 2 nhai cùng Chu Võ Hoàng choáng váng, bọn hắn vô cùng chấn động nhìn xem Diệp Thần. Hai người đều rất rõ ràng, Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể, là hoàn toàn tiêu hao thân thể, vì gõ chuông vang 9 lần, thật sự là liều mạng. Diệp Thần, chúc mừng ngươi, cuối cùng gõ vang thứ 9 hạ. Thiên nữ lại là kinh hỉ hướng Diệp Thần chúc mừng, tuy nói Diệp Thần tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ cần có thể cầm tới bảo tàng, tổn thất hết đồ vật có khả năng cấp tốc bù đắp lại. Diệp Thần khẽ cắn môi, móc ra mấy khỏa khôi phục linh khí đan dược, nuốt vào, trạng thái hơi khá hơn một chút, nhìn về phía một bên Tinh Giao Nguyệt nói. Giao Nguyệt công chúa, ta tính là thông qua khảo nghiệm A. Tinh Giao Nguyệt ngơ ngác nhìn Diệp Thần, cũng không nghĩ tới Diệp Thần vì gõ chuông vang 9 lần, thế mà sẽ liều đến một bước này. Nàng còn chưa lên tiếng, tại phiếu miểu thần cung chỗ sâu, chính là truyền ra một giọng già nua, luân hồi chi chủ, đạo tâm của ngươi cùng ý chí, quả thật là mạnh mẽ vô cùng. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, còn mời vào bên trong tụ họp một chút. Chỉ thấy một đầu linh khí hồng kiều, phá không tới, hoành giá tại Diệp Thần trước mặt, một mực thông hướng phiếu miểu thần cung chỗ sâu. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền đạp vào hồng kiều, hướng thiên nữ gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Hắn hứa hẹn qua, nếu như cầm tới bảo tàng, sẽ điểm thiên nữ một nửa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đạp lên hồng kiều, một đường hướng đi phiếu miểu thần cung chỗ sâu. Tại xuyên qua tầng tầng mây mù về sau, Diệp Thần cuối cùng đi vào phiếu miểu thần cung chủ điện, đây là một tòa phá lệ to lớn cung điện, có trên trăm cấp bạch ngọc đài giai, bậc thang hai phía tràn đầy hộ vệ tinh nhuệ, hết thảy hộ vệ thế mà đều dài hơn lấy một đôi trắng noãn cánh, toàn thân thánh quang lượn lờ, thần thánh vô cùng. Diệp Thần sững sờ, sau đó liền nhớ kỹ, đây là tinh không thần tộc tư thái. Tinh không thần tộc vốn chính là mọc ra một hai cánh, vô cùng rực rỡ thánh khiết, xem ra nơi này hộ vệ, hắn tinh không thần tộc huyết mạch, tương đương nồng đậm, có thể hiển hóa thần tộc cánh lông vũ tư thái. Diệp Thần tại rất nhiều hộ vệ chú mục dưới, từng bước một bước vào trong chủ điện. Chủ điện không gian vô cùng khổng lồ, dùng màu trắng cột đá chèo chống, mái vòm có cao trăm trượng, mái vòm bên trên khắc vẽ lấy rất nhiều hoa lệ bích họa, cùng tinh không bỉ ngạn cùng một nhịp thở, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy khí tức thần thánh, đập vào mặt. Trong chủ điện van xin xây dựng có một cái to lớn tế đàn bên trên lơ lửng một mảnh trang sách, phía trên tuyên khắc lấy một cái thiên chữ, hiện ra màu vàng kim, lại có luân hồi pháp tắc khí tức đang lưu chuyển, nhường Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Tại tế đàn bên cạnh, một cái lão giả đứng chắp tay. Lão giả đã vô cùng già nua, mặt mũi nhăn nheo, nhưng một đôi mắt vẫn là vô cùng sắc bén, tinh mang khiếp người, người mặc lấy tử kim đế bào, phía trên có cổ lão thiên đế pháp tắc như thần liên rủ xuống vần quanh, tự có một cỗ uy nghiêm khí thế bức người. Lại có thể là một tôn thiên đế cường giả. Tại hạ Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ, nghĩ đến lão giả này, hẳn là phiếu miểu thần cung cung chủ, là này phương thế giới tồn tại cường đại nhất, là chí cao chúa tể, hải tộc cùng huyết tộc đều là hắn nô lệ. Ha ha, không cần khách khí như thế, lão phu tinh long tương,
chấp trưởng giới này đạo thống, nhưng tuế nguyệt mài mòn, tâm huyết dùng hết quá lớn, cũng không mấy năm có thể sống. Lão già tự xưng Tinh Long Tương, già nua giọng nói mang vẻ một vệt tuyên cổ tang thương. Diệp Thần yên lặng đánh giá Tinh Long Tương, trong lúc nhất thời, không phân rõ hắn thiện hay ác. Hắn chèn ép hải tộc cùng huyết tộc, đem cái kia hai tộc người, đều xem làm nô lệ, thực khó xưng thiện. Nhưng hắn lại không có xua đuổi Diệp Thần những người ngoài này, thậm chí cho bọn hắn chia sẻ bảo tàng cơ hội, tựa hồ cũng không xấu. Tiền bối là tại đánh tạo đồ vật gì? Diệp Thần thử thăm dò hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía trong đại điện tế đàn, cái kia tòa thật to tế đàn, chung quanh bầy đầy thiên tài địa bảo, thần quang mờ mịt, rộng rãi linh khí đập vào mặt. Những thiên tài địa bảo này chất lượng, so với Diệp Thần tại Giao Trì Cung cùng Huyết Huyên Vân Cung nhìn thấy, không biết cao hơn ra bao nhiêu. Nơi này mỗi một kiện tài liệu, đều lưu chuyển lên tinh quang, tài liệu bên trên lạc ấn lấy tinh thần hoa văn cùng quý tích, tạo hóa pháp tắc kinh người, đã vượt ra không không thời không quy luật, lộ ra một cỗ cao vời thần bí. Tinh Long Tương dùng những tài liệu này, tựa hồ là muốn tạo đồ vật gì, nhưng hẳn là còn không thành công. Bởi vì tế đàn bên trên lơ lửng một mảnh trang sách, như thật như ảo, như mộng như hư, giống như chẳng qua là một cái huyễn tưởng khái niệm tồn tại, cũng không có thật rèn đúc thành chân thực. Vượt quá Diệp Thần dự kiến chính là, cái kia mảnh trang sách, thế mà lưu chuyển lên luân hồi pháp tắc khí tức, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ đây là liên quan đến luân hồi một món pháp bảo? Trang sách bên trên một cái thiên chữ, kim quang hạo đáng, càng biểu lộ ra một cỗ chí cao vĩ đại, không biết dùng nhiều ít thiên tài địa bảo, nhiều ít chân quý tài nguyên, mới rèn đúc ra cái này thiên chữ. Tinh Long Tương gật gật đầu, nói đúng vậy, ta tại đánh tạo một món pháp bảo, chính là luân hồi hướng thế sách. Luân hồi hướng thế sách. Diệp Thần biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, nhìn kỹ hướng tế đàn bên trên trang sách, ngưng thần nhìn rõ phía dưới, quả nhiên liền phát hiện phía trên luân hồi pháp tắc, mang theo luân hồi hướng thế sách khí tức, một khi bùng nổ, đủ để nghịch chuyển nhân quả, cải biến quá khứ, nghịch thiên cải mệnh. Luân hồi hướng thế sách, đây chính là đỉnh cấp huyễn tưởng khái niệm A. Quyển sách này một khi chế tạo ra đến, có được nghịch thiên cải mệnh thần uy, có thể dễ dàng sửa đổi đi qua tuyến thời gian. Nhậm Phi Phàm có thể trèo lên đỉnh thiên đế, Diệp Thần có thể giả chết giấu giếm chư thiên, đều dựa vào luân hồi sách huy năng, mà lại cái kia vẫn chỉ là kiếp hôi, cũng không phải thật sự là luân hồi sách. Chân chính luân hồi sách, nếu là chế tạo ra thế, vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố, vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Tinh Long Tương lại muốn chế tạo luân hồi hướng thế sách. Đây quả thực điên cuồng đến cực hạn. Tinh Long Tương tầm mắt tang thương, phảng phất đã trải qua vô số khó khăn trắc trở cùng khổ nạn, hắn ngắm nhìn tế đàn bên trên huyễn tưởng trang sách, dùng tựa như nói mê thanh âm nói ra. Luân hồi chi chủ, người trải qua 10 thế, trong đó có nhất thế, liền muốn nếm thử chế tạo luân hồi hướng thế sách, cuốn sách này một khi chế tạo ra tới, có thể tùy ý sửa đổi đi qua. Chấp trưởng cuốn sách này, liền chờ cùng chấp trưởng thế gian vận mệnh của tất cả mọi người. Này luân hồi sách tư tưởng, có thể xưng chư thiên chí vĩ. Ta lúc ấy nhìn thấy, liền biết này luân hồi sách, là cứu rỗi tinh không then chốt. Diệp Thần thần sắc cổ quái, lẩm bẩm nói, cứu rỗi tinh không. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, chư thần huyễn tưởng tạo hóa ra tinh không bỉ ngạn, thế giới kia cuối cùng lại từ huyễn tưởng lắng đọng vì chân thực, cũng đã vượt ra chư thần, nhưng bởi vì đủ loại phức tạp nguyên nhân, tinh không bỉ ngạn sa đọa, bị hắc ám bao phủ. Ta cùng tộc nhân của ta, huyết mạch vận mệnh cùng tinh không bỉ ngạn cùng một nhịp thở, một khi tinh không bỉ ngạn sụp đổ, chúng ta cũng muốn hóa thành cho tàn. Cứu rỗi tinh không, liền là cứu rỗi chính chúng ta. Thế gian này, chỉ có luân hồi hướng thế sách, mới có thể cứu rỗi tinh không. Luân hồi sách một khi chế tạo ra đến, ta là có thể cải biến quá khứ, nhưng sa đọa hắc ám hóa thành quang minh, nhường đã ngã xuống phương chu một lần nữa bay lên không. Nhưng cái kia tinh không bỉ ngạn, chân chính biến thành một cái vĩnh hằng cực lạc, không có ưu sầu thế giới. Tinh Long Tương càng nói càng xúc động, ngữ khí vô cùng sục sôi, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt thần thái. Diệp Thần cũng bị hình dạng của hắn rung động, nói tiền bối, người thế mà có thể đánh tạo luân hồi sách. Tinh Long Tương cười khổ một tiếng, nói, năm đó ta nhòm ngó thiên cơ, đạt được chế tạo luân hồi sách bản vẽ, nhưng, ta không phải luân hồi chi chủ. Ta vô pháp trưởng khống luân hồi pháp tắc,
muốn rèn đúc này luân hồi sách, vô cùng khó khăn. Ta là nghịch thiên mà đi, hao phí vô số tâm huyết tài nguyên, đánh cắp luân hồi, cho tới hôm nay, mới miễn cưỡng chế tạo ra từng tia huyễn tưởng khái niệm. Diệp Thần nội tâm chấn động, nhìn xem tế đàn bên trên trang sách, nói coi như chỉ là ảo tưởng khái niệm, có thể hiển hóa ra ngoài, này mảnh trang sách, đã mang theo một tia sửa đổi đi qua uy năng. Dựa vào xúc giác bén nhạy, Diệp Thần có khả năng phán đoán, tế đàn bên trên trang sách, năng lượng nội tình so với hắn cùng Nhậm Phi Phàm có được luân hồi sách kiếp hôi, còn phải thâm hậu được nhiều. Nói cách khác, nếu như có thể trưởng khống này mảnh trang sách, đã có thể sơ bộ trưởng khống sửa đổi đi qua thủ đoạn. Đương nhiên, bởi vì chẳng qua là một vệt huyễn tưởng khái niệm, pháp tắc cũng không hoàn toàn, cho nên muốn sửa đổi đi qua, cần phải bỏ ra không ít đại giới. Nếu như là chân chính hoàn chỉnh luân hồi sách, sửa đổi quá khứ là hoàn toàn không cần bỏ ra cái giá gì, đơn giản vô địch khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Tinh Long Tương lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ, nếu là ngươi tới trưởng khống, có lẽ có khả năng, nhưng ta làm không được, bởi vì ta không phải ngươi. Nếu có thể có hoàn chỉnh tổng cương, ta trả lại ra chút hy sinh hiến tế thủ đoạn, có lẽ có thể thoáng mượn dùng một điểm luân hồi lực lượng, nhưng chỉ là một vệt huyễn tưởng khái niệm, dù như thế nào đều không thể sử dụng. Tế đàn bên trên trang sách, cũng không phải chân thực tồn tại, trước mắt vẫn chỉ là huyễn tưởng khái niệm, trang sách là huyễn tưởng pháp tắc hiển hóa thôi, như kính hoa thủy nguyệt, không có ngoại hình, không có thực thể, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, người ngoài không có khả năng lợi dụng. Tổng cương. Diệp Thần nhíu mày, luân hồi hướng thế sách bản vẽ, hắn còn không có thôi diễn nhòm ngó qua, bởi vì loại cấp bậc này khái niệm, với hắn mà nói có chút quá kinh khủng cùng xa vời, cho nên hắn đối luân hồi sách chế tạo quá trình cùng lý giải, khả năng còn so ra kém Tinh Long Tương. Tinh Long Tương gật đầu, lại cười khổ một tiếng, nói, luân hồi sách tổng cương, liền là hắn hạch tâm pháp tác hiển hóa, ta biết ta không phải luân hồi chi chủ, nghĩ một hơi chế tạo hoàn chỉnh luân hồi sách, là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, ta nghĩ trước chế tạo ra một tờ tổng cương ra tới. Có một tờ luân hồi sách tổng cương, ta là có thể sơ bộ sửa đổi đi qua, dạng này không ngừng sửa đổi đi qua, đem đủ loại thất bại sửa đổi vì trở thành công, dạng này lại chế tạo còn lại luân hồi sách, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần nói, biện pháp này ngược lại tốt. Tinh Long Tương cười khổ nói, ta ý nghĩ tuy tốt, nhưng luân hồi sách chế tạo độ khó, lại vượt quá tưởng tượng của ta. Ta đã lấp vô số thiên tài địa bảo đi vào, cuối cùng lại ngay cả một tờ tổng cương đều đánh chế, chẳng qua là hiển hóa ra một điểm huyễn tưởng khái niệm. Luân hồi sách tổng cương, hạch tâm là 8 chữ, chính là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Diệp Thần thì thầm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, này 8 chữ, liền đại biểu chư thiên tới, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian không gian khái niệm. Chỉ cần này bát tự có thể rèn đúc ra tới, luân hồi sách tổng cương, coi như sơ bộ chế tạo thành công. Nhưng, như ngươi thấy, này 8 chữ, ta chỉ chế tạo ra thứ nhất thiên chữ, thậm chí chỉ là ảo tưởng khái niệm, còn không có chân chính tạo tự nhiên công. Diệp Thần nhìn xem tế đàn bên trên trang sách phía trên, hoàn toàn chính xác chỉ có một cái thiên chữ, địa phương khác còn là hoàn toàn trống không. Nhưng dù vậy, này mảnh luân hồi trang sách, mang cho Diệp Thần uy áp, cũng là vô cùng mãnh liệt. Nếu có thể trưởng khống này mảnh trang sách, hắn có lòng tin sơ bộ trưởng khống sửa đổi đi qua thủ đoạn. Đây vẫn chỉ là một cái thiên chữ mà thôi, thậm chí là trong huyễn tưởng. Nếu là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự đều lộ ra, thậm chí toàn bộ rèn đúc thành thực thể, cái kia uy năng sẽ khủng bố cỡ nào. Lại thậm chí, nếu như là trình lượt này thư trả lời, toàn bộ chế tạo ra tới. Cái kia như thế nào đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Thần càng nghĩ tiếp, càng có loại không thể diễn tả rung động cùng khủng bố, không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên tâm lớn bao nhiêu, huyễn tưởng liền lớn bấy nhiêu, chân thực thiên địa cùng thiên đạo, không có khả năng tạo hóa ra như thế không hợp thói thường đồ vật, chỉ có người, chỉ có lòng người, tư tưởng của người ta, mới có thể như đột phá này chân trời, tư tưởng ra này loại cực đoan không hợp thói thường khái niệm. Nếu là thật chế tạo ra thì hoàn chỉnh luân hồi sách, là có thể theo thế giới chỗ cải tạo thế giới, uy áp chúng sinh, quyền sinh sát trong tay chuyện đương nhiên, thậm chí có thể thu thay đổi thiên đạo, nhường thế gian hết thảy quy luật pháp tắc, vì chính mình phục vụ. Tiền bối, nếu như cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ngươi có lòng tin có thể chế tạo ra luân hồi sách.
Diệp Thần hỏi. Tinh Long Tương bất đắc dĩ thở dài nói, không thể, ta càng là khổ tâm nghiên cứu, càng cảm thấy luân hồi sách đáng sợ, cái này huyễn tưởng khái niệm, đột phá chân trời, uy năng quá mức không hợp thói thường, chỉ có chân chính luân hồi chi chủ, mới có như vậy một chút xíu xa vời cơ hội, có thể chế tạo thành công. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, mang theo vô hạn phức tạp cảm xúc. Diệp Thần yên lặng không nói, hắn biết này luân hồi sách sau lưng, liên lụy nhân quả trầm trọng, so với hắn dĩ vãng đối mặt nhân quả, đều muốn trầm trọng đáng sợ. Tinh Long Tương nói tiếp, vì chế tạo luân hồi sách, ta cực lực nghiền ép hải tộc cùng huyết tộc, bức bách các nàng đem đại lượng tài bảo tài nguyên cung phụng đi lên, nhưng dù vậy, cho tới hôm nay mới thôi, ta liền một tờ tổng cương đều chế. Diệp Thần nghe đến đó, lập tức giật mình cùng chấn động. Nguyên lai phiếu miểu thần cung, chèn ép hải tộc cùng huyết tộc, là vì chế tạo luân hồi sách. Mảnh thế giới này đại bộ phận thiên tài địa bảo, đều bị Tinh Long Tương lấp đến luân hồi sách khái niệm bên trong đi. Một khi quyển sách này, không thể chế tạo ra đến, những cái kia hao phí mất chân bảo tài nguyên, liền toàn bộ phí phạm. Bất quá, bây giờ có thể hiển hóa ra một điểm luân hồi sách tổng cương cái bóng, chế tạo ra một cái thiên chữ, theo Diệp Thần, ít nhất là không lỗ. Bởi vì tế đàn bên trên trang sách, nếu như giao cho hắn lời, có thể bộc phát ra thao thiên hiệu dụng. Nếu chế tạo luân hồi sách, cần lượng lớn tài nguyên, tiền bối, ngươi lại thế nào nguyện ý cùng người ngoài chia sẻ bảo tàng? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi, Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai còn ở bên ngoài, bọn hắn cũng có khả năng gõ chuông vang 9 lần, thông qua khảo nghiệm tiến đến. Dựa theo phiếu miểu thần cung hứa hẹn, nếu là Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai thông qua được khảo nghiệm, bọn hắn cũng có thể phân đến một chút bảo tàng. Tinh Long Tương nói, đây chỉ là chăn heo thôi. Diệp Thần ngạc nhiên, chăn heo. Hai chữ này, cũng là khơi gợi lên hắn không ít hồi ức. Thiên nữ cử chỉ, chính là như thế. Tinh Long Tương gật đầu nói, đúng vậy, ta bày ra nhân quả luật, phàm là dùng ta phiếu miểu thần cung bảo tàng tài nguyên, về sau đều sẽ trở thành luân hồi sách tế phẩm. Nói cách khác, các ngươi nếu là đạt được bảo tàng chỗ tốt, về sau tu vi lớn mạnh, trừ phi tu vi có thể vượt qua ta, bằng không đều vô pháp đột phá ta nhân quả luật đả kích. Chỉ có biến thành tế phẩm xuống tràng, muốn trở thành luân hồi sách lớn mạnh chất dinh dưỡng. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tinh Long Tương còn có này loại mưu tính, thậm chí còn hào phóng như vậy, cùng chính mình thẳng thắn. Tinh Long Tương cười khổ một tiếng, nói, bất quá, luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, ta nhân quả luật, hạn chế không được ngươi, ngươi đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, thế gian không có bất kỳ cái gì nhân quả luật, có thể trấn áp được ngươi. Diệp Thần gật gật đầu. Nghĩ thầm cũng thế, hắn tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh sau, có thể nói là nghịch thiên thuế biến, đã không sợ bất luận cái gì nhân quả luật chèn ép. Nếu muốn tế phẩm, vậy không bằng trực tiếp đem Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai bỏ vào đến. Diệp Thần muốn mượn Tinh Long Tương tay, giải quyết hết hai người kia. Tinh Long Tương lắc đầu nói, cái kia muốn chờ bọn hắn gõ chuông vang 9 lần lại nói, muốn trở thành luân hồi sách tế phẩm, nhất định phải có thiên phú hơn người tài hoa. Không phải là cái gì người đều có thể làm tế phẩm. Ta nghĩ cực đạo ma tôn, hắn đại khái là cảm giác được ta mưu tính, cho nên hắn sớm rời đi. Diệp Thần trầm mặc xuống, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ cùng ý nghĩ xen lẫn, sau đó hỏi, tiền bối, vậy ngươi có thể điểm cái gì bảo tàng cho ta? Chế tạo luân hồi sách, ta có thể giúp một tay ra sức. Diệp Thần ánh mắt nhìn tế đàn, Tinh Long Tương muốn tạo luân hồi sách, hắn tự nhiên cũng 10 điểm có hứng thú. Tinh Long Tương nói, ta nắm toàn bộ bảo tàng cho ngươi đều có thể, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận luân hồi sách. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Tinh Long Tương mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ta hao phí vô số tâm huyết, vô số kỷ nguyên, thậm chí không thể đánh tạo ra một tờ luân hồi sách tổng cương, ta liền biết, chỉ dựa vào năng lực của chính mình, là tuyệt đối không thể nào đem chân chính luân hồi sách chế tạo ra tới. Luân hồi chi chủ, chỉ có dựa vào ngươi. Mới có chân chính chế tạo cơ hội thành công. Không biết ngươi có thể có hứng thú tiếp nhận. Diệp Thần tâm bên trong máu nóng dâng lên, trở nên kích động, nói, dĩ nhiên. Tinh Long Tương muốn hắn tiếp nhận chế tạo luân hồi sách, hắn cầu còn không được. Tinh Long Tương nghe được Diệp Thần đáp ứng, mừng tít mắt, nhưng quan sát tỉ mỉ Diệp Thần liếc mắt, gặp hắn tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, lại có chút lo nghĩ, nói. Luân hồi chi chủ. Ở kiếp này ngươi, tu vi tựa hồ có chút hơi thấp,
ta sợ ngươi không chịu nổi luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm, khả năng ta nắm luân hồi sách bản vẽ cho ngươi, ngươi nhìn một chút, lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Luân hồi sách bản vẽ, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, càng ngày càng phức tạp, chư thiên rất nhiều luân hồi tín đồ, đều sẽ chính mình tư tưởng, tăng thêm đi lên, dẫn đến này bản vẽ trở nên vô cùng thâm ảo khủng bố, so ban đầu lúc phức tạp vạn lần. Người bình thường nhìn thấy này loại bản vẽ, liếc mắt liền muốn tinh thần sụp đổ, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần Hào Môn nói, tiền bối, người yên tâm, ở kiếp này ta, siêu việt 9 vị trí đầu thế, này luân hồi sách khái niệm, ta có khả năng tiếp nhận. Người cứ việc đem bản đồ giấy cho ta chính là. Nếu ngươi không tin, ta có khả năng lập tức trưởng khống một trang này luân hồi sách. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm tế đàn bên trên trang sách, liền muốn trực tiếp ra tay luyện hóa, nhưng bị Tinh Long Tương đưa tay cản lại. Tinh Long Tương nói, luân hồi chi chủ, đừng xúc động, ngươi tu vi còn thấp, nếu là dám đụng vào trang này luân hồi sách, ngươi làm chàng liền muốn hóa thành kiếp cho. Ngươi tu là hơi thấp, bây giờ đem luân hồi sách giao cho ngươi tiếp nhận, ta không yên lòng, không bằng ngươi lưu lại, tại ta chỗ này tu luyện mấy trăm mấy ngàn cái kỷ nguyên, chờ tu vi chậm rãi tăng lên, lại nếm thử chế tạo luân hồi sách cũng không muộn. Chỉ cần ngươi lưu tại mảnh thế giới này, ta có thể bảo hộ ngươi chu toàn, bất kỳ người nào đều không đả thương được ngươi. Ta thậm chí có thể đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, còn có ta Tinh Không Thần tộc nữ tử, hải tộc cùng huyết tộc nữ tử, đều có thể toàn bộ làm ngươi đỉnh lô, tạo điều kiện cho ngươi thải bổ, giúp ngươi mau sớm tăng cao tu vi. Tinh Long Tương ưng thuận lợi lớn, chỉ muốn giữ lại Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên không có khả năng tại đây bên trong ở lại lâu, nói tiền bối, ngươi tin tưởng ta, ta có tư cách tiếp nhận luân hồi sách. Tinh Long Tương nhìn xem Diệp Thần kiên quyết bộ dáng, trầm tư một hồi, nói, xem ra ngươi là không biết luân hồi sách khái niệm khủng bố, dùng ngươi bây giờ tu vi, tuyệt đối không thể trưởng khống. Ngươi nếu không phục, vậy liền tiếp ta ba trưởng, nếu là ngươi có thể đỡ được, ngươi liền có kế thừa luân hồi sách tư cách. Nếu là không tiếp nổi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta, chậm rãi tu luyện mấy trăm mấy ngàn cái kỷ nguyên thời gian lại nói. Diệp Thần nói, tiền bối, muốn ta tiếp ngươi ba trưởng. Tinh Long Tương có thể là thiên đế cấp bậc cao thủ A, muốn đón hắn ba trưởng, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ đem thực lực áp chế đến thiên nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giới này thực lực, vừa lúc là ngươi có thể tiếp nhận cực hạn. Ngươi có thể đỡ được ta ba trưởng, ta liền cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu như Tinh Long Tương chẳng qua là thi triển thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, hắn muốn tiếp ba trưởng, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tiền bối, chỉ cần ta có thể đón lấy ba trưởng, ngươi liền chịu nắm luân hồi sách truyền cho ta. Diệp Thần hỏi, Tinh Long Tương nói, đúng vậy, còn có ta phiếu miểu thần cung hết thảy bảo tàng, đều có thể giao cho ngươi. Ta chỉ cần lưu hạ sinh mệnh mẫu thụ cùng uyên vũ huyết trì, liền có thể bảo trì trật tự vững chắc, tránh cho hắc ám sa đọa, những bảo tàng khác đều có thể cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách. Diệp Thần tâm đầu một hồi máu nóng dâng lên, phiếu miểu thần cung bảo tàng, hạng gì phong phú, nếu là thật toàn bộ thu nạp, vậy hắn muốn một đêm chợt giàu. Tốt, tiền bối, ta liền tiếp ngươi ba trưởng. Diệp Thần dứt khoát đáp ứng. Tinh Long Tương lườm liếc Diệp Thần cánh tay trái. Nói, ngươi trái cánh tay có hắc ám sa đọa gợn sóng, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Nơi này có hai bình cửu thiên linh thủy, ngươi uống vào một bình, liền có thể hóa giải hắc ám. Hắn lấy ra hai bình nước, giao cho Diệp Thần. Cái kia hai bình nước, chính là Diệp Thần một mực tha thiết ước mơ cửu thiên linh thủy. Tại bên ngoài, cửu thiên linh thủy vô số người khao khát, Diệp Thần vì đạt được, cũng là hao phí không biết nhiều ít tâm huyết tinh lực. Hiện tại, thấy Tinh Long Tương tiện tay liền đem cửu thiên linh thủy xuất ra, Diệp Thần lập tức có chút như mộng như ảo cảm giác. Đa tạ. Diệp Thần đem hai bình cửu thiên linh thủy đón lấy. Tinh Long Tương con mắt híp lại, cười nói, may mắn ta đã sớm suy tính đến, cửu thiên linh thủy tương lai có tác dụng lớn, cho nên không có lấp đến luân hồi trong sách đi, không phải liền phí phạm. Này cửu thiên linh thủy, tại ta phiếu miểu thần cung trong bảo khố, cũng là cao cấp nhất chân bảo. Nhưng nếu là cầm lấy đi lấp luân hồi sách, đó là lật không nổi cái gì gợn sóng, đừng nói một hai bình, mấy ngàn bình mấy vạn bình đều không đủ dùng, chế tạo luân hồi sách cần thiết tài nguyên, thật sự là một con số kinh khủng. Vừa mới Tinh Long Tương nhìn như tiện tay,
trên thực tế là đã sớm chuẩn bị, coi như với hắn mà nói, cửu thiên linh thủy đều không phải là vật bình thường, bất quá vì trị liệu Diệp Thần, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Chờ Diệp Thần cánh tay trái hắc ám giải trừ, hắn lại ra tay, mới là công bằng. Diệp Thần nghe Tinh Long Tương, càng thấy luân hồi sách chế tạo gian nan, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều nghĩ kế thừa luân hồi sách, đến mức như thế nào chế tạo, vậy sau này chậm rãi lại mưu tính cũng không muộn. Ngay sau đó, Diệp Thần điều ra một bình cửu thiên linh thủy, ngưỡng hầu đem uống cạn. Xoạt! Tại Diệp Thần uống xong cửu thiên linh thủy về sau, một cỗ năng lượng bàng bạc linh khí, mang theo tinh không đại hảo hán, liền ở trong cơ thể hắn tan ra, từng sợi thần quang nở rộ mà ra, hà thải nóng rực. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần cánh tay trái còn sót lại hắc ám năng lượng, toàn bộ hóa giải mất. Hắn kéo cánh tay trái ống tay áo, liền thấy cánh tay của mình, màu da đã hoàn toàn khôi phục như thường, lại cũng không nhìn thấy một tia hắc ám, toàn thân linh khí cùng khí vận, không còn có bất luận cái gì cản trở, cả người thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn. Oanh long long! Tại hắc ám sau khi giải trừ, Diệp Thần toàn thân cũng là như phát lôi minh, xương cốt nổ vang, đan điền sôi trào. Linh khí đột phá, tu vi lập tức lại có tấn thăng, bước vào thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong hàng ngũ. Chỉ thấy tu vi sau khi đột phá, Diệp Thần quanh thân thần hy sáng chói, hào quang vần quanh, đại khí tượng sục sôi, rực rỡ vô cùng. Thậm chí, cái kia cửu thiên linh thủy năng lượng, còn lưu chuyển đến Diệp Thần thiên đế kim luân bên trong, đem thiên đế kim luân nhiễm bẩn, cũng là toàn bộ hóa giải. Bình này cửu thiên linh thủy, mang cho Diệp Thần tăng thêm. Thật sự là quá khổng lồ. Tiền bối, ra tay đi, ta có khả năng tiếp ngươi ba trường. Hắc ám giải trừ, tu vi đột phá, Diệp Thần tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Rất tốt, Tinh Long Tương thấy thế, cũng không nói nhảm, hiện tại cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, hai người phân lập rằng co đứng vững, xa xa đối lập. Trong đại điện bầu không khí, cũng biến thành có chút khẩn trương, tòa kia tế đàn, ngay tại hai người ở giữa. Phía trên luân hồi sách chậm rãi chán phóng vầng sáng. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tinh Long Tương, chờ đợi hắn ra tay. Răng rắc, chỉ thấy Tinh Long Tương hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi, nở rộ màu bạc trắng thánh khiết hào quang, tại đây cỗ hào quang bao phủ xuống, hắn giả nua khí tức, thế mà hoàn toàn đánh tan, trên mặt nếp nhăn từng đầu tan biến, theo người giả bộ dáng, biến thành một cái uy mãnh tráng dũng thanh niên người. Hắn tóc trắng hóa thành tóc đen, xóa xuống, đôi mắt chiến ý bão táp. Xoạt! Một đôi hạo đại, sáng chói, thánh khiết, tuyết trắng cánh lông vũ, theo Tinh Long Tương sau lưng bày ra, vô số phù văn xen lẫn, tinh không thần mang đang lưu chuyển, biểu lộ ra ra vô cùng thần thánh phát sáng. Giờ khắc này, Tinh Long Tương đúng là mở ra tinh không thần tộc rực rỡ tư thái, như tinh không phía trên thần nhân, bất diệt bất hủ, không suy không già, huy hoàng thần thánh, muôn hình vạn trạng. Diệp Thần thấy Tinh Long Tương bộ dạng này tư thái, cũng là lấy làm kinh hãi, thật sâu thấy một cỗ to lớn uy áp, như có toàn bộ tinh không hướng về chính mình bao phủ xuống. Luân hồi chi chủ, tiếp chiêu. Tinh Long Tương ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên liền ra một trường, bạch quang sục sôi nổ tung, thiên thánh thần quang vạn đạo, một trường cuốn sạch lấy vô tận uy áp thủy triều, gào thét nổ tung hướng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức nghẹt thở. Tuy nói Tinh Long Tương đem thực lực áp chế đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn mở ra tinh không thần tộc rực rỡ tư thái, mà lại chiếm cứ phiếu miểu thần cung địa mạch chi lợi, một trưởng này 10 điểm hung mãnh bá đạo, khiến cho người khó mà chống lại. Thiên ma cổ bảo, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đã sớm chuẩn bị, lập tức tế ra thiên ma cổ bảo, làm ra nghiêm mật phòng ngự. Hắn thiên ma cổ bảo, mảnh vỡ đã hoàn toàn thu thập hoàn toàn, lực phòng ngự cường hãn. Mà lại lây dính luân hồi thánh quang, thoạt nhìn đã không có cái gì ma khí, rực rỡ cực điểm. Tinh Long Tương một trưởng oanh đến, Diệp Thần dùng thiên ma cổ bảo ngăn cản, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang rung trời, Tinh Long Tương hung hăng một trưởng, đánh vào thiên ma cổ bảo phía trên, làm cho cổ bảo răng rắc nứt ra, bị hao tổn nghiêm trọng. Diệp Thần có thiên ma cổ bảo phòng ngự, hóa giải Tinh Long Tương đại bộ phận trưởng lực, nhưng vẫn là có một phần nhỏ trưởng lực, hung mãnh gào thét tới. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, nhận trưởng lực trùng kích, lui về phía sau mấy bước, nhưng may mắn cũng không có thụ thương. Này đệ nhất trưởng, hắn xem như tiếp xuống. Không tệ, không tệ, luân hồi chi chủ,
nghĩ không ra ngươi dễ dàng như vậy, liền có thể đón lấy ta một trường. Tinh Long Tương cũng là tán thưởng gật đầu. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, kỳ thật đón lấy một trường này, cũng không dễ dàng. Tinh Long Tương nói, vậy kế tiếp, liền là đệ nhị trường. Tiếng nói vừa ra, Tinh Long Tương khí thức đột nhiên thay đổi, toàn thân cô lỗ lỗ toát ra cổ quái hắc ám khí thức, trên người hắn hết thảy rực rỡ thánh khiết hào quang, đều cấp tốc sa đọa thành hắc ám, một đôi trắng noãn cánh lông vũ, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hắc ám màu sắc, liền cương mãnh chính khí gương mặt, cũng là trở nên xấu xí bóp méo dâng lên. Trong nháy mắt, hắn liền theo tinh không thần tộc bộ dáng, sa đọa thành hỗn độn thiên ma bộ dáng, toàn thân khói đen trùng thiên, ma uy bàng bạc, lồng che trời, uy áp bốn phương, toàn bộ đại điện đều tràn ngập hắn hung mãnh bá đạo uy nghiêm. Hỗn độn thiên ma. Diệp Thần thấy thế, cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, ta tinh không thần tộc, có sinh mệnh mẫu thụ trấn thủ, vốn cũng sẽ không sa đọa thành hỗn độn thiên ma. Bất quá, này hỗn độn thiên ma tư thái, lại là vô cùng cường hãn tư thế chiến đấu, cũng có ích chỗ. Vừa mới cực đạo ma tôn, cho ta một đạo bí pháp, có thể tại sa đọa hỗn độn thiên ma hình dáng dưới, bảo trì thần trí tỉnh táo, không thể không nói, bí pháp này dùng tốt phi thường. Ta mặc dù hóa thân hỗn độn thiên ma, nhưng thần trí vẫn là vô cùng tỉnh táo. Tinh Long Tương nắm chặt lại quyền, cảm thụ được chính mình bắn nổ hắc ám năng lượng, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Nếu như không phải có cực đạo ma tôn bí pháp, hắn là không dám mở ra này loại hắc ám tư thái, bằng không có khả năng mê thất. Diệp Thần sầm mặt lại, hóa thân hỗn độn thiên ma Tinh Long Tương, so với vừa mới càng kinh khủng. Luân hồi chi chủ, đây là đệ nhị trường, thiên ma một trường. Tinh Long Tương ánh mắt sắc bén mà lãnh khốc, tại hóa thân hỗn độn thiên ma về sau, không có cái gì nói nhảm, trực tiếp một trường gào thét bạo sát mà ra, sử xuất đệ nhị trường. Đây là thiên ma một trường, hỗn độn thiên ma uy thế triệt để bùng nổ, hắc ám thủy triều cuồn cuộn, một trường vung ra, như có vô số yêu ma phóng lên tận trời, gào thét bừa bãi tàn phá, vô cùng kinh khủng. Nếu như bị một trưởng này đánh trúng, Diệp Thần không chết cũng muốn trọng thương. Hắn thật sâu cảm nhận được nguy hiểm, lùi ra phía sau một bước, mà chân sau bước đứng vững, toàn thân linh khí bão táp, quát. Thiên đế Kim Luân, phá diệt hắc ám. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần trực tiếp tế ra thiên đế Kim Luân, lập tức sáng chói nóng rực kim quang, như là mặt trời chói chang giữa sân bùng nổ, hoàn mỹ thiên đế Kim Luân lộ ra hiện ra, huy hoàng như mặt trời. Vô số đầu kim quang kịch liệt nở rộ. Vừa mới uống xong cửu thiên linh thủy, Diệp Thần thiên đế Kim Luân, cũng là đạt được tăng thêm, hết thảy nhiễm bẩn đều hóa đi, linh khí trước nay chưa có trong veo tinh khiết, giờ phút này chỗ bộc phát ra hào quang, rực rỡ thần thánh cực điểm. Bành! Diệp Thần thôi động thiên đế Kim Luân, hung hăng cùng Tinh Long Tương một trường đụng vào nhau. Cả hai va chạm, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hung mãnh trường lực, gào thét tới. Thân thể của hắn, liền đới lấy thiên đế Kim Luân, trực tiếp bay rớt ra ngoài, tầng tầng đâm vào trên vách tường, tại đem vách tường nện đến vỡ tan, xuất hiện từng đầu giống mạng nhện vết rách về sau, hắn thân thể cũng là lướt qua vách tường chậm rãi ngã xuống, mang theo một cỗ máu đỏ tươi dấu vết, bị thương rất nặng. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi thua. Ta ngày này ma một trường, ngươi quả nhiên vẫn là không tiếp nổi. Tinh Long Tương lắc đầu. Tuy nói Diệp Thần vận chuyển thiên đế Kim Luân ngăn cản, có thể ngăn trở thiên ma sát khí ăn mòn, nhưng hắn hung mãnh trưởng lực, Diệp Thần lại dù như thế nào cũng không ngăn được, đây là nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng. Trọng thương Diệp Thần, lại là lắc lư thân thể, chậm rãi bỏ lên, tuét miệng nói. Tiền bối, ta còn không có thua, tiếp tục đi. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc gân cốt, đều truyền ra bén nhọn đau đớn, không thể không nói. Tinh Long Tương một trưởng này 10 điểm bá đạo hung mãnh, trực tiếp liền đem hắn đánh thành trọng thương. Thiên đế Kim Luân có thể ngăn cản hắc ám, nhưng ngăn không được hung mãnh như vậy trưởng lực. Bất quá, Diệp Thần thể chất mạnh mẽ, coi như trọng thương, chỉ cần bất tử, hắn đều sẽ không ngã xuống. Ông! Luân hồi nguyên thể mở ra, Diệp Thần quanh thân thần quang sục sôi, đứng vững vàng. Hắn tạm thời đè xuống thương thế, cường ngạnh như pho tượng đứng vững. Muốn tiếp tục chiến đấu xuống. Tinh Long Tương lập tức động dung, không nghĩ tới Diệp Thần đấu trí mãnh liệt như vậy, bị thương nặng như vậy, còn phải kiên trì. Tới đi, còn có cuối cùng một trường. Diệp Thần cắn chặt răng,
chỉ cần lại chống đỡ một trường, hắn là có thể kế thừa luân hồi sách, còn có phiếu miểu thần cung hết thảy bảo tàng. Ngươi lại chịu ta một trường, rất có thể sẽ chết. Tinh Long Tương triệt để động dung, nói. Không quan trọng, sinh tử thì sợ gì. Diệp Thần khí phách vạn trượng, không sợ hãi chút nào. Tốt, luân hồi chi chủ, có đảm lược, cuối cùng này một trường, ta sẽ không lưu tình. Tinh Long Tương không nói nhảm nữa, toàn thân linh khí phồng lên, thân thể lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hắn nguyên bản bộ dáng, là hỗn độn thiên ma tư thái, nhưng giờ phút này, thân thể xuất hiện thánh quang, một nửa hắc ám còn lưu lại, một nửa khác thân thể hóa thành thần thánh quang minh bộ dáng. Thân thể của hắn, bán thánh bán ma, một nửa là tinh không thần tộc bộ dáng, một nửa là hỗn độn thiên ma bộ dáng, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, cánh cũng là một trắng một đen, vẻ ngoài vô cùng mỹ lệ cùng tà dị. Cỗ này thánh ma hỗn hợp tư thái, so đơn thuần tinh không thần thánh tư thái, hoặc là hỗn độn thiên ma tư thái, càng bá đạo hơn hung mãnh, như đồng thời xẻ thịt quang minh cùng hắc ám, chúa tể âm dương, đại đạo tự nhiên, chí cao chí vĩ. Luân hồi thần giáp, hộ thân. Diệp Thần thấy Tinh Long Tương bán thánh bán ma tư thái, cũng là thật sâu cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực, lập tức thôi động thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, từng khối bọc thép mảnh vỡ phiên phi, lắp ráp thành một bộ màu vàng kim hạng nặng áo giáp, che đắp lên trên người. Màu vàng kim chiến khải ra thân, Diệp Thần tựa như là một pho tượng chiến thần đứng vững, làm xong nghiêm mật phòng ngự. Tiếp trưởng, Tinh Long Tương hét dài một tiếng, song trưởng phá không đẩy ngang tới, một trưởng quang minh, một trường hắc ám, sáng cùng tối thủy triều cuồn cuộn kinh thiên, gào thét sục sôi, thiên thánh thiên ma lớn sức mạnh to lớn giao hòa, bá đạo không thể tưởng tượng nổi. Bành bành. Tiếp theo sát, Tinh Long Tương song trưởng, chính là không lưu tình chút nào nổ tung tại Diệp Thần trên lồng ngực. Lực lượng cuồng bạo, lập tức như thiên băng chút xuống tới. Răng rắc. Diệp Thần luân hồi thần giáp chiến khải, đúng là trong nháy mắt vỡ tan, to lớn trưởng lực trùng kích vào đến. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, xương cốt vỡ vụn, máu tươi bão táp, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra. Tinh Long Tương kiểm một trường này, hung mãnh dị thường, đúng là mang theo tinh không phía trên đại thần thánh uy ép. Diệp Thần luân hồi thần giáp, cuối cùng chẳng qua là mảnh vỡ trạng thái, phòng ngự công kích còn có khả năng, nhưng đối mặt mang theo tinh không phía trên uy áp công kích, lại có chút khó để phòng bị. Đây không phải cái thế giới này lực lượng, mà là tinh không phía trên lớn sức mạnh to lớn. Tinh Long Tương bộ dạng này bán thánh bán ma tư thái, bạo phát ra tinh không phía trên pháp tắc thần uy, uy mãnh bá đạo vô cùng, trực tiếp liền đem Diệp Thần thần giáp chiến khải, đánh cho bạo liệt, cũng đem Diệp Thần đánh thành trọng thương, thậm chí là sắp chết. Diệp Thần thân thể, trực tiếp tầng tầng bạo ngã tại tế đàn bên trên, xương cốt kinh mạch vỡ vụn. Tinh Long Tương nói không sai, hắn một trưởng này, thật có thể đánh chết Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ta nói, ngươi lại chịu ta một trường, rất có thể muốn chết. Ai, tính mệnh của ngươi là giữ không được, tuyến thời gian đoạn diệt không thể tránh được, chờ ngươi phục sinh về sau, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại ta chỗ này, chậm rãi tu luyện tăng cao tu vi lại nói. Tinh Long Tương thở dài một hơi, thánh giữ ma khí tức thu liễm lại đi, khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn thứ ba trưởng, Diệp Thần rõ ràng không có nhận ở, thậm chí muốn chết. Hắn coi là Diệp Thần cũng giống người bình thường như thế, có ngàn ngàn vạn vạn đầu tuyến thời gian, chết có khả năng phục sinh, cho nên nhìn thấy Diệp Thần trọng thương ngã gục, cũng không có đi cứu viện. Dù sao hắn một trưởng này, nắm Diệp Thần bị thương quá nặng đi, cũng không cách nào cứu chữa. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, hắn chỉ có một đầu tuyến thời gian, muốn là chết, có thể cũng không có cái gì phục sinh khả năng. Tiền bối, người này thứ ba trưởng, ta đã tiếp nhận, ta không chết. Thậm chí không bị thương. Diệp Thần giãy giụa lấy, theo tế đàn bên trên đứng lên. Cái gì? Tinh Long Tương trong lúc nhất thời, không rõ ràng cho lắm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, chợt cười cười, bắt tay bắt lấy tế đàn bên trên trôi nổi luân hồi trang sách, máu tươi quán chú đi vào. Ông! Toàn bộ luân hồi trang sách, lập tức cùng Diệp Thần khí tức tương dung, phát ra một hồi kim quang vù vù, phía trên một cái thiên chữ. Bộc phát ra vô cùng sáng chói rực rỡ. Cỗ này rực rỡ thiên quang, chiếu rọi toàn bộ đại điện, đong đưa Tinh Long Tương hoa mắt. Thoáng chốc ở giữa, Tinh Long Tương thấy hết thảy chung quanh, đều đang xoay tròn, thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, hết thảy pháp tắc,
đều tại điên đảo, đều tại rối loạn, đều tại nghịch chuyển. Luân hồi chi đạo, nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần chấp trưởng lấy luân hồi sách, thế mà bắt đầu sửa đổi đi qua tuyến thời gian, sửa đổi vận mệnh. Hắn vừa mới, đối mặt tinh long tương thứ ba trưởng, cũng không có đón lấy, thậm chí muốn chết. Cái này kết cục bi thảm, Diệp Thần trực tiếp sửa chữa lại, đem kết quả sửa đổi vì trở thành công. Ô ô ô, tế đàn xung quanh tế phẩm, rất nhiều thiên tài địa bảo, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, toàn bộ ma diệt, đây là vận dụng luân hồi sách, sửa đổi đi qua muốn trả ra đại giới. Đi qua bị sửa đổi, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thương thế trên người, cấp tốc biến mất. Không phải khỏi hẳn, cũng không phải được chữa trị, mà là trực tiếp hư không tiêu thất, giống như hắn chưa từng có thụ thương qua. Một màn này quá quỷ dị, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đã đột phá người tưởng tượng. Đi qua vận mệnh bị sửa đổi, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Tinh Long Tương ngây dại, hắn cảm thấy mình đạo tâm tinh thần, xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn, giống như không hiểu bị cắm vào một cỗ chưa từng phát sinh qua trí nhớ, như mộng như ảo. Tại đây trong trí nhớ, hắn thứ ba trưởng cũng không có đả thương được Diệp Thần, mà là bị Diệp Thần dùng thần giáp mệnh tinh cùng luân hồi nguyên thể, mạnh mẽ đỡ được. Chờ đến chung quanh luân hồi thần quang tán đi, Tinh Long Tương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần toàn thân một điểm vết thương cũng không có, cả người tinh thần sung mãn, tầm mắt sắc bén, vừa mới hắn sắp chết bộ dáng, phảng phất chẳng qua là ảo giác. Ngươi sửa đổi đi qua, vận mệnh bị ngươi cải biến. Tinh Long Tương hít sâu một hơi, còn là nên lần đầu tiên tự mình trải qua đi bị sửa đổi thần tích. Diệp Thần mỉm cười, nói tiền bối, nơi nào có cái gì sửa đổi, sự thật liền là như thế, ta đã tiếp nhận ngươi ba trưởng. Tinh Long Tương lập tức ngây dại, trí nhớ lâm vào mê mang cùng hỗn loạn, như rơi vào trong sương mù, đã hoàn toàn không phân rõ hiện trạng, không nhìn thấy thật cùng huyễn giao giới. Luân hồi chi chủ, ta xem như phục ngươi. Tinh Long Tương rung động thật sâu, mặc dù đầu 10 điểm mơ hồ, nhưng Diệp Thần giờ phút này chấp trưởng luân hồi sách, lại là không có nửa điểm hư giả. Mặc dù Diệp Thần tu vi, chỉ có thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng thật sự là hắn có tư cách, trực tiếp trưởng khống Tinh Long Tương hao phí vô số kỷ nguyên tạo ra một mảnh luân hồi sách huyễn trang. Chấp trưởng này mảnh huyễn trang, Diệp Thần tâm tình cũng là rung động, chẳng qua là một mảnh huyễn trang mà thôi, thậm chí không coi là hoàn chỉnh, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự luân hồi chân lý, này huyễn trang phía trên chỉ có một chữ, liền đã sơ bộ có sửa đổi đi qua năng lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, kinh thiên động địa. Đương nhiên, Diệp Thần cũng biết, chẳng qua là một chữ huyễn trang, có thể sửa đổi đi qua, vô cùng có hạn, chỉ có thể sửa đổi gần đây, mà lại cần hao phí đại lượng tế phẩm, đại giới to lớn. Nhưng bất kể như thế nào, có thể sửa đổi đi qua, đã là vô cùng khinh khủng năng lực, theo căn nguyên bên trên nghịch chuyển thiên đạo pháp tắc, vận mệnh không nữa bị thiên quyết định, mà là có tự chủ trưởng khống khả năng. Tiền bối, có thể đem luân hồi sách bản vẽ truyền cho ta à? Diệp Thần nói, kỳ thật luân hồi sách bản vẽ, hắn muốn tính toán, cũng có thể suy tính đến, đây không phải bí mật gì. Luân hồi sách nhân quả, thực sự quá lớn, ẩn không gạt được, không lúc nào không tu vi đi đến thượng vị thần người, đều có thể bắt được cụ thể bản vẽ, nhưng người bình thường sẽ không như thế làm, bởi vì hao phí to lớn, mà lại cho dù có bản vẽ, không có luân hồi huyết mạch, không có đầy đủ tài nguyên, cũng không cách nào đem luân hồi sách chế tạo ra tới. Mà lại tại các triều đại luân hồi tín đồ hoàn thiện dưới, bây giờ luân hồi sách bản vẽ, đã phức tạp khủng bố thâm ảo đến mức không thể tưởng tượng nổi, đơn giản như là không thể diễn tả tồn tại, người bình thường nhìn trộm liếc mắt, cũng có thể lâm vào điên cuồng cùng sụp đổ bên trong. Tinh Long Tương do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, tế ra một viên hạt châu màu đen, ném cho Diệp Thần, nói cái này là luân hồi sách chế tạo bản vẽ, luân hồi chi chủ, ngươi cẩn thận một chút, dùng ngươi bây giờ tu vi. Chỉ sợ còn không thể tiếp nhận này bản vẽ đại đạo thần uy. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, tiếp nhận hạt châu, đơn giản quét nhìn liếc mắt, chỉ thấy viên này hạt châu màu đen, nội bộ không gian tựa như tinh cầu thật lớn, tại đây cái không gian thật lớn bên trong, lít nha lít nhít, nổi lơ lửng triệu tỷ tỷ cái chữ viết, còn có đếm không hết đồ hình, toàn bộ là cùng luân hồi sách tương quan chế tạo bí quyết. Viên này hạt châu màu đen, bên trong phong tồn lấy, liền là luân hồi sách chế tạo bí pháp bản vẽ. Triệu tỷ tỷ chữ viết đồ hình, vô số thâm ảo pháp tắc bí quyết,
chỉ là để cho người ta nhìn trộm liếc mắt, đầu liền bị no bạo, 10 điểm khó chịu. Thật phức tạp bản vẽ. Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, cũng là thấy tinh thần trùng kích to lớn, vội vàng đem thần thức theo trong hạt châu rút ra tới. Tinh Long Tương cười một tiếng, nói, dĩ nhiên phức tạp, ban đầu mẫu nhất thế luân hồi chi chủ, hắn tư tưởng luân hồi sách, nhưng thật ra là vì sửa đổi đi qua, dùng tới diệt sát vạn khư thần điện Vũ Hoàng Cổ Đế. Thời điểm đó luân hồi sách bản vẽ, còn không coi là bao nhiêu lợi hại, cũng tương đối đơn sơ, uy lực không lớn, nhưng sau này theo các triều đại luân hồi tín đồ hoàn thiện, này luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm, càng lớn mạnh, sau lưng ẩn chứa sức tưởng tượng, cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Cho tới hôm nay, luân hồi sách tạo vật khái niệm, đã có thể nói là toàn bộ không không lúc nào không, cấp cao nhất khái niệm, bản vẽ cũng phức tạp đến khó dùng hình dung mức độ, nếu là thật có thể chế tạo ra đến, đủ để trưởng khống toàn bộ không không lúc nào không, thậm chí tinh không bỉ ngạn vận mệnh, chúa tể sinh tử của tất cả mọi người, là không thể tưởng tượng chí cao thần khí, nghiền ép hết thảy. Diệp Thần gật gật đầu, rất tán thành, bây giờ luân hồi sách khái niệm, đích thật là vô cùng đáng sợ không hợp thói thường. Đừng nói chế tạo ra chỉnh vốn, coi như chẳng qua là chế tạo ra một tờ tổng cương, đem thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý chế tạo ra đến, tại không không lúc nào không cơ bản cũng có thể xông pha. Phức tạp như vậy thâm ảo, đáng sợ như vậy luân hồi sách, Diệp Thần thật không biết như thế nào mới có thể chế tạo hoàn chỉnh. Bản hoàn tất luân hồi sách, hắn cảm thấy chuyện này chỉ có thể là cái huyễn tưởng, thực sự không cách nào tưởng tượng làm sao biến thành chân thực. Bản hoàn tất luân hồi sách, khó mà chế tạo, ta chỉ có thể trước theo tổng cương ra tay. Diệp Thần tâm bên trong tính toán, tại kiến thức đến luân hồi sách bản vẽ phức tạp thâm ảo về sau, hắn căn bản là từ bỏ chế tạo bản hoàn tất ý nghĩ. Bởi vì muốn rèn đúc chỉnh lượt này thư trả lời, cần thiết hao phí tài nguyên, là không thể tưởng tượng, đem chọn cái không không lúc nào không hiến tế đi đều không đủ. Diệp Thần tư tưởng, là trước đem một tờ tổng cương chế tạo ra đến. Có thể chế tạo ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, hắn đã đầy đủ trấn áp tử thần giáo đoàn, thiên khư thần điện, hồng quân trận doanh trở nhóm thế lực. Tiền bối, muốn rèn đúc luân hồi sách, ta còn cần ngươi trợ lực. Diệp Thần cung kính hướng Tinh Long Tương chắp tay nói, chế tạo luân hồi sách cần thiết tài nguyên, là vô cùng kinh khủng, coi như chẳng qua là một tờ tổng cương, cần thiết tài nguyên cũng là số lượng trên trời. Diệp Thần luân hồi trận doanh. Hoàn toàn không có nhiều như vậy tài nguyên, hắn cần Tinh Long Tương trợ lực. Tinh Long Tương gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta phiếu miểu thần cung bảo tàng tài nguyên, đều ở nơi này, ngươi có khả năng toàn bộ lấp nhập luân hồi trong sách đi, dĩ nhiên, đây không phải chuyện dễ dàng, như thế nào chế tạo, như thế nào tạo hình, như thế nào bổ sung khái niệm, thủ pháp đều vô cùng phức tạp, ngươi cần phải cẩn thận, không phải có chút sai lầm, chế tạo thất bại, hết thảy tài nguyên đều sẽ hóa thành kiếp cho. Tinh Long Tương lại ném ra một quả hạt châu màu vàng óng, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận, thần thức quét qua, liền có thể thấy hạt châu màu vàng óng bên trong, tràn đầy đại lượng thiên tài địa bảo, đếm không hết tài nguyên. Thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, lần này là thật một đêm chợt giàu phát tài. Tinh Long Tương thấy Diệp Thần bộ dạng này cuồng nhiệt biểu lộ, lại là cười khổ lắc đầu, nói. Luân hồi chi chủ. Những tư nguyên này nhìn xem nhiều, nhưng kỳ thật lấy ra chế tạo luân hồi sách, cũng là còn thiếu rất nhiều. Mà lại, những thiên tài địa bảo này, đều mang theo tinh không bỉ ngạn khí tức, sau lưng có sa đọa nguy hiểm, cho nên ngươi không cần thiết không thể ham hố, bằng không sa đọa đến trong bóng tối, vậy liền nguy hiểm. Tinh không bỉ ngạn là một cái sa đọa thế giới, cái thế giới này thiên tài địa bảo, cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ mang theo hắc ám sa đọa không rõ khí tức. Nếu như quá mức tham lam luyện hóa lời, tự thân cũng có sa đọa nguy hiểm. Nghe Tinh Long Tương, Diệp Thần tâm bên trong lập tức run lên, xem ra muốn dựa vào những bảo tàng này tài nguyên, trực tiếp quật khởi, nguy hiểm vẫn là quá lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá, hiện tại có nhiều như vậy tài nguyên, hắn lấy ra tạo vật, cường hóa bất hủ phong bia, thiên quang trục nhật hạm các loại, là hoàn toàn không thành vấn đề. Những tư nguyên này thiện thêm lợi dụng, cũng có khả năng thuận lợi chế tạo ra luân hồi sách một tờ tổng cương, chỗ tốt to lớn. Lần này Cửu Thiên Thần Táng Cốc chuyến đi, Diệp Thần có thể nói là thu hoạch tràn đầy, triệt để phất nhanh. Luân trị hồi chi chủ, ta nắm bảo tàng truyền cho ngươi, cũng truyền cho ngươi luân hồi sách bản vẽ,
chỉ mong tương lai ngươi chế tạo ra luân hồi lời bạt, nhất định phải cứu rỗi tinh không, cứu rỗi ta tinh không thần tộc. Tinh Long Tương ngữ khí trịnh trọng nói. Hắn chế tạo luân hồi sách, chính là vì cứu rỗi tinh không, phá hết thảy hắc ám. Diệp Thần cũng trịnh trọng chắp tay nói, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ không quên. Tinh Long Tương vui mừng gật gật đầu, đạt được Diệp Thần hứa hẹn, hắn cũng an tâm không ít, lại nói. Ngươi tại bên ngoài gây thù hằn không ít, nhưng ta là không thể giúp được ngươi cái gì. Ta phiếu miểu thần cung trật tự, kỳ thật cũng 10 điểm yếu ớt, một khi tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, trật tự sụp đổ, chúng ta rất có thể sẽ đọa hóa thành thiên ma, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta sẽ không quên ân đức của ngươi. Tinh Long Tương nói, vậy thì tốt, ai, luân hồi sách trọng đại như thế khái niệm, ký thác ở trên thân thể ngươi, kỳ thật ta thật không quá yên tâm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không lui lại con đường, ta chỉ cầu ngươi ở kiếp này, có thể quật khởi. Chế tạo luân hồi sách, thực sự thật quá khó khăn, Tinh Long Tương hao phí nhiều như vậy cái kỷ nguyên, liền một tờ tổng cương đều chế, hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể hoàn thành cái này sự nghiệp to lớn. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên thân. Dù sao, Diệp Thần là ở kiếp này luân hồi chi chủ, chỉ có hắn ra tay, mới có một chút như vậy hy vọng mong manh, đem chân chính luân hồi sách chế tạo ra tới. Diệp Thần yên lặng, cũng biết trên vai trách nhiệm trọng đại. Keng, 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 keng. Lúc này, chủ điện bên ngoài, truyền đến từng đợt tiếng chuông, to rõ hùng tráng. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, bọn hắn lại gõ Thái Huyền Thần Trung. Diệp Thần tầm mắt ngưng lại nghe phía bên ngoài tiếng chuông, du dương kéo dài, rõ ràng đều là vang lên 9 lần. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, hao phí thủ đoạn, lại cũng đồng dạng gõ vang 9 lần tiếng chuông. Tinh Long Tương nói, lại có hai người thông qua được khảo nghiệm, luân hồi chi chủ, bây giờ ta phiếu miểu thần cung bảo tàng, đã truyền cho ngươi, muốn hay không cùng người ngoài chia sẻ. Liền từ ngươi quyết đoán. Ta cảm thấy, vẫn là cho bọn hắn một chút đồ vật, dạng này có khả năng bắt bọn hắn làm tế phẩm, thuận tiện cũng có thể hoàn thành ta phiếu miểu thần cung ưng thuận lời hứa. Tinh Long Tương là có chăn heo dự định, tại rất nhiều bảo tàng bên trên bố trí xuống nhân quả luật, chỉ cần là đạt được bảo tàng chỗ tốt người, tương lai đều sẽ trở thành luân hồi sách tế phẩm. Huống hồ hắn phiếu miểu thần cung trước đây hứa hẹn qua, có thể thông qua khảo nghiệm người tiến vào. Đều có thể phân đến bảo tàng, nếu là cự tuyệt Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai tiến đến, không khỏi làm trái tín nặc. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, hiện tại hắn chấp trưởng bảo tàng, liền không muốn cùng người ngoài chia sẻ một chút, coi như Tinh Long Tương bố trí có nhân quả luật hạn chế, nhưng dùng Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai sau lưng trận doanh thủ đoạn, này chút nhân quả luật chưa hẳn có thể áp chế bọn hắn. Nhưng nếu là làm trái lời hứa, cũng là một phần đại nhân quả. Tiền bối. Người trước để bọn hắn vào lại nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần tâm bên trong đại khái có chủ ý, nói. Tinh Long Tương gật gật đầu, liền phát ra một đầu hồng kiều, triệu Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai hai người, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, đạp vào trong chủ điện. Chỉ bất quá, khi bọn hắn thấy Diệp Thần thân ảnh về sau, vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Tinh Long Tương nói, ta chính là phiếu miểu thần cung cung chủ, thiên đế Tinh Long Tương, các ngươi mong muốn bảo tàng, trước quỳ xuống đập cái đầu lại nói. Đây là muốn thành lập uy nghiêm. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai nhìn nhau, không thể làm gì, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Tinh Long Tương gật gật đầu, cười nói, ta đã nắm hết thảy bảo tàng, đều truyền cho luân hồi chi chủ, các ngươi lại cùng luân hồi chi chủ đập cái đầu. Hắn có chịu hay không cùng các ngươi chia sẻ bảo tàng, cái kia chính là chuyện của hắn. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai nghe vậy, lập tức chấn động, một cỗ bị trêu đùa phẫn nộ xông lên đầu. Lão thất phu, ngươi nói cái gì? Chu Võ Hoàng căm tức nhìn Tinh Long Tương, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tinh Long Tương thản nhiên nói, Chu Võ Hoàng, ngươi không có tư cách tại ta phiếu miểu thần cung bên trong dương oai. Hắn thiên đế uy áp phát tán ra. Lập tức làm cho Chu Võ Hoàng linh hồn thân thể, lâm vào cứng đờ bên trong, vô pháp động đậy. Một bên ngày thứ hai nhai, nên cũng không dám làm loạn, trầm giọng hướng Tinh Long Tương hỏi, tiền bối, người đã đem hết thảy bảo tàng, đều cho luân hồi chi chủ. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, bất quá các người đường xa tới,
ta nghĩ chỉ cần cho Luân Hồi Chi Chủ đập cái đầu, hắn hẳn là sẽ cho các ngươi một điểm ban thưởng. Tầm mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tế ra cái kia bảo tàng Kim Châu, theo Kim Châu Lý lấy ra hai gốc dược liệu, phân biệt ném cho ngày thứ hai nhai cùng Chu Võ Hoàng, nói, dập đầu cũng không cần, ta ban thưởng các ngươi một người một gốc có tiếng dược liệu, nơi đây nhân quả đến chỗ này kết, các ngươi có khả năng đi. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, nhìn xem ném ở trước mặt mình dược liệu, lập tức ngây dại. Mẹ nhà hắn, tiểu tử, người đuổi ăn mày đâu? Chu Võ Hoàng nổi giận vạn phần, tại chỗ mất khống chế, linh hồn thân thể bão táp, bao phủ thiên tội kiếm khí, hung mãnh vô cùng, muôn vàn kiếm khí biểu chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần lúc này tu vi, đi đến thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, cánh tay trái hắc ám lại giải trừ hoàn toàn đi, thậm chí càng chấp trưởng một mảnh luân hồi sách huyễn trang, đạo pháp đáy xúc tích thâm hậu đến đáng sợ, thấy Chu Võ Hoàng bạo tẩu đánh tới, hắn mảy may không hoảng hốt, một trường chấn áp ra ngoài. Chỉ nghe ô một tiếng, Chu Võ Hoàng bạo tẩu linh hồn, liền bị Diệp Thần ngăn chặn, thậm chí muốn bị ép bảo. Tinh Long Tương hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, không thể giết người, cho hắn một chút giáo huấn chính là. Hắn là sợ Chu Võ Hoàng chết ở chỗ này, đắc tội lớn Chu gia tộc, vậy liền không dễ thu thập. Diệp Thần hừ một tiếng, liền buông ra Chu Võ Hoàng, nói, ngươi không quan trọng một giới cô hồn dã quỷ, không có tư cách cùng ta đấu. Chu Võ Hoàng tầm mắt chấn nộ mà sợ hãi, vừa mới linh hồn bị Diệp Thần bắt chẹt, hắn cho là mình thật muốn bị bóp nát. Thực lực ngươi lại tiến bộ đến tình trạng như thế. Chu Võ Hoàng nội tâm chua chua, tràn ngập ghen ghét, biết Diệp Thần thực lực trở nên hung mãnh như vậy, khẳng định là bởi vì đạt được bảo tàng tăng thêm. Diệp Thần cười cười, cũng không nói chuyện. Ngày thứ hai nhai cũng thấy Diệp Thần cường hãn, cười cười nói, luân hồi chi chủ, lần này bảo tàng chi tranh. Người thắng lấy hết, ta không lời nào để nói. Cáo từ, chờ tinh không xuất tranh bá thi đấu bắt đầu, chúng ta lại đánh qua. Dứt lời, ngày thứ hai nhai cũng không quay đầu lại đi, trên mặt đất cái kia gốc dược liệu cũng không cần, hắn cũng là so với Chu Võ Hoàng thoải mái được nhiều, đã liếc mắt nhìn ra, Tinh Long Tương hoàn toàn liền là đứng tại Diệp Thần bên này, hắn không có khả năng lại phân đến chỗ tốt gì. Diệp Thần thấy ngày thứ hai nhai đi. Cười nhìn về phía Chu Võ Hoàng nói, ngươi còn không đi, là muốn lưu lại ăn cơm không? Chu Võ Hoàng vô cùng tức giận, nói tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cầm tới nhiều ít bảo tàng, tương lai ta đều sẽ gọi ngươi toàn bộ phun ra. Nói xong, hắn cũng tức giận căm phẫn rời đi. Tinh Long Tương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, luân hồi chi chủ, ngươi chỗ tốt gì cũng không cho bọn hắn, tương lai cừu hận càng sâu, sợ là muốn không chết không thôi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, vậy liền không chết không thôi. Hắn cũng không quan tâm, tới tay bảo tàng, làm sao có thể còn lại phân cho người ngoài. Theo Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai rời đi, lần này bảo tàng chi tranh, cũng xem như sơ bộ hạ màn kết thúc, Diệp Thần có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng, hắn cũng không có phớt lờ, tại không có trở lại luân hồi trận doanh trước, nhưng bảo tàng này cũng không tính là chân chính thuộc về hắn. Bởi vì, sau lưng còn có một cái cực đạo ma tôn, tại nhìn chằm chằm, tuyệt không thể coi nhẹ. Diệp Thần cáo biệt Tinh Long Tương, ra chủ điện, lại nếm thử triệu hoán Thủy Tĩnh Nguyên trở về, nhưng không có đạt được đáp lại. Chủ điện bên ngoài, thiên nữ đang đợi lấy Diệp Thần, nhìn thấy hắn ra tới, lập tức cười nói, bảo tàng đều toàn rơi xuống trên tay ngươi. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, cái gì đều không được chia. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, đã nói xong. Phân ngươi một nửa, ngươi chính mình chọn. Bất quá cẩn thận một chút, nhưng bảo tàng này tài nguyên, mang có nhân quả luật, ngươi trước tiên cần phải hóa giải phía trên nhân quả nguyền rủa, mới có thể chân chính sử dụng, bằng không có biến thành tế phẩm nguy hiểm. Diệp Thần tế ra bảo tàng Kim Châu, cung cấp thiên nữ chọn lựa. Hắn trước đây hứa hẹn qua, nói sẽ điểm thiên nữ một nửa bảo tàng, khi đó hắn cũng không nghĩ tới, phiếu miểu thần cung sẽ đem tất cả bảo vật toàn bộ cho hắn. Hiện tại thật muốn phân một nửa, hắn khẳng định là vô cùng đau lòng. Nhưng hắn nói được thì làm được, cũng không nuốt lời. Có một nửa bảo tàng tài nguyên, kỳ thật chỉ cần tiết kiệm điểm, chế tạo một tờ luân hồi sách tổng cương cũng gần như đầy đủ. Thiên nữ thần thức lướt qua, thấy Kim Châu Lý tích chứa đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên, lập tức thế nào líu lưỡi, nói, nhiều như vậy bảo tàng, ta cũng không dám muốn, mệnh cách của ta, cũng không chịu nổi lớn như vậy bảo tàng. Được rồi,
ta chỉ cần một chút tốt. Nàng theo kim châu bên trong, lấy ra một chút bảo tàng, toàn bộ là khoáng thạch cùng ngọc thạch. Diệp thần nói, chỉ cần một điểm khoáng thạch sao? Thiên nữ cười nói, đúng vậy, những khoáng thạch này, hẳn là đầy đủ ta chế tạo thần Chu Thiên Kiếm. Diệp thần sững sờ, hỏi, cái gì thần Chu Thiên Kiếm? Thiên nữ nói, chính là kiếm tử tiên trần muốn tạo siêu phẩm thiên kiếm, cái kia nắm siêu phẩm thiên kiếm, liền gọi thần Chu Thiên Kiếm, ta trước kia tại dưới tay hắn thời điểm, nhìn thấy qua ngày đó kiếm chế tạo bản vẽ, vô cùng huyền áo tinh thâm. Chân chính đỉnh cấp thần Chu Thiên Kiếm, ta đánh chế, nhưng chỉ cần có thể chế tạo ra một chút hình thức ban đầu, chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, ta quét ngang toàn trường không có vấn đề, ha ha. Diệp thần tầm mắt khẽ động, nghe được thiên nữ lời này, hắn mới biết được kiếm tử tiên trần muốn tạo kiếm, nguyên lai gọi thần Chu Thiên Kiếm. Này thần Chu Thiên Kiếm, cùng phương chu kế hoạch có quan hệ hay không? Thiên nữ lại khoe khoang khoác lác, nói nếu như có thể chế tạo ra một chút thần Chu Thiên Kiếm hình thức ban đầu, cũng đủ để quét ngang tinh không tranh bá thi đấu. Diệp thần cười cười, nói, vậy bọn ta lấy. Thiên nữ khẽ cười cười, nói tốt, cái kia ta đi trước. Nàng hướng Diệp thần phất phất tay, liền quay người rời đi, nhưng đi không có mấy bước, lại quay đầu, trở lại Diệp thần trước người. Làm sao? Diệp thần hỏi. Thiên nữ đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp thần, hình như có muôn vàn tinh huy lưu chuyển, thu thủy doanh doanh trong suốt, làm cho Diệp thần tâm bên trong không hiểu chấn động, chỉ cảm thấy thiên nữ con mắt, trước nay chưa có đẹp mắt. Ta cảm thấy, ta đúc kiếm có thể sẽ thất bại. Cái kia thần Chu Thiên Kiếm, chế tạo không có đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận, ta đạo tâm có thể sẽ sụp đổ. Thiên nữ chậm rãi nói. Diệp thần nói, sau đó thì sao? Thiên nữ xích lại gần hai bước, thân thể cơ hồ muốn cùng Diệp thần dính vào cùng nhau, nói ta muốn một tòa hải đăng, vững chắc đạo tâm của ta. Diệp thần nhíu mày, hải đăng. Thiên nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng ai một tiếng, lắc lắc đầu nói, được rồi, coi ta không nói, gặp lại. Nàng cuối cùng thủy chung không nói thêm gì nữa, quay người trực tiếp rời đi. Diệp thần nhìn xem thiên nữ rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chuyện chỗ này, Diệp thần cáo đừng rời bỏ phiếu miểu thần cung, ngồi thiên quang trục nhật hạm, ra bên ngoài giới bay đi. Bây giờ hắn tiếp nhận chế tạo luân hồi sách, về sau phiếu miểu thần cung không cần lại hao phí khổ tâm, tự nhiên cũng không cần đè thêm ép hải tộc cùng huyết tộc, từ đó mảnh thế giới này, tam tộc hài hòa sinh tồn. Phiếu miểu thần cung bên trong, cái kia gốc to lớn sinh mệnh mẫu thụ, còn có uyên vũ huyết trì, đầy đủ cung cấp sinh tồn tài nguyên, đồng thời vững chắc trật tự, tránh cho hắc ám sa đọa. Mảnh thế giới này, chỉ cần không có người ngoài quấy rầy, về sau có khả năng an ninh sinh sôi xuống. Diệp thần khu động thiên quang trục nhật hạm, một đường bay lượn, cẩn thận đề phòng cực đạo ma tôn ma phi thiên đánh lén. Nhưng tựa hồ càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, đang bay ra phiếu miểu thần cung không đến nửa canh giờ, Diệp thần liền thấy phía trước hắc ám trong tầng mây, ẩn giấu đi một vệt khủng bố sâu lắng khí tức, mặc dù cỗ khí tức kia, ẩn nấp đến vô cùng mịt mờ, nhưng Diệp thần dựa vào xúc giác bén nhạy, vẫn là cảm nhận được không thích hợp. Chạy! Diệp thần tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, lập tức thay đổi đầu thuyền. Khí huyết điên cuồng quán chú đến thiên quang trục nhật hạm bên trong, cực tốc bỏ chạy. Tại hắn khí huyết điên cuồng quán chú, thiên quang trục nhật hạm bộc phát ra vô tận hào quang óng ánh, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một vệt xẹt qua chân trời lưu quang, lấp lánh nóng rực, phá không mà đi. Oanh long long, cái kia mảnh hắc ám trong tầng mây, lái ra một chiếc phương chu cự hạm thượng tu trúc lấy đại thành, rực rỡ thần thánh, lưu chuyển lên tinh huy. Chính là thiên tinh thánh thành hào phương chu. Giờ phút này, tại thiên tinh thánh thành hạm bên trên, một cái áo bào đen nam tử khoanh tay đứng vững, chính là cực đạo ma tôn ma phi thiên. Thế mà chạy nhanh như vậy. Ma phi thiên vô cùng giật mình, nhìn xem Diệp thần cái kia đã hóa thành phá thiên lưu quang, trốn đi thật xa hạm ảnh, hắn là có chút bối rối. Thật sự là hắn là tại đây bên trong mai phục, nghĩ cướp giết Diệp thần, chiếm lấy hết thảy bảo tàng. Nhưng không nghĩ tới Diệp thần đã sớm phát hiện hắn, thậm chí chạy nhanh như vậy, đều không mang theo lưỡng lự. Thiên quang trục nhật hạm cái kia tốc độ khủng khiếp, liên ma phi thiên cũng trăm triệu đuổi không kịp, trừ phi sớm phong tỏa không gian. Hắn mặc dù cũng có phương chu, nhưng hắn chiếc này thiên tinh thánh thành hạm,
rõ ràng đuổi không kịp Diệp Thần Thuyền. Thật là đáng chết a, đường đường luân hồi chi chủ, cư nhiên như thế nhát như chuột, còn không có gặp ta, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Ma Phi Thiên sau khi kinh ngạc, liền là khí nộ, hắn mai phục lâu như vậy, cũng không thể tay không mà về. Ác mộng suối chi thủy, thiên sát buông xuống, phong thiên ma dây xích, đi. Bỗng nhiên, Ma Phi Thiên nhất tờ tay, một cỗ năng lượng kinh khủng, theo trong cơ thể hắn tuôn ra, đó là một đạo trong veo thủy tiễn, ẩn chứa vô cùng dư thừa linh khí, thậm chí có tinh quang lưu chuyển. Nhưng này đạo thủy tiễn, rất nhanh liền bộc phát ra không thể tưởng tượng hắc ám ác đọa khí, thanh thủy hóa thành hắc thủy, lại có thể là ác mộng suối chi thủy. Ác mộng suối chi thủy sôi trào vặn vẹo, tại Ma Phi Thiên trưởng khống dưới, phân quang hóa ảnh, hóa thành trăm ngàn đầu đen kịt xích sắt. Xoạt kéo. Từng đầu ác mộng sát xích sắt, thế mà bỏ qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, giống như rắn độc đuổi kịp Diệp Thần Thuyền. Diệp Thần nhìn lại, thấy những cái kia ác mộng sát xích sắt, cũng là bối rối, bật thốt lên kinh hô ác mộng suối chi thủy. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đầu ong ong, nhìn thấy thiên cơ, nhìn rõ đến một cái đáng sợ sự tình. Ma Phi Thiên thế mà uống xong ác mộng suối chi thủy. Sử thần bảy bình ác mộng suối chi thủy, cuối cùng một bình, là Ma Phi Thiên uống cạn. Bảy ác mộng đại trận bảy cái trận nhãn, Ma Phi Thiên là cái cuối cùng. Sáu người khác, chính là Hồng Quân Lão Tổ, Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Mộng các loại. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Ma Phi Thiên thế mà uống xong ác mộng suối chi thủy. Ba ba ba, từng đầu ác mộng sát xích sắt, trong nháy mắt cuốn lấy Diệp Thần Thuyền. Diệp Thần phi hành tốc độ cao thuyền, mạnh mẽ bị kéo dừng lại. To lớn quán tính trùng kích, nhưng nên thời khắc này Diệp Thần thân thể lay động. Hắn nhìn xem cái kia từng đầu xích sắt, vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, cũng là nhìn thấy đến ngày xưa Sử Thần cùng Tử Thần giáo đoàn giao dịch. Từng tại gió lốc trong tinh vực, Diệp Thần bạo sát Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, sau này hai người tại Tử Thần giáo đoàn tế đàn bên trên phục sinh. Trận chiến kia làm cho Thiên Khải Chí Tôn nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn đã không có sẽ cùng luân hồi trận doanh chống lại tư cách. Tại cái thời khắc kia, Sử Thần xuất hiện. Sử Thần hứa hẹn, chỉ cần Thiên Khải Chí Tôn đáp ứng hắn một sự kiện, hắn sẽ ra tay giúp đỡ báo thù, nếm thử đi giết Diệp Thần. Sau này Sử Thần tại Thanh Lam Quốc, trắng trận họa loạn, chính là muốn sát Diệp Thần, bất quá bị Diệp Thần giết ngược lại, chỗ có phân thân cơ hồ bạo diệt, đó là chuyện sau đó. Lúc đó Thiên Khải Chí Tôn, đương nhiên sẽ không nghĩ đến Sử Thần xuống tràng, thê thảm như vậy, cũng không nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy. Ta muốn gặp cực đạo Ma Tôn. Lúc đó Sử Thần, muốn Thiên Khải Chí Tôn chuyện đã đáp ứng, chỉ có một câu nói như vậy. Thiên Khải Chí Tôn biết Sử Thần dụng ý khó dò, nhưng cuối cùng cân nhắc phía dưới, vẫn là đáp ứng. Cuối cùng, tại Thiên Khải Chí Tôn liên lạc dưới, Sử Thần gặp được cực đạo Ma Tôn. Cũng nhường cực đạo Ma Tôn uống xong ác mộng suối chi thủy. Uống xong ác mộng suối chi thủy cực đạo Ma Tôn, thuận lợi tránh thoát thiên đạo quy tắc, buông xuống đến Tử Thần giáo đoàn. Từng cảnh tượng ấy giao dịch, 10 điểm che giấu, Diệp Thần trước đó cũng không biết, cực đạo Ma Tôn là thế nào giấu giếm được thiên đạo quy tắc, hàng lâm xuống. Hiện tại, thấy cực đạo Ma Tôn bộc phát ra ác mộng sát xích sắt, hắn một thoáng cái gì đều hiểu, hết thảy che giấu đều nhìn thấy đến. Thế mà cùng ác mộng suối chi thủy có quan hệ. Uống xong ác mộng suối chi thủy cực đạo Ma Tôn, uy thế kinh khủng bực nào, coi như không sử dụng trọng yếu nhất tinh không phía trên lực lượng, hắn đều có thể che lại Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Cực đạo Ma Tôn Ma Phi Thiên âm lệ tiếng cười, từ phương xa truyền đến, hắn khống chế lại Diệp Thần thuyền về sau, lập tức lái Thiên Tinh Thánh Thành hạm bay vụt tới. Khổng lồ Thiên Tinh Thánh Thành hạm xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Phong vân bao phủ, thần quang ngút trời, cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, thật sâu cảm nhận được uy hiếp. Bảo tàng giao ra, ta có khả năng thả ngươi còn sống rời đi. Ma Phi Thiên nhe răng cười nhìn xem Diệp Thần, cũng không có vội vã ra tay, mặc dù theo mặt ngoài xem, hắn tựa hồ nhất kích là có thể giết chết Diệp Thần, nhưng nghĩ tới Diệp Thần đủ loại thủ đoạn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Diệp Thần có dễ giết như vậy, cái kia sớm đã bị Hồng Quân Lão Tổ, Chu Mục Thần đám người giết chết. Hắn vô cùng cẩn thận, chỉ cần Diệp Thần giao ra bảo tàng. Diệp Thần sầm mặt lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, Thủy Tĩnh Nguyên,
ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Còn không mau mau buông xuống hộ đạo. Hắn biết Thủy Tĩnh Nguyên khẳng định ẩn giấu ở sau lưng, chỉ là không có hiện thân thôi. Trước đây phiếu miểu thần cung tiếng chuông, liền đầy đủ nhường Thủy Tĩnh Nguyên biết hết thảy thiên cơ, hắn không có hiện thân, đoán chừng là có ý định khác. Nghe được Diệp Thần tiếng kêu to, Ma Phi Thiên sửng sốt một chút. Oanh long long. Tại Diệp Thần thanh âm hạ xuống không lâu sau, hư không lại kịch liệt chấn động dâng lên, khí lưu sôi trào, mây đen lui tán, nguyên bản bầu trời tăm tối, thế mà nổi lên u lam hào quang. Cỗ này u lam hào quang, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng tinh khiết, như là thương như biển. Trong khoảnh khắc, Hắc Thiên hóa thành Thương Hải Lam Thiên. U lam bầu trời, nứt ra một cái lỗ, mưa sa mưa như chút nước mà xuống, một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tại mưa xa bên trong chậm rãi hàng lâm xuống, ngón tay lấy trường kích, chính là Thủy Tĩnh Nguyên. Thật có lỗi, luân hồi chi chủ, không tính ra quá muộn a. Thủy Tĩnh Nguyên cười cười. Diệp Thần trợn trắng mắt, nói, ngươi chạy đi nơi nào? Không phải nói muốn phụng đại chủ tể mệnh lệnh, vì ta hộ đạo. Thủy Tĩnh Nguyên nói, trên vùng đất này có phiếu miểu thần cung tuần liệp giả, nếu như bị bọn hắn phát hiện ta, chắc chắn sẽ muốn đem ta bắt lại làm tế phẩm. Mặc dù những tuần liệp giả đó, ta đều có thể một bàn tay chụp chết, nhưng ta không muốn thêm chuyện, cho nên chỉ có thể ẩn núp lấy, ha ha. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ, này không nghe chịu mà đến rồi. Ma Phi Thiên trên dưới dò xét Thủy Tĩnh Nguyên liếc mắt, nhướng mày, cửu thiên linh thủy hóa hình. Ngươi không phải địch thủ của ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, hôm nay chỉ cần ngươi cùng luân hồi chi chủ. Ngoan ngoãn nắm bảo tàng giao cho ta sẽ không làm khó các ngươi. Dứt lời, Ma Phi Thiên thôi động ác mộng suối chi thủy, từng đầu ác mộng sát xích sắt, xoạt kéo hoành không trải rộng ra, đem cả mảnh trời vũ phong tỏa, trên bầu trời tràn đầy xích sắt cái bóng, thoạt nhìn 10 điểm khủng bố, hắn đây là tại biểu lộ ra chính mình thực lực, muốn bức Diệp Thần cùng Thủy Tĩnh Nguyên cúi đầu. Thủy Tĩnh Nguyên cười ha ha, nói cực đạo ma tôn, người hù dọa người nào. Hắn thân thể thoáng qua, u lam thần quang bùng nổ, thân thể hóa thành mấy ngàn trượng cao, nguy nga như một tôn hải thần, đỉnh thiên lập địa, tam xoa kích hướng trên trời đâm một cái, liền đem bầu trời thọc cái lỗ thủng, từng đầu ác mộng sát xích sắt đứt gãy hóa thành cho. Luân hồi chi chủ, người đi trước, đại chủ tể còn đang chờ ngươi trở về. Này cực đạo ma tôn, giao cho ta tới đối phó. Thủy Tĩnh Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cực đạo ma tôn. Diệp Thần trong mắt lướt qua vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì, ôm quyền nói, bảo trọng, ta cáo từ. Hắn đối Thủy Tĩnh Nguyên, không thể nói có tình cảm gì, đối phương thậm chí nghĩ tới muốn giết hắn. Bất quá, hiện tại Thủy Tĩnh Nguyên chịu bỏ mệnh bảo hộ, Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm kích, tại chắp tay chào từ biệt qua đi, hắn liền thôi động thiên quang trục nhật hạm, ra bên ngoài bay đi. Ma Phi Thiên mong muốn truy kích, nhưng có Thủy Tĩnh Nguyên ngăn lại. Xem ra, ngươi là muốn tìm cái chết. Ma Phi Thiên chấn nộ, từng đầu xích sắt, hướng Thủy Tĩnh Nguyên trên thân sỏ xuyên qua mà đi. Ha ha ha, tử vong cũng không phải là điểm cuối cuộc đời, chỉ cần còn có người nhớ kỹ ta không coi là chết đi. Thủy Tĩnh Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, sợi tóc bồng bềnh, dẫn theo trường kích, cùng Ma Phi Thiên chiến đến cùng một chỗ. Diệp Thần nhìn xem hai người chiến đấu, nhưng trong nháy mắt, liền cái gì đều không thấy được. Bởi vì phi hành tốc độ cao thiên quang trục nhật hạm, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mới thoáng cái, Diệp Thần liền ra cửu thiên thần táng cốc, cũng bay đi ra bên ngoài đen tối trong hư không vũ trụ. Oanh, dòng, vừa mới bay đến vũ trụ trong hư không tối tăm Diệp Thần, lại nghe được một hồi tiếng nổ mạnh to lớn, cửu thiên thần táng cốc phương hướng, có một đạo xanh thẳng cột sáng phóng lên tận trời, cơ hồ muốn chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không. Thủy Tĩnh Nguyên chết rồi. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm nghị, tại thời khắc này, cũng là cảm nhận được Thủy Tĩnh Nguyên ngã xuống bạo diệt khí tức, sau đó chỗ có khí tức đều không cảm giác được, hắn mạch sống cùng tuyến thời gian đã triệt để dập tắt. Bùng nổ ác mộng suối chi thủy Ma Phi Thiên, thực lực cư nhiên như thế khủng bố, chiến đấu này khai hỏa mới không bao lâu, Thủy Tĩnh Nguyên liền trực tiếp bị bạo sát. Diệp Thần mang theo phức tạp tâm tình, trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Tại trở lại nửa đường thời điểm, hắn thấy có một đạo thân ảnh phá không tới. Đó là cái áo bào trắng thanh niên, phong thần tuấn lãng, anh tư tiêu sái, khí tức cao vời rộng rãi, thâm bất khả trắc, chính là đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ.
Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể buông xuống, lấy làm kinh hãi, chắp tay hành lễ, kêu một tiếng, đại chủ tể. Đại chủ tể gật gật đầu, tầm mắt ngóng nhìn hướng Cửu Thiên Thần Táng Cốc phương hướng, biết Thủy Tĩnh Nguyên đã chết, bất quá hắn tâm cảnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ánh mắt y nguyên giếng cổ không gợn sóng, nhàn nhạt hướng Diệp Thần hỏi. Ta Phương Chu Hải Cốt, lấy được. Diệp Thần nói, lấy được, liền đem Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt, giao cho đại chủ tể. Đại chủ tể đến hồi trở lại Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt, một hồi thổn thức cảm khái, nói, nhiều năm như vậy, nghĩ không ra Minh Nhật Phương Chu, còn có thể trở lại trên tay của ta. Dừng một chút, hắn bấm ngón tay tính toán, suy tính Diệp Thần chuyến này trải qua, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, lập tức xuất hiện không nhỏ gợn sóng, nói, ngươi kế thừa luân hồi sách bản vẽ. Còn có phiếu miểu thần cung hết thảy bảo tàng, đều tại tay ngươi. Diệp Thần nói, đúng. Chỉ bất quá chế tạo luân hồi sách, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan. Đại chủ tể trầm mặc xuống, tầm mắt lướt qua chứ phức tạp hơn suy nghĩ, sau một hồi lâu, mới thở dài nói. Chế tạo luân hồi sách, dĩ nhiên khó khăn, mà lại ngươi muốn tiếp nhận, lại lấy được phiếu miểu thần cung bảo tàng, những chuyện này, thiên cơ chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán ra, chư thiên đều sẽ biết. Ngươi muốn rèn đúc luân hồi sách, địch nhân của ngươi, sẽ không như ngươi mong muốn. Luân hồi sách huy năng, thực sự quá kinh khủng, cùng Diệp Thần phe đối địch thế lực, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp Thần chế tạo. Bằng không Diệp Thần nếu là chế tạo thành công, coi như chẳng qua là một tờ tổng cương, đều đủ để nghiền ép cổ tinh môn, tử thần giáo đoàn, thiên khư thần điện, hồng quân trận doanh trở nhóm thế lực. Diệp Thần nói, ta biết, nhưng chế tạo luân hồi sách, bắt buộc phải làm. Luân hồi sách này loại đỉnh cấp khái niệm, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu có thể hoàn mỹ chế tạo ra đến, hắn đối mặt hết thảy phiền não cùng nan đề, đều có thể hoàn toàn giải quyết. Đại chủ tể suy nghĩ một chút, nói, ngươi theo phiếu miểu thần cung lấy được tài nguyên, chỉ cần hợp lý sử dụng, chế tạo một tờ tổng cương, tạo hóa ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, hẳn là đầy đủ. Chỉ tiếc những cái kia bảo tàng tài nguyên, đều lây dính tinh không khí tức, không thể để cho ngươi trực tiếp hấp thu luyện hóa, bằng không rất dễ dàng sa đọa. Diệp Thần cười nói, làm người nên biết đủ, lần này đi tìm bảo, ta được đến vô số chỗ tốt, đã thỏa mãn. Hiện tại Diệp Thần trên cánh tay trái hắc ám, đã hoàn toàn giải quyết, lại thành công kế thừa luân hồi sách bản vẽ, đến đại lượng bảo tàng, hắn còn có cái gì không hài lòng. Đại chủ tể gật đầu nói, chế tạo luân hồi sách, không có dễ dàng như vậy, chính ngươi thận trọng. Ta cũng đánh giá thấp chế tạo luân hồi sách độ khó. Ta coi là Cửu Thiên Thần Táng Cốc bên trong bảo tàng, đầy đủ chúng ta tạo hóa ra luân hồi sách cùng rừng rậm sách, nhưng hiện tại xem ra, chế tạo một quyển sách đều hết sức miễn cưỡng. Diệp Thần nói, đại chủ tể, người còn muốn tạo rừng rậm sách sao? Đại chủ tể nói, nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, tài nguyên căng thẳng, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể phân tâm đi chế tạo rừng rậm sách. Ngươi làm tốt chính mình sự tình là có thể, không cần phải để ý đến ta. Ta lấy hồi trở lại Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt, coi như không có rừng rậm sách, tương lai cũng có cơ hội ngồi Phương Chu, trở lại trên trời sao đi. Diệp Thần gật đầu nói, được. Đại chủ tể nói, tinh không tranh bá thi đấu cũng sắp bắt đầu, ngươi thừa dịp này thời gian mấy tháng, mau sớm tăng cao thực lực. Chân lý trong hội bộ, có người nhìn ngươi rất khó chịu, đoán chừng chân lý trong hội, sẽ có ẩn thế thiên tài rời núi, tuyệt không chịu đem tinh không thần sơn chắp tay nhường cho ngươi. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, đoạt giải quán quân người có khả năng thắng được tinh không thần sơn chúa tể địa vị. Tinh không thần sơn, vốn là nguyên thiên đế dưới trướng, chân lý sẽ địa bàn, là đại chủ tể vận dụng không ít thủ đoạn, mới thuyết phục chân lý sẽ, đem tinh không thần sơn lấy ra, xem như là trung cực phần thưởng. Nhưng tinh không thần sơn, trọng yếu như vậy địa bàn, tại chân lý trong hội bộ, tự nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đồng ý giao ra. Diệp Thần nhướng mày. Hiện tại nghe đại chủ tể nói, xem ra chân lý trong hội, cũng sẽ có thiên tài cùng chính mình cạnh tranh. Này tinh không tranh bá thi đấu, mong muốn đoạt giải quán quân, không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại chủ tể ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Diệp Thần nói. Đại chủ tể nói, lần tranh tài này, cũng xem như ta cho khảo nghiệm của ngươi, ngươi chỉ có bắt lại quán quân, ta mới có thể thương lượng với ngươi bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Thần nói, đúng. Đại chủ tể cùng Hoang lão, đã có chế tạo hoàn mỹ thế giới kế hoạch,
nhưng Diệp Thần còn không biết kế hoạch này là cái gì, cũng không biết Hoàng lão trung cực tư tưởng, đến cùng có cái gì huyền bí. Đối với trung cực thì tư tưởng, hoàn mỹ thế giới, Diệp Thần hứng thú cũng là nồng nặc vô cùng. Mà lại coi như dứt bỏ điểm này mặc kệ, chỉ là tinh không tranh bá thi đấu ban thưởng, liền đầy đủ khiến cho hắn tâm động. Tinh không tranh bá thi đấu cuối cùng quán quân, có thể thu hoạch được tinh không thần sơn chúa tể quyền. Tinh không thần sơn, là trong truyền thuyết, tiếp cận nhất tinh không bỉ ngạn địa phương, ở chỗ đó tu luyện, có thể hấp thu đến nhất dư thừa linh khí, làm ít công to. Mà lại tinh không thần sơn phía trên, còn có một tòa tinh không thần trì, có vô cùng cường đại hừng hực sinh mệnh linh khí, chỉ cần đem tự thân linh hồn, ký thác vào tinh không phía trên thần trì, là có thể vô hạn phục sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Này bất tử bất diệt dụ hoặc, thực sự quá lớn, đặc biệt là đối Diệp Thần tới nói. Hắn luân hồi huyết mạch rất đặc thù, chỉ có một đầu tuyến thời gian, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, bỏ mình vẫn diệt, liền không có lại phục sinh khả năng, chỉ có thể là luân hồi chuyển thế lại trùng sinh, nhưng sau khi trùng sinh, luân hồi chi chủ vẫn là luân hồi chi chủ, nhưng Diệp Thần có còn hay không là Diệp Thần liền rất khó nói. Cho nên, Diệp Thần đối cái kia tinh không tranh bá thi đấu quán quân, vô cùng khao khát. Chỉ cần đoạt giải quán quân, hắn là có thể chấp trưởng tinh không thần sơn, chiếm cứ tinh không thần trì, bất tử bất diệt. Đại chủ tể tại động viên Diệp Thần vài câu, nhắc nhở hắn chăm chỉ tu luyện về sau, liền rời đi. Diệp Thần tiếp tục đáp lấy thiên quang trục nhật hạm, rất nhanh liền trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Thượng Hoàng Thiên Cung đám người, cảm giác được thiên cơ, biết Diệp Thần phất nhanh trở về, đều là kinh hỉ. Diệp Thần tìm được trước thân Đỗ Uyển Nhi, đem một bình cửu thiên linh thủy cho nàng, ôn nhu nói, Uyển Nhi, lễ vật cho ngươi. Ba bình cửu thiên linh thủy, Diệp Thần uống hai bình, còn thừa lại một bình, vừa vặn có khả năng cứu rỗi thân Đỗ Uyển Nhi. Thân Đỗ Uyển Nhi ngẩn ngơ, nhìn xem Diệp Thần trong tay cái bình, nói, đây là cửu thiên linh thủy sao? Diệp Thần gật đầu nói, ừm, người uống hạ bình này nước, là có thể đạt được cứu rỗi, hóa giải vu yêu hắc ám, mà lại có thể giữ lại vu yêu lực lượng cùng vị cách, có thể nói một công đôi việc. Thân Đỗ Uyển Nhi u nói ra, kỳ thật ta không cần gì cứu rỗi, bất quá, Diệp Thần, đây là hảo ý của ngươi, ta nhất định sẽ không cô phụ. Chẳng qua là, cửu thiên linh thủy loại thiên tài địa bảo này, mong muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, ta phải tìm một chỗ an tĩnh, mà lại cần nhất đoạn tràn đầy thời gian dài, mới có thể luyện hóa hấp thu. Thân Đỗ Uyển Nhi nhận lấy cửu thiên linh thủy, thứ này linh khí rất nồng nặc, nhưng muốn luyện hóa cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao nàng không phải Diệp Thần, không có khả năng đồ vật gì đều có thể cấp tốc tiêu hóa. Diệp Thần nói khẽ, không cần phải gấp gáp, ngươi chậm rãi luyện hóa chính là, luân hồi trận doanh sự tình, ta sẽ xử lý. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, ừm, ta đây cần bế quan luyện hóa, bất quá ngươi muốn là đụng phải nguy hiểm gì, có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ xuất quan giúp ngươi. Mang theo cửu thiên linh thủy, thân Đỗ Uyển Nhi bế quan đi. Diệp Thần lại đơn độc cùng Nhậm Phi Phàm gặp mặt, thương lượng bảo tàng tài nguyên sử dụng sự tình. Nhậm Phi Phàm cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ mang về như thế phong phú bảo tàng. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, này cỡ nào bảo tàng tài nguyên, tại luân hồi sách khái niệm trước mặt, đều cùng Mao Mao Vũ giống như, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, chế tạo một tờ tổng cương liền là cực hạn. Lần này ngươi đến đại lượng bảo tàng, nhưng bảo tàng này, đều mang theo tinh không bỉ ngạn pháp tắc khí tức, không thể lạm dụng, tốt nhất vẫn là cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách, chính ngươi trừ lại một phần nhỏ sử dụng là đủ. Nhậm Phi Phàm sơ bộ làm ra an bài, luân hồi sách thật sự là cái đại sát khí, không cần chế tạo ra cả bộ, chỉ cần có một tờ tổng cương nơi tay, tạo hóa ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, luân hồi trận doanh cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, trấn áp cổ tinh môn, lớn chu gia tộc, hồng quân lão tổ chờ nhóm thế lực, hoành ép không không lúc nào không vô địch. Cái này là luân hồi sách đáng sợ đến không cần cả bộ, chỉ cần có một trang giấy, liền có thể che đậy chư thiên, quét ngang vô tận tinh hà, chúa tể càn khôn đều vô địch. Nhậm tiền bối, chế tạo luân hồi sách, 10 điểm gian nan, còn cần ngươi hỗ trợ mới được. Diệp Thần cũng không hy vọng xa vời, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể tạo hóa ra luân hồi sách, hắn cần Nhậm Phi Phàm trợ lực. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đây là tự nhiên, mà lại chế tạo luân hồi sách, chỉ dựa vào sức người còn không được, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được, Ngô, ngươi cho ta 2 ngày thời gian,
người trước cùng Phật tổ suy tính, nhìn một chút có hay không thích hợp phong thủy bảo địa, có thể dùng tới trúc tạo luân hồi sách căn cơ. Luân hồi sách cái này huyễn tưởng khái niệm, thực sự quá nghịch thiên đến bất kỳ người đều không thể dựa vào năng lực của mình chế tạo ra đến, cần mượn dùng thiên thời địa lợi lực lượng. Nhậm Phi Phàm dự định chọn một phong thủy bảo địa, dùng tới chế tạo luân hồi sách. Thượng Hoàng Thiên Cung khẳng định là không được, bởi vì có quá nhiều con mắt, đang nhìn chăm chú nơi này, quấy nhiễu nhân tố nhiều lắm. Muốn tạo luân hồi sách, nhất định phải có một cái đầy đủ che giấu, đầy đủ an tĩnh, mà lại có thể được xưng tụng là phong thủy bảo địa địa phương. Tốt, Nhậm tiền bối, ta chờ ngươi. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền chờ đợi Nhậm Phi Phàm tin tức. Hắn an tâm trong phòng nghỉ ngơi, cảm ngộ lần này Cửu Thiên Thần Táng Cốc chuyến đi được mất. Còn giống như có một đầu cá lọt lưới. Diệp Thần nhớ tới Cửu Hỏa Thương Long dưới trướng ba cái đệ tử, trong đó cầm đầu cái kia Bình Chi Hiên, hắn tại Giao Chỉ Cung thời điểm, đem Bình Chi Hiên chém giết, nhưng đối phương linh hồn trốn. Lúc này Diệp Thần thoáng suy tính, đoán đại khái đến, Bình Chi Hiên tàn hồn đang đào tẩu về sau, liền lang thang bốn phương, không dám trở về Cửu Hỏa Thương Long bên người. Dù sao bị Diệp Thần đánh cho thảm như vậy, lại chỗ tốt gì đều không mò được, hắn tự nhiên là không dám trở về. Cái này Bình Chi Hiên, bây giờ liền là một giới cô hồn dã quỷ, đã không đủ gây sợ. Nhưng Diệp Thần căn cứ trảm thảo trừ căn dự định, liền phái người ra ngoài, đuổi bắt Bình Chi Hiên tàn hồn, miễn lưu hậu hoạn. Đồng thời, Cổ Tinh Môn, Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Khư Thần Điện lớn Chu gia tộc bên kia, hắn cũng phái người mật thiết tìm hiểu tin tức. Một ngày về sau, thám tử cùng mật thám, lần lượt có tin tức truyền về. Cổ Tinh Môn bên kia, Kính Thiên Đế biết mình đồ đệ Tào Tử Mặc chết rồi, tất nhiên là nổi giận. Cổ Tinh Môn nội bộ, cũng suy tính đến Diệp Thần cầm tới toàn bộ bảo tàng, kế thừa luân hồi sách bản vẽ tin tức, lo lắng, chính đang thương nghị kế sách. Đến mức Thiên Khư Thần Điện lớn Chu gia tộc bên kia, Chu Võ Hoàng xám xịt trở về, không có mang về dù cho một chút xíu bảo tàng. Nhưng Chu gia lão tổ Chu Mục Thần cũng không có trách cứ hắn. Bởi vì việc đã đến nước này, trách cứ cũng vô dụng, mà lại thua ở Diệp Thần thủ hạ, cũng không tính oan. Đối lớn Chu gia tộc tới nói, việc cấp bách là khôi phục Chu Võ Hoàng thân thể, dù sao tinh không tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu. Thời gian khẩn cấp, lớn Chu gia tộc cũng không có thích hợp biện pháp, năng lực Chu Võ Hoàng chế tạo ra một bộ đủ thân thể mạnh mẽ, đến cuối cùng, Chu gia lão tổ Chu Mục Thần lại quyết định đem Thiên Khư Thần Điện chí cao thần khí Thiên Tội Cổ Kiếm lấy ra xung làm Chu Võ Hoàng thân thể. Diệp Thần nghe được tin tức này thời điểm rất đỗi chấn động. Thiên Tội Cổ Kiếm, đây chính là bốn đại chí cao trong thần khí mặt, nhân vật cường hãn nhất a, là thiên hạ đệ nhất kiếm. Nếu là thanh kiếm này trở thành Chu Võ Hoàng thân thể, vậy hắn muốn nhất phi trùng thiên. Nhưng dùng Thiên Tội Cổ Kiếm vì thân thể, nguy hiểm cũng là phi thường lớn. Một khi Chu Võ Hoàng tương lai ngã xuống, Thiên Tội Cổ Kiếm cũng muốn đi theo ngã xuống, toàn bộ Thiên Khư Thần Điện cùng lớn Chu gia tộc khí vận căn cơ, đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng dao động. Diệp Thần để cho thủ hạ thám tử cùng mật thám, tiếp tục mật thiết lưu ý lớn Chu gia tộc động tĩnh. Đến mức Hồng Quân Lão Tổ bên kia, thì không có cái gì dị động. Hồng Quân Lão Tổ chỗ lãnh địa, liền gọi Hồng Quân Phúc Địa, là chính hắn mở ra tới đại thế giới. Có vô số ngoại thần cường giả hội tụ ở trong đó. Lần này ngày thứ hai nhai, cái gì bảo tàng đều không cầm tới, Hồng Quân Lão Tổ cũng không có gì khác thường biểu thị, cũng không trách cứ, cũng không an ủi, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn chỉ gọi ngày thứ hai nhai an tâm chuẩn bị tinh không tranh bá thi đấu. Đối với Hồng Quân Lão Tổ, Diệp Thần là càng nhìn không thấu, đối phương uống xong ác mộng suối chi thủy, chẳng mấy chốc sẽ đột phá cửu phẩm thiên đế cảnh giới. Tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế hàng ngũ, đây không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp. Nghĩ giải quyết cái này uy hiếp, biện pháp tốt nhất, liền là nhường luân hồi trong trận doanh mặt, cũng có thể sản sinh ra một tôn siêu phẩm thiên đế cường giả. Ta nếu có thể sửa đổi đi qua, có lẽ có thể làm cho Nhậm Phi Phàm tiền bối, cũng chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Diệp Thần tâm nghĩ hoạt lạc, Nhậm Phi Phàm kỳ thật đã tại nếm thử trùng kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới, nhưng nguy hiểm quá lớn. Hắn một mực không dám dẫn kiếp chứng đạo, dù sao một khi kiếp bại, hắn muốn hóa thành cho bụi. Đến lúc đó, luân hồi bố cục sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu như, Diệp Thần có thể sửa đổi đi qua, sẽ có thể giúp đến Nhậm Phi Phàm, đem độ kiếp kết quả, sửa đổi vô hạn lần, mãi đến sửa đổi thành công,
dạng này Nhậm Phi Phàm liền chắc chắn có khả năng chứng đạo đột phá. Này nghe vô cùng điên cuồng tư tưởng, nhưng đối Diệp Thần tới nói, cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Bởi vì hắn hiện tại, đã có một mảnh luân hồi sách tổng cương huyễn trang, đã trải qua sơ bộ có được sửa đổi đi qua năng lực. Muốn tu đổi Nhậm tiền bối nhân quả, giúp hắn chứng đạo siêu phẩm thiên đế, cần thiết hao phí năng lượng linh khí, còn có tế phẩm, là vô cùng kinh khủng. Coi như là trong tay ta bảo tàng tài nguyên, cũng không có thế nào một vật, có tư cách làm tế phẩm. Diệp Thần lông mày vặn tại cùng một chỗ, trong lòng bàn tư lấy. Hắn có một mảnh luân hồi sách huyễn trang, có thể sửa đổi đi qua, nhưng bởi vì chẳng qua là huyễn trang, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, chỉ có một cái như mộng ảo thiên chữ, năng lượng nội tình vô cùng có hạn. Cho nên, muốn dùng này mảnh luân hồi sách huyễn trang, sửa đổi đi qua, cần hiến tế đại lượng tế phẩm chống đỡ. Phải sửa đổi Nhậm Phi Phàm nhân quả, bình thường thiên tài địa bảo, căn bản không có tư cách làm tế phẩm. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần bắt được tương lai nơi mấu chốt, cái kia chính là Tinh Không Đạo Thư. Nếu là cầm Tinh Không Đạo Thư đi làm tế phẩm, nhất định có khả năng khởi động luân hồi sách, từ đó sửa đổi Nhậm Phi Phàm nhân quả tuyến thời gian. Tinh Không Đạo Thư, như thế vật chân quý, cầm lấy đi làm tế phẩm, thật sự là vô cùng điên cuồng ý nghĩ. Nhưng Diệp Thần trong cõi u minh nhìn thấy, cái này đích xác là then chốt chỗ. Xem ra, ta phải mau sớm đi Hoàng Đồ Tinh một chuyến, chiếm lấy tờ kia Tinh Không Đạo Thư. Diệp Thần tâm bên trong có ý nghĩ, nếu có thể cầm tới tờ kia Tinh Không Đạo Thư, hắn liền đã có lực lượng, coi như không cầm lấy đi làm tế phẩm, chỉ cần đem tờ kia Tinh Không Đạo Thư chấp trưởng nơi tay, đều có vô cùng chỗ tốt, đối tự thân tu vi đột phá, đạo tâm minh ngộ, rất có tác dụng. Lúc này Diệp Thần tu vi, đã lâm vào bình cảnh bên trong, kẹt tại thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, vô pháp tiến bộ. Hắn dùng một chút thiên tài địa bảo đi vào, kết quả linh khí hoàn toàn không cách nào hấp thu, toàn bộ tràn đầy tràn ra ngoài. Đây là tu hành trên đường muốn mạng ma chướng, là lạch trời cánh cửa. Diệp Thần là đụng phải lạch trời bình cảnh, mong muốn đột phá, cần phải có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ. Không hề nghi ngờ, cái kia Tinh Không Đạo Thư, liền là cơ duyên đột phá của hắn then chốt. Tờ kia Tinh Không Đạo Thư, ta nhất định phải cướp đến tay. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, theo cánh tay trái hắc ám giải trừ hoàn toàn, hắn có thể rõ ràng hơn nhòm ngó Tinh Không Đạo Thư hạ lạc. Hiện tại hắn có thể xác định, Hoàng Đồ Tinh tờ kia Tinh Không Đạo Thư, không trên đất biểu, mà là tại lòng đất. Lòng đất, là nơi nào lòng đất? Diệp Thần nhíu nhíu mày, tầm mắt xỏ xuyên qua hư không, muốn tiến một bước nhìn trộm, nhưng phát hiện sương mù rất nồng nặc, thế mà vô pháp triệt để nhìn thấu. Này Tinh Không Đạo Thư liên lụy tới nhân quả mạch lạc, rõ ràng so Diệp Thần trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp. Bất quá, này cũng không kỳ lạ, dù sao cũng là Tinh Không Đạo Thư, không không lúc nào không bên trong có thể xưng đỉnh cấp đại cơ duyên, có thể làm cho Phật tổ loại cao thủ cấp bậc này, đều nguyện ý cúi đầu quy thuận Diệp Thần, rõ ràng Tinh Không Đạo Thư giá trị, khủng bố cỡ nào. Nhưng Diệp Thần vui mừng, liền là tờ kia Tinh Không Đạo Thư, cũng không có bị bất luận cái gì người đạt được. Vẫn là nơi vô chủ, chôn giấu tại Hoàng Đồ Tinh nơi nào đó lòng đất. Hoàng Đồ Tinh rất đặc thù, viên tinh cầu này, bị một thanh thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua, đồng thời đình chỉ tự quay, tinh cầu có một mặt vĩnh viễn đối thái dương, mặt khác vĩnh viễn đen kịt. Tại Hoàng Đồ Tinh bên trên, chia làm cực chú khu, vĩnh dạ khu, còn có sớm chiều đường. Cực chú khu vĩnh viễn đối mặt với thái dương, ngàn vạn năm hội tụ nhiệt độ cao, làm cho phiến khu vực này tựa như luyện ngục nóng bỏng. Mà vĩnh dạ khu, bởi vì chiếu không tới thái dương, quanh năm hắc ám lạnh lẽo, cũng là một chỗ có thể xưng địa ngục ác mộng chỗ. Chỉnh hành tinh duy nhất thích hợp cư ngụ mang, liền là cực chú cùng vĩnh dạ giao giới sớm chiều đường. Đầu này sớm chiều đường khu vực, chỉ có Hoàng Đồ Tinh hiển hách nhất, nhất nhân vật quyền cao chức trọng, mới có tư cách ở phía trên sinh tồn, những người khác chỉ có thể ở cực chú cùng vĩnh dạ trong địa ngục dẫy dụa trầm luân. Diệp Thần vô pháp xác định. Tinh Không Đạo Thư đến cùng giấu ở thế nào khu vực lòng đất, nhân quả sương mù quá nồng nặc, hắn chỉ có tự mình đi Hoàng Đồ Tinh một chuyến, mới có thể phá vỡ sương mù, cầm tới Tinh Không Đạo Thư. Mộ chủ, cái kia Tinh Không Đạo Thư, là một nơi hung hiểm, người tốt nhất trước luyện thành ta huyền môn quỷ sách lớn áo nghĩa, tăng lên thực lực bản thân về sau, đi mạo hiểm nữa cũng không muộn. Luân hồi mộ địa bên trong,
quỷ đạo tổ sư cũng cảm giác được Diệp Thần muốn đi Hoàng Đồ Tinh ý nghĩ. Cái kia Hoàng Đồ Tinh, là thứ ba hồn tộc lãnh địa, sau lưng ẩn chứa nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, nếu là độc thân tiến đến Hoàng Đồ Tinh, đích thật là hung hiểm vô cùng. Diệp Thần nghe được quỷ đạo tổ sư, trong lòng khẽ động. Quỷ đạo tổ sư nói tới lớn áo nghĩa, nhưng thật ra là một môn gọi cửu u quỷ múa đao thần thông. Môn thần thông này, vô pháp đơn độc học thành, cần tu luyện mười mấy môn huyền môn quỷ sách cao thâm thần thông về sau, dung hội quán thông, kết hợp lại, mới có thể luyện thành cửu u quỷ múa đao. Môn này cửu u quỷ múa đao, tiến có thể công, lui có thể thủ, tiến công lúc thân hóa quỷ đao, như quỷ mị khiêu vũ giết người, lăng lệ hung mãnh vô cùng. Nếu là không giết người, chỉ làm ẩn nấp, cũng là một môn vô cùng cường đại ẩn thân chi pháp, có thể nhường thân thể hóa thành một đầu quỷ ảnh, cùng hắc ám dung hợp, thiên đế không thể nhận ra, vô cùng lợi hại. Quỷ đạo tổ sư nghĩ đến Hoàng Đồ Tinh quá hung hiểm, nếu là Diệp Thần có thể luyện thành cửu u quỷ múa đao, chí ít có ẩn nấp thủ đoạn bảo mệnh. Tốt, tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ huyền môn quỷ sách, trước mắt hắn tu vi cùng trạng thái, so dĩ vãng tinh tiến rất nhiều. Huyền môn quỷ sách các loại thần thông, hắn rất nhanh liền dung hội quán thông, cũng phỏng đoán ra cửu u quỷ múa đao lớn áo nghĩa. Bất quá lĩnh ngộ cửu u quỷ múa đao, này còn không thể thỏa mãn Diệp Thần, hắn lại lấy ra Thanh Liên đạo tổ cửu biện kim liên, hái dưới thứ ba mảnh cánh sen, ăn vào. Này cửu biện kim liên, Diệp Thần đã phục dụng hai bên, hiện tại là thứ ba cánh. Kỳ thật dùng Diệp Thần trước mắt tu vi tới nói, dùng thứ ba cánh là rất nguy hiểm. Thân thể rất có thể không chịu được nữa. Nhưng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình, lần này cửu thiên thần táng cốc chuyến đi, hắn kỳ ngộ liên tục, thân thể hết thảy mặt trái trạng thái đều giải quyết, thể chất cường đại trước nay chưa từng có, hắn tin tưởng mình có thể chịu đựng lấy thứ ba cánh kim liên trùng kích. Oanh! Không ra Diệp Thần sở liệu, tại nuốt xuống thứ ba cánh kim liên về sau, một cỗ cuồng bạo hung mạnh ý chí, ở trong cơ thể hắn nổ tung, đó là Thanh Liên đạo tổ lưu lại ý chí. Như hồng thủy mãnh thú, bao phủ trùng kích Diệp Thần quanh thân kinh mạch. Nếu là lúc trước Diệp Thần, đối mặt cỗ này trùng kích, tùy thời đều có nguy hiểm bạo thể bỏ mạng. Nhưng hắn hiện tại, thể chất đã thuế trở nên vô cùng mạnh mẽ, mặc dù đối mặt hung mãnh như vậy trùng kích, hắn cuối cùng cũng là tiếp nhận xuống tới. T, này trùng kích, thật đúng là hung mãnh a, bất quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Diệp Thần đầu nở, thật nhiều tin tức chảy, tràn vào trong đó. Đó là thứ ba cánh kim liên, bên trong ẩn chứa đạo thông áo nghĩa. Này thứ ba cánh kim liên, cũng là ẩn chứa 9 loại thần thông bí pháp, phân biệt là Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, Ngọc hư tâm quyết, Hoa rơi nước chảy kiếm, Huyễn sen ma âm, Cửu tiêu phi vũ kiếm, Long hổ bá khí quyết, Thiên nhai minh nguyệt đao, Bát phương diệt sát kiếm, Ma gia chi điện. Diệp Thần cảm thụ được này 9 loại thần thông bí pháp, rung động thật sâu, Thanh Liên đạo tổ không hổ là nguyên sơ thế giới đến tôn chúa tể, đạo thống quá cường hãn, hắn sáng tạo thần thông bí pháp, luyện thành một loại đều đủ để độc bộ thiên hạ. Diệp Thần chính mình cũng nắm giữ vô số thần thông công pháp, nhiều thủ đoạn, thần thông bình thường, đã rất khó đả động hắn. Nhưng này thứ ba cánh kim liên bên trong ẩn chứa 9 loại thần thông, lại có trọn vẹn tam môn, có thể dẫn tới Diệp Thần thâm hậu hứng thú. Này tam môn, chính là, Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, Cửu tiêu phi vũ kiếm, Ma gia chi điện. Trong đó, Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, là tại Thanh Liên chống trời pháp trên cơ sở, tiến một bước cường hóa, sản sinh ra bất tử áo nghĩa, trong chiến đấu bị giết chết lời, có thể tại Thanh Liên bên trong phục sinh, thụ thương cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn, hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Còn có Cửu tiêu phi vũ kiếm, ký thác Thanh Liên đạo tổ nóng dực kiếm đạo tâm huyết. Có tinh không thần tiêu phi thiên vũ đại khí thế, kiếm khí bên trong ẩn chứa một tia tinh không pháp tắc uy áp, mạnh mẽ vô cùng, này kiếm thi triển cần phải có ngắm nhìn bầu trời lòng dạ, bè lũ su nịnh người không thể lãnh hội hắn kiếm thế một phần vạn. Còn có cái kia ma gia chi điện, thì là một môn lĩnh vực chi pháp, có thể bày ra một cái trí tuệ lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, tự thân các phương diện thực lực, đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều, địch trí tuệ con người cùng thực lực, thì bị áp chế suy yếu. Ma gia chi điện là trí tuệ biểu tượng, cũng là Thanh Liên đạo tổ chế tạo trí tuệ cung điện. Trong truyền thuyết thảo thần là trí tuệ chi thần, trí tuệ căn nguyên, kỳ thật ngay tại nguyên sơ thế giới.
Sơ đại thảo thần, chẳng qua là nguyên sơ thế giới bên trong sản sinh ra một gốc thực vật, trí tuệ của nàng bắt nguồn từ thế giới kia. Mà Thanh Liên đạo tổ, liền là thế giới kia trí cao chúa tể, hắn trí tuệ không ai bằng. Ma ra hai chữ, tại nguyên sơ thế giới trong lời nói, liền là trí tuệ, tuệ căn, linh đại ý tứ. Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, cửu tiêu phi vũ kiếm, ma ra chi điện, này tam môn bí pháp, đều là cao cấp nhất đại thần thông. Diệp thần tinh tế phỏng đoán lĩnh ngộ, chỉ cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Lại là một ngày đi qua, Nhậm Phi Phàm tìm tới Diệp thần, nhìn thấy Diệp thần quanh thân muôn hình vạn trạng, có tinh không lưu quang, có trí tuệ huyền khí, có bất tử áo nghĩa, còn có quỷ u kỳ quỷ, hắn kinh y một tiếng, nói. Diệp thần, hai ngày không thấy, ngươi lại có tinh tiến. Diệp thần nói, không, tu vi cảnh giới còn tại bình cảnh, chẳng qua là lĩnh ngộ chút công pháp thần thông thôi. Thần thông bí pháp chẳng qua là bên ngoài đồ vật, nếu như ở bên trong tu làm căn cơ vô pháp tiến bộ lời, cái kia mạnh hơn thần thông, cũng khó có thể phát huy ra uy lực. Diệp thần nghĩ phải nhanh chóng tiến bộ đột phá, hoàng đồ tinh tờ kia tinh không đạo thư, là vô cùng thứ then chốt, là đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, lớn thời cơ. Nhậm tiền bối, hai ngày này, người có thể từng suy tính đến, có cái gì phong thủy bảo địa, thích hợp chế tạo luân hồi sách? Diệp thần hỏi. Muốn tạo luân hồi sách, cần trước tiên tìm một nơi, an trí khái niệm, đây là trúc cơ đặt nền móng, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có đầy đủ vững chắc căn cơ, liền vô pháp tạo hóa ra chân chính luân hồi sách. Nhậm Phi Phàm đạo, ta cùng Phật tổ suy tính nghiên cứu, thấy có ba khu địa phương, là tuyệt hảo phong thủy bảo địa, có thể nhường luân hồi sách khái niệm cắm rễ, hoàn thành đặt nền móng. Diệp thần nói, ồ, Nhậm Phi Phàm đạo, này ba khu địa phương. Một chỗ là Long Thần Thiên Uyên Đảo, là ngày xưa đúc tinh Long Thần lãnh địa, một chỗ là Hoàng Đồ Tinh, chính là thứ ba hồn tộc lãnh địa, còn có một chỗ, chính là Huyền Yêu Tế Thiên Đài, là Huyền Yêu Lão Tổ dưới trướng tín đồ địa bàn. Diệp thần nói, Long Thần Thiên Uyên Đảo, Hoàng Đồ Tinh, Huyền Yêu Tế Thiên Đài. Nhậm Phi Phàm đạo, đúng vậy, này ba cái địa phương, đều hết sức thích hợp luân hồi sách đặt nền móng cắm rễ. Nhưng, từ đúc tinh Long Thần ngã xuống về sau. Lãnh địa của hắn Long Thần Thiên Uyên Đảo, thiên cơ phiêu miểu không thể nghe thấy, ta vô pháp suy tính đến chỗ kia tọa độ. Còn có Hoàng Đồ Tinh, cũng là 10 điểm địa phương nguy hiểm, nắm luân hồi sách căn cơ, an chắc tại thứ ba hồn tộc ngay dưới mắt, cái kia quá mạo hiểm. Duy nhất có thể được địa phương, chính là Huyền Yêu Tế Thiên Đài, đó là Huyền Yêu Lão Tổ địa bàn, chúng ta có khả năng nếm thử cùng Huyền Yêu Lão Tổ liên lạc, tại trên địa bàn của hắn trúc tạo luân hồi sách căn cơ. Diệp thần nghe xong Nhậm Phi Phàm, tầm mắt chớp động, cũng chính mình nếm thử suy tính một thoáng. Dù sao hắn cùng Huyền Yêu nhân quả một mực có tiêm nhiễm. Quả nhiên, câu hắn phát hiện, Nhậm Phi Phàm nói tới Long Thần Thiên Uyên Đảo, hắn một điểm dấu vết đều bắt không đến. Đúc tinh Long Thần sau khi ngã xuống, chỗ kia tọa độ, đã mất phương hướng. Nghĩ nhìn trộm Long Thần Thiên Uyên Đảo hạ lạc, trừ phi là trước hết để cho đúc tinh Long Thần khôi phục. Bất quá tại lục đạo cổ thần bên trong, đúc tinh lực lượng của Long Thần, so với Đao Phong Nữ Hoàng cùng Quỷ Đạo Tổ Sư còn cường đại hơn, cường đại đến dùng Diệp Thần trước mắt tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận đúc tinh Long Thần ý chí. Nói cách khác, coi như đúc tinh Long Thần mộ bia, tại luân hồi trong mộ địa, Diệp Thần cũng không cách nào dẫn động. Nếu như cưỡng ép dẫn động, đúc tinh Long Thần khôi phục, cái kia mạnh mẽ ý chí, sẽ cho Diệp Thần mang đến hủy diệt trùng kích. Ít nhất Diệp thần tu vi cũng đi đến thiên nguyên cảnh về sau, mới có tư cách khôi phục đúc tinh Long Thần. Nói cách khác, tại thiên nguyên cảnh trước đó, Diệp thần đều không thể nhìn trộm đến Long Thần Thiên Uyên Đảo hạ lạc. Đến mức Hoàng Đồ Tinh, tại Hoàng Đồ Tinh đúc luân hồi sách căn cơ, cái kia thực sự quá điên cuồng, cùng muốn chết không sai biệt lắm, đây chính là thứ ba hồn tộc Hoàng Đồ hồn tộc địa bàn. Đúng như là Nhậm Phi Phàm nói, chỉ một nơi thích hợp, chỉ có Huyền Yêu Lão Tổ địa bàn. Huyền Yêu Tế Thiên Đài. Nói đến, Diệp Thần cũng có thật lâu, chưa từng gặp qua Huyền Yêu, không biết đối phương hiện trạng như thế nào. Nhậm Phi Phàm lại nói, bây giờ Huyền Yêu Tế Thiên Đài, do một cái gọi Thất Tuyệt Phái thế lực trưởng quản, ta suy tính đến, Thất Tuyệt Phái nội bộ đã phân liệt, có người phản bội Huyền Yêu Lão Tổ, đầu nhập vào Lớn Chu gia tộc. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói cái gì? Nhậm Phi Phàm đạo, Thất Tuyệt Phái có Nam Sơn Bắc Sơn phân chia. Bắc Sơn đã phản bội, Nam Sơn còn thờ phụng Huyền Yêu Lão Tổ,
may mắn cái kia huyền yêu tế thiên đài, do Nam Sơn trưởng quản. Ta đã phát ra phi kiếm truyền thư, cùng Nam Sơn liên lạc, ngày mai ngươi có thể đi thất tuyệt phái Nam Sơn một chuyến, nghĩ biện pháp liên lạc huyền yêu lão tổ, khiến cho hắn hỗ trợ hoàn thành luân hồi sách đặt nền móng. Diệp Thần sầm mặt lại, mơ hồ thấy chuyến này hung hiểm, nói, Nhậm tiền bối, nếu như liên lạc không đến huyền yêu lão tổ, hoặc là đặt nền móng thất bại. Nhậm phi phàm đạo, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, vậy chỉ có thể đi Hoàng Đồ Tinh núp cơ. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, Hoàng Đồ Tinh, đó cũng không phải là chỗ tốt ha. Nhậm phi phàm gật đầu nói, ta tự nhiên biết Hoàng Đồ Tinh nguy hiểm, nhưng có đôi khi, càng địa phương nguy hiểm, liền có thể càng an toàn. Nếu như chúng ta tại Hoàng Đồ Tinh núp cơ, lại có ai có thể nghĩ tới đâu? Dĩ nhiên, cái kia dù sao không phải địa bàn của chúng ta, nếu như có khả năng không mạo hiểm lời, vẫn là thận trọng điểm tốt, tốt nhất có thể tại thất tuyệt phái núp cơ. Diệp Thần nói tốt, ta đây ngày mai liền đi thất tuyệt phái một chuyến. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền tính toán đợi ngày mai xuất phát. Thám tử mật thám tiếp tục truyền đến tin tức, nói lớn Chu gia tộc đã bắt đầu khởi động đại trận, hiến tế vô số sinh linh máu thịt, dùng thiên tội cổ kiếm vì thân thể, muốn vì Chu Võ Hoàng đúc lại thân thể. Thất tuyệt phái bên trong, cũng có người bị sống sờ sờ bắt phút đi, xung làm đại trận tế phẩm. Một khi Chu Võ Hoàng thân thể đúc lại thành công, hắn có được thiên tội cổ kiếm thân thể, vậy thì thật là không thể tưởng tượng, đối Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy chân trời có cuồn cuộn khí tượng dâng lên. Chỉ thấy từng sợi cuồng bạo mãnh liệt tai mây, ở chân trời nổi lên, ẩn chứa trong đó lôi đình, băng xương, phong hỏa, thiên chi tội phạt khí tức không ngừng nổ tung, phảng phất muốn cho đại địa mang đến hủy diệt tận thế, lại có muôn vàn kiếm thở hồng hộc loạn vũ, giết phá thương khung, uy vi tráng quan. Đó là thiên tội cổ kiếm khí tượng. Thiên tội cổ kiếm khí tức như thế nổ tung, thậm chí thế mà truyền đến Diệp Thần Thượng Hoàng Thiên Cung, đây cũng không phải là điểm tốt. Diệp Thần sầm mặt lại, bấm ngón tay tính toán, liền thấy Chu Võ Hoàng sắp thân thể đúc lại, nghịch thiên quật khởi. Chu Võ Hoàng một lần nữa quật khởi, khí thế như cầu vồng, cản cũng đỡ không nổi. Xem ra, ta cũng nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, bằng không thế tất yếu bị hắn chấn áp. Diệp Thần trong mắt giấy lên đấu trí, cũng là không có cái gì e ngại, Chu Võ Hoàng muốn một lần nữa quật khởi, hắn cũng không kém chút nào. Chỉ cần có thể hoàn thành luân hồi sách núp cơ, Diệp Thần thực lực, có thể nâng cao một bước, lấy thêm đến tinh không đạo thư, là có thể trái lại áp chế Chu Võ Hoàng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, đạp lên thiên quang trục nhật hạm, hướng về thất tuyệt phái bay đi. Việc cấp bách, là hoàn thành luân hồi sách núp cơ, nếu là luân hồi sách núp cơ hoàn thành, Diệp Thần trong tay luân hồi sách huyễn trang, uy năng có khả năng tăng thêm một bước. Rất nhanh. Diệp Thần đi vào thất tuyệt phái bên trong, đây là một mảnh liên miên dãy núi như ngọc, linh khí đầy đủ. Dãy núi này trung ương, nhưng thật giống như bị người nhất kiếm chặt đứt, cách một đầu thật sâu hào rộng, chia làm Bắc Sơn cùng Nam Sơn. Nhậm phi phàm đã sớm cùng Nam Sơn Tông người liên lạc qua, cho nên làm Diệp Thần đến về sau, Nam Sơn Tông rất nhiều cao tầng, liền ra nghênh tiếp. Một người cầm đầu, chính là Nam Sơn Tông thánh nữ Tô Nhược Đường. Dáng người xinh đến đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, nhìn thấy Diệp Thần tới, cung cung kính kính dẫn một đám cao tầng trưởng lão hành lễ, nói. Tiểu nữ tử Tô Nhược Đường, cung nghênh luân hồi chi chủ đại giá. Diệp Thần gật gật đầu, nhưng thấy Tô Nhược Đường đám người mặt mang vẻ ảm đạm, thậm chí Tô Nhược Đường vành mắt đỏ bừng, tựa hồ khóc qua, nhân tiện nói, chư vị không cần đa lễ, các ngươi là. Đụng phải cái gì nguy nan? Tô Nhược Đường nói, hai ngày trước Bắc Sơn Tông người, mang theo lớn Chu gia tộc cường giả, tại ta Nam Sơn Tông bốn phía bừa bãi tàn phá, giết không ít người, cũng bắt rất nhiều người đi qua, nói là muốn xung làm lớn Chu gia tộc thiếu gia Chu Võ Hoàng trùng sinh tế phẩm. Ban đầu ta Nam Sơn Tông có huyền yêu lão tổ bảo hộ, nếu như triệu hoán huyền yêu lão tổ ý chí buông xuống, bọn hắn tuyệt không cách nào lớn lối như thế. Nhưng, ta nếm thử triệu hoán huyền yêu lão tổ. Lại đến không đến mảy may đáp lại. Diệp Thần hơi lấy làm kinh hãi, nói chẳng lẽ huyền yêu lão tổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tô Nhược Đường nói, ta cũng không biết, luân hồi chi chủ, người đến rất đúng lúc, người tự mình ra mặt, có lẽ có thể liên lạc đến huyền yêu lão tổ, ta mang người đi tế thiên đài.
Diệp Thần gật đầu nói, được. Hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước liên lạc đến Huyền Yêu lại nói. Ngay sau đó, Diệp Thần đi theo Tô Nhược Đường đoàn người, bước vào Nam Sơn Tông, hướng về hạch tâm nhất địa phương Huyền Yêu Tế Thiên Đài đi đến. Trên đường đi, Diệp Thần thấy Nam Sơn Tông khắp nơi nhuốm máu, trên mặt đất còn có thật nhiều còn chưa kịp xử lý thi thể, rõ ràng nơi này bùng nổ qua huyết chiến. Những thi thể này tuyến thời gian, toàn bộ mài tiêu diệt, đúng là bị thiên tội cổ kiếm lực lượng giết hết, coi như là Diệp Thần, mong muốn phục công việc lời nói, sợ rằng cũng phải hao phí một phen tâm huyết khổ công. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, tại Tô Nhược Đường dẫn đầu dưới, cuối cùng đi tới Huyền Yêu Tế Thiên Đài. Đây là một tòa thật to tế đàn, xây dựng tại một mảnh đại bình ở giữa, chung quanh có mười mấy cây cao lớn cột đá, đâm thẳng tới trời, trên trụ đá điêu đầy đủ loại cổ lão hình thú hình dáng trang sức, chung quanh còn có thật nhiều dùng qua tế phẩm, có chút tế phẩm đã hóa thành kiếp cho. Tô Nhược Đường nói, nơi này chính là Tế Thiên Đài, là cùng Huyền Yêu lão tổ câu thông địa phương, nhưng ta hai ngày trước nếm thử câu thông thời điểm, hao phí đại lượng tế phẩm, cũng không chiếm được mảy may đáp lại, Huyền Yêu lão tổ khả năng. Diệp Thần sầm mặt lại, nói cái kia để ta tới nếm thử câu thông. Nói xong nhanh chân đi hướng Tế Thiên Đài. Tô Nhược Đường hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, nghĩ câu thông Huyền Yêu lão tổ, cần trước bố trí yêu tổ thiên tế trận, lại hiến tế đại lượng tế phẩm, hiến tế tế phẩm càng nhiều, câu thông xác suất thành công lại càng lớn, ngươi lại chờ một lát, ta trước bày trận. Nàng lấy ra một bức trận đồ, tại Tế Thiên Đài giường trên mở, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cái tràn ngập yêu khí đại trận, rất nhanh bố trí xong. Yêu trận bên trong, lại có rất nhiều huyết khí cuồn cuộn, lộ ra có chút xâm nghiêm. Tô Nhược Đường hướng sau lưng chúng trưởng lão nói, đi lấy tế phẩm ra tới. Chúng trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ khó khăn, rõ ràng lấy trước mắt Nam Sơn Tông tình huống, đã không bỏ ra nổi nhiều ít tế phẩm. Diệp Thần Mẫn Duệ phát giác được điểm này, khoát tay một cái nói, không cần, tế phẩm ta bỏ ra. Hắn theo bảo kiểm tàng Kim Châu bên trong, điều ra đại lượng thiên tài địa bảo, khoáng thạch dược liệu nguyên ngọc các loại. Theo phiếu miểu thần cung kế thừa lấy được bảo tàng, phong phú đến không hợp thói thường địa phương, muốn xuất ra chút tài nguyên tới làm tế phẩm, tự nhiên không làm khó được Diệp Thần. Đại lượng tế phẩm, liền chia làm mấy chồng chất núi nhỏ, chồng chất tại Tế Thiên Đài chung quanh, thấy Tô Nhược Đường đám người trợn mắt hốc mồm. Diệp Thần đạp vào Tế Thiên Đài, liền nếm thử khởi động đại trận. Hiến tế tế phẩm, cùng Huyền Yêu lão tổ câu thông. Huyền Yêu lão tổ, đáp lại ta đi. Diệp Thần phát ra ý chí mãnh liệt, nếm thử kêu gọi Huyền Yêu lão tổ. Ông, một cỗ huyết sắc cột sáng, theo Tế Thiên Đài bên trên bộc phát ra, phóng lên tận trời, quán xuyên thương khung, mười điểm hùng vĩ. Tế đàn xung quanh đại lượng thiên tài địa bảo tế phẩm, dồn dập hòa tan thành cho bụi, năng lượng bàng bạc tràn vào Tế Thiên Đài bên trong. Lớn mạnh Diệp Thần ý chí, xa xa truyền đi. Chỉ cần Huyền Yêu lão tổ, còn tại không không lúc nào không, hắn nhất định có khả năng cảm nhận được Diệp Thần ý chí. Nhưng, kỳ quái là, Diệp Thần ý chí cùng kêu gọi truyền ra về sau, đợi chừng hai ba nén hương thời gian, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trạng huống như vậy, làm cho tế chung quanh đài Tô Nhược Đường đám người, cũng là một hồi kinh ngạc. Bên trên tế đàn, Diệp Thần câu thông không đến Huyền Yêu lão tổ, không khỏi nhướng mày, đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói, hắn hiến tế nhiều như vậy tế phẩm, truyền ra ý chí như thế mãnh liệt, Huyền Yêu lão tổ nhất định có thể nghe được hắn kêu gọi, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ nói, Huyền Yêu lão tổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngay tại Diệp Thần nhíu mày ngưng tư thời điểm, từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, theo phía bắc phương hướng truyền đến. Chỉ thấy Bắc Sơn Tông bên kia, có từng đạo thần quang, đang phá không gào thét tới. Bắc Sơn Tông người đến rồi, bảo hộ luân hồi chi chủ. Tô Nhược Đường thấy thế, lập tức như lâm đại địch, cùng thủ hạ rất nhiều trưởng lão đề phòng. Chỉ thấy phía bắc bên trên bầu trời, một thanh niên nam tử cũng là mang theo tất cả trưởng lão, phá không bay tới, trôi nổi tại Tế Thiên Đài vùng trời, ánh mắt mang theo một vệt xâm nghiêm lạnh ý, quan sát mặt đất bên trên Diệp Thần đám người. Là Bắc Sơn Tông Thánh Tử Cố Đình Diệp, cái này người thất tuyệt toàn tu, hết sức lợi hại, đã sắp muốn đúc đỉnh chứng thượng thần. Tô Nhược Đường ngữ khí thật sâu kiêng kỵ. Thất tuyệt phái có thất tuyệt, liền là bảy môn thần thông công pháp, phân biệt là chín vận cuồng phong kiếm, thiên hoa loạn vũ trường,
Long khiếu cửu thiên kiếm pháp, thiên gia tâm kinh, huyền băng thần trường, mê tung thân pháp, thiên tinh vi bộ. Này bảy môn thần thông công pháp, đều là huyền yêu lão tổ lưu truyền xuống. Trước mắt tại thất tuyệt phái, tu vi người mạnh nhất là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, vẫn chưa có người nào có thể chứng đạo thượng thần. Này thoạt nhìn, tựa hồ thất tuyệt phái rất yếu, nhưng kỳ thật không phải, là Diệp Thần lấy phía trước đối kẻ địch, đều quá mạnh, đụng phải rất nhiều thế lực, đều là không không lúc nào không nhất lưu tồn tại, có thần vương cùng thiên đế tọa chấn. Nhưng trên thực tế, thần vương cùng thiên đế cấp bậc cao thủ, tại không không lúc nào không là kim tự tháp tồn tại, số lượng cũng không nhiều, thật nhiều môn phái thế lực, thậm chí liền cái trung vị thần đều không có. Phải biết, tại không không lúc nào không, chỉ ít có một nửa người, tu vi còn chưa tới thần đạo cảnh. Cho nên, giống thất tuyệt phái này loại, chiến lực mạnh nhất có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tại không không lúc nào không đã có thể tính là không tầm thường thế lực, chỉ ít có thể dùng đưa thân nhị lưu liệt kê. Đương nhiên, loại cấp bậc này chiến lực cùng thế lực, đối Diệp Thần cũng không tạo được uy hiếp, cho nên nhìn thấy Bắc Sơn Tông Thánh Tử Cố Đình Diệp, mang theo số lớn trưởng lão buông xuống, Diệp Thần cũng không hoảng. Luân hồi chi chủ, người thế mà đi vào ta thất tuyệt phái, có âm mưu gì giáp tâm? Cố Đình Diệp tại trên không trung, thấy Diệp Thần thân ảnh, rất đỗi chấn động. Diệp Thần uy danh lan xa, hiển hách chư thiên, Bắc Sơn Tông chiến lực mạnh nhất Cố Đình Diệp, chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng mơ hồ đụng phải cửu đỉnh cảnh thượng vị thần cánh cửa, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, điểm này chiến lực có thể không đáng chú ý. Diệp Thần nghĩ tại thất tuyệt phái, vì luân hồi sách núc cơ, việc này 10 điểm che giấu, ngoại trừ Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người bên ngoài. Người ngoài cũng không hiểu biết. Mặc kệ là Nam Sơn Tông vẫn là Bắc Sơn Tông, đều không biết Diệp Thần chân thực ý đồ đến, Nam Sơn Tông chỉ cho là hắn muốn liên lạc huyền yêu lão tổ mà thôi. Thánh tử, này luân hồi chi chủ, là Chu Võ Hoàng thiếu gia tử địch. Chúng ta nhanh chóng đưa hắn chu diệt, lớn Chu gia tộc tất có trọng thưởng a. Coi như chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, chỉ cần có thể trọng thương thậm chí giết chết luân hồi chi chủ. Tương lai đều có thể tại Chu gia tế đàn bên trên phục sinh, có vô cùng chỗ tốt. Một cái Bắc Sơn Tông trưởng lão, ngữ khí hưng phấn cuồng nhiệt, hướng về Cố Đình Diệp nói ra. Cố Đình Diệp xoay chuyển ánh mắt, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hướng về phía Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, ngươi là muốn triệu hoán huyền yêu lão tổ. Ta cho ngươi biết, huyền yêu lão tổ đã vẫn lạc. Chính là bởi vì hắn chết, ta thất tuyệt phái mới đầu phục lớn Chu gia tộc. Lớn Chu gia tộc mới là không không lúc nào không tương lai hải đăng, ta khuyên ngươi. Ồn ào. Diệp Thần không đợi hắn nói cho hết lời, trực tiếp cắt ngang, trong mắt bùng nổ sát khí, các ngươi một bầy kiến hôi đồ vật, cũng xứng ở trước mặt ta sủa loạn. Cửu u quỷ múa đao, phá. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần thân thể hưu một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một vệt mị ảnh, phóng lên tận trời. Hắn chỉ muốn mau sớm câu thông huyền yêu lão tổ. Thực sự không muốn cùng Cố Đình Diệp đám người nói nhảm. Trước đây cảm ngộ huyền môn quỷ sách, Diệp Thần tu thành cửu u quỷ múa đao, giờ phút này thi triển đi ra, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy theo Diệp Thần phóng lên tận trời, cả mảnh trời không đều trong nháy mắt hóa thành hắc ám, tựa như có vô số quỷ mị cùng yêu ma ở trong đó ấp ủ, trong mây đen lôi đình nổ tung, rung động ầm ầm. Xuy xuy xuy, cửu u quỷ múa đao thi triển. Diệp Thần thân thể hóa thành một thanh quỷ đao, phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí, tại trong hư không xuyên qua chém giết. A a a! Chỉ nghe một hồi tập trung tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bắc Sơn Tông tất cả trưởng lão, trong nháy mắt lọt vào Diệp Thần quỷ đao chém giết, thân thể vỡ tan, thân thể bay tứ tung, giữa không trung rơi ra một trận huyết vũ. Thấy Diệp Thần hung ác như thế tư thái, trên mặt đất, Tô Nhược Đường đám người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến nước này, chém giết một đám thiên nguyên cảnh trưởng lão, thế mà như giết gà, chém dưa thái rau, như vào chỗ không người. Cố Đình Diệp tê cả da đầu, thi triển mê tung thân pháp tránh né Diệp Thần quỷ đao chém giết, cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Diệp Thần không nói nhảm, tiếp tục hóa thân quỷ đao, chém tới Cố Đình Diệp, chỉ thấy trong hư không trăm ngàn đầu hắc ám đao ảnh loạn vũ, tựa như cùng trăm ngàn quỷ ảnh. Khủng bố xâm nghiêm, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Thần cái bóng, chỉ có quỷ đao phong mang. Chín vận cuồng phong kiếm. Cố Đình Diệp rõ ràng hoảng rồi, thì triển ra thất tuyệt phái tuyệt học một trong, múa kiếm cuồng phong, bao phủ hướng Diệp Thần quỷ lưỡi đao mang.
xoẹt. Nhưng, căn bản không có một chút tác dụng nào. Diệp thần quỷ đao gào thét mà tới, lập tức liền đem cố đỉnh diệp kiếm khí cuồng phong, trực tiếp cắn nát, thậm chí kèm thêm lấy hắn kiếm, cũng cùng nhau xoắn nát. Cố đỉnh diệp sợ vỡ mật, không nghĩ tới diệp thần cường hãn đến nước này, hắn cấp tốc lui lại, hét lớn, lớn Chu gia tộc các đại nhân, thỉnh nhanh chóng buông xuống. Hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy hư không vỡ tan, từng cái ăn mặc thiên khư thần điện trang phục cường giả, mang theo sâm nghiêm lạnh lùng khí tức, chậm rãi nổi lên, ước chừng có 13-14 người. Những người này, toàn bộ là lớn Chu gia tộc xuất thân hộ vệ, phụ trách bắt người trở về làm tế phẩm, hai ngày trước liền là bọn hắn tại Nam Sơn Tông bừa bãi tàn phá. Đang nghe cố đỉnh diệp triệu hoán về sau, bọn hắn hàng lâm xuống, nhìn thấy diệp thần thân hóa quỷ đao, đầy trời loạn vũ chém giết thân ảnh, bọn hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Luân hồi chi chủ tại sao lại ở chỗ này? Một đám Chu gia hộ vệ kinh hãi, diệp thần biểu hiện ra kinh thiên khí thế, để bọn hắn cũng là chấn sợ. Nhanh chóng bày trận, thiên tội kiếm trận, mở ra. Chúng hộ vệ bối rối phía dưới, phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, dồn dập tế ra một bức trận đồ, rất nhiều trận đồ liên kết dâng lên, hóa thành một cái kiếm trận khổng lồ. Hiu hiu hiu, chỉ nghe một hồi điên cuồng kiếm khí tiếng rít tuôn ra, theo cái kia trong kiếm trận, toát ra trăm ngàn đầu thiên tội cổ kiếm kiếm khí, sắc bén vô cùng, mang theo cực hạn hung hãn khí tức sát phạt, biểu chém về phía Diệp Thần. Nguyên lai cái này kiếm trận, lại có thể là cùng thiên tội cổ kiếm tương liên, có thể mượn dùng thiên tội cổ kiếm sát khí, vô cùng lợi hại. Thanh Liên đạo pháp, cửu tiêu phi vũ kiếm, phá cho ta. Diệp Thần cũng không hoảng, hiện tại hắn xưa đâu bằng nay, sức chiến đấu so dĩ vãng tăng lên rất nhiều, mặc dù đối mặt thiên tội cổ kiếm kiếm khí chém giết. Cũng là không sợ chút nào, trực tiếp bộc phát ra cửu tiêu phi vũ kiếm. Tại Thanh Liên đạo tổ thứ ba cánh kim liên bên trong, cửu tiêu phi vũ kiếm là 10 điểm hung mãnh kiếm pháp, này kiếm thậm chí mang theo một tia tinh không pháp tắc lực lượng, bá đạo vô cùng. Chỉ thấy Diệp Thần nhất kiếm giết ra, bầu trời tăm tối liền hóa thành tinh khiết tinh không, ánh sao lấp lánh, muôn vàn tinh huy hội tụ tại Diệp Thần kiếm trên thân, cuối cùng khỏa vòng quanh cửu thiên thần tiêu khí thế mạnh mẽ. Hung hăng chém về phía trong hư không kiếm trận. Đến mức đối diện chém giết mà đến trăm ngàn đầu thiên tội kiếm khí, Diệp Thần cũng không có tránh né, mà là điều động thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, trực tiếp hóa ra một mặt màu vàng kim cự thuẫn ngăn cản. Chanh 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 cong. Từng đầu kiếm khí, hung hăng chạm tại màu vàng kim cự thuẫn phía trên. Không thể không nói, thiên tội cổ kiếm kiếm khí, đích thật là phong duệ mãnh liệt, coi như là Diệp Thần luân hồi thần giáp. Cũng không cách nào toàn bộ phòng ngự xuống tới, có một phần nhỏ kiếm khí, bổ tới Diệp Thần trên thân, lập tức làm cho Diệp Thần thụ thương không nhẹ. Nhưng, điểm này máu tươi cùng đau xót, Diệp Thần hoàn toàn không sợ. Hắn cửu tiêu phi vũ kiếm, như tinh không sụp đổ rộng rãi vô cùng, chém xuống ngày hôm đó tội trong kiếm trận. Ầm ầm, toàn bộ thiên tội kiếm trận, trong nháy mắt bị Diệp Thần nhất kiếm chém vỡ, vô số kiếm khí năng lượng như hỏa trời bạo dũng mãnh tiến ra. Chung quanh lớn Chu gia tộc bọn hộ vệ, dồn dập kêu thảm kêu rên, thân thể bị cuồn cuộn kiếm khí bao phủ, hài cốt không còn, cũng là bị chính mình ký kết kiếm trận giết chết. Sụp đổ ra kiếm khí năng lượng, như mưa to chút xuống, làm cho Nam Sơn Tông mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm, toàn bộ hủy diệt, đại địa đều bị đánh xuyên. Tô Nhược Đường đám người lâm vào trong sự sợ hãi, may mắn sớm cảm thấy được nguy hiểm, né tránh được nhanh, cũng không có gặp vã lây. Bên kia cố đỉnh Diệp, triệt để bối rối, nào nghĩ tới Diệp thần ác như vậy, thế mà nhất kiếm liền chảm phá thiên tội kiếm trận, diệt sát lớn Chu gia tộc hết thảy hộ vệ. Cái tên điên này, cố đỉnh Diệp nhìn xem Diệp thần vết thương chằng chịt, không ngừng chảy máu bộ dáng, nội tâm trận trận kinh khủng, hiện tại hắn xem như kiến thức đến, Diệp thần có hung mãnh cỡ nào cùng điên cuồng. Thanh Liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa. Diệp thần nhếch nhếch miệng, tay cầm vừa nắm. Bùng nổ thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, một gốc to lớn thanh liên chống trời mà lên, rơi xuống muôn vàn thanh quang thần huy, bất tử bất diệt áo nghĩa pháp tắc đang lưu chuyển, từng sợi thần huy rơi vào Diệp thần trên thân, Diệp thần máu tươi đã ngừng lại, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Này thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, dùng tới chữa thương tác dụng to lớn, bất tử bất diệt. Diệp thần đủ loại thủ đoạn, làm cho cố đỉnh Diệp hoa cả mắt, hắn hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Coi như hắn có thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng tại lúc này Diệp thần trước mặt,
lại nhỏ bé đến tựa như một con giun dế. Chạy! Khủng hoảng phía dưới, Cố Đình Diệp không dám lưu lại, trực tiếp quay người trốn như điên. Tại ta ngay dưới mắt, ngươi cũng muốn chạy. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, tay áo phất một cái, theo hắn trong tay áo bay vụt ra một tia sáng trắng, như truy đuổi liệt nhật thiên quang, phá toái hư không, một thoáng bão táp, hướng về Cố Đình Diệp bạo sát mà đi. Lại có thể là thiên quang trục nhật hạm. Thiên quang trục nhật hạm tốc độ cực nhanh, chẳng qua là một thoáng, liền hung hăng đụng phải Cố Đình Diệp trên thân. Cố Đình Diệp thân thể, tại thiên quang trục nhật hạm to lớn thân thuyền làm nổi bật dưới, như con kiến hôi nhỏ bé, lập tức liền bị đâm chết, thân thể nổ tung thổ huyết. Đây là thiên quang trục nhật hạm lợi hại, chiếc này cự hạm, có thể trực tiếp cầm lấy đi đụng người, bình thường thiên nguyên cảnh võ giả, bị thiên quang trục nhật hạm đụng một cái, liền bị đâm chết, căn bản ngăn không được. Diệp Thần tay cầm khẽ hấp, thi triển đạo tông đúc đan thuật, đem Cố Đình Diệp rèn đúc thành một luồng đan khí, trực tiếp thôn vệ hấp thu hết. Ong ong ong, thôn vệ Cố Đình Diệp, Diệp Thần cũng là kế thừa đạo thống của hắn trí nhớ, thất tuyệt phái 7 môn tuyệt học, 9 vận cuồng phong kiếm, mê tung thân pháp, thiên gia tâm kinh các loại, từng cái tràn vào Diệp Thần tâm đầu. Này chút tuyệt học, đều là Huyền Yêu lão tổ lưu lại. Huyền Yêu lão tổ chính là một đời cường giả, đại tông sư chí tôn, nắm giữ thần thông bí pháp, phong phú, này 7 môn tuyệt học đều xem như nhất lưu tồn tại, bất quá đối Diệp Thần tới nói, không tính là gì. Dùng Diệp Thần trước mắt tầm mắt, nhất lưu tuyệt học, đều không thỏa mãn được hắn, chỉ có siêu nhất lưu tuyệt học thần thông, mới có tư cách tiến vào pháp nhãn của hắn. Đương nhiên, đã ở núi khác, có thể công ngọc, lĩnh ngộ này 7 môn tuyệt học, cũng có thể thoáng tăng lên Diệp Thần đạo tâm cường độ. Diệp Thần hơi hơi nhắm mắt cảm ngộ, phía dưới Tô Nhược Đường đám người, đã kinh hãi rung động đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cường hãn đến nước này, diệt sát một đám lớn xung quanh hộ vệ gia tộc, còn có Bắc Sơn Tông trưởng lão cường giả, còn có thánh tử Cố Đình Diệp, đơn giản liền cùng bóp chết mấy con kiến như thế, không cần tốn nhiều sức, quá hung ác, quá cuồng bạo, quá cường đại. Giống Diệp Thần loại cấp bậc này thiên tài, cũng chỉ có Chu Võ Hoàng loại thiên tài này, mới có thể đối kháng, bình thường mặt người đúng, cái kia là hoàn toàn không có chống lại khả năng, như đom đóm ánh sáng nhạt, đối mặt thiên tâm trăng sáng. Chư vị, không màn có sao chứ? Diệp Thần cảm ngộ hoàn tất, đáng tiếc tu vi vẫn còn bình cảnh bên trong, vô pháp đột phá. Thất tuyệt phái tuyệt học cơ duyên, đối Diệp Thần kích thích, còn hoàn toàn không đủ. Hắn đoán chừng chỉ có giống Tinh Không Đạo Thư như thế siêu cấp đại cơ duyên, mới có thể khiến cho hắn đột phá bình cảnh. Không có việc gì. Tô Nhược Đường ngốc ngốc xuất thần, vừa mới chiến đấu, nàng tránh né cấp tốc, cũng không có thụ thương. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, lại thấy Tế Thiên Đài nhận chiến đấu khí tức ảnh hưởng đến, đã tan vỡ. Tế đàn bị hao tổn, Diệp Thần lông mày lập tức nhăn lại. Tô Nhược Đường hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ thỉnh an tâm, ta sẽ mau chóng chữa trị. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không cần, ta chữa trị là được rồi. Hắn theo bảo tàng Kim Châu bên trong, lấy ra một chút thiên tài địa bảo khoáng thạch, dùng tới sửa phục Tế Thiên Đài, nhưng đoán chừng cũng cần vài ngày thời gian. Này Tế Thiên Đài, là bị thiên tội cổ kiếm tiết ra ngoài kiếm khí phá hư, chữa trị cũng không dễ dàng. Diệp Thần là thật sâu cảm nhận được, thiên tội cổ kiếm cường hãn cùng lợi hại. Nếu là Chu Võ Hoàng, thật dùng thiên tội cổ kiếm vì thân thể, vậy thì thật là muốn nghịch thiên quật khởi. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp Thần cũng là không hoảng hốt, chỉ cần hắn có thể thuận lợi rèn đúc luân hồi sách căn cơ, đủ để cùng Chu Võ Hoàng đối kháng. Sau đó, Diệp Thần liền tĩnh tâm chữa trị Tế Thiên Đài, Tô Nhược Đường cùng Nam Sơn Tông một ít trưởng lão, liền trực tiếp đi tới Bắc Sơn Tông, trấn áp tàn quân, lại thu lấy Bắc Sơn Tông tài nguyên. Thất tuyệt phái Nam Sơn Bắc Sơn, tranh chấp lâu ngày, nhưng Diệp Thần vừa đến, trực tiếp giải quyết nghi nan. Nam Sơn Bắc Sơn một lần nữa sát nhập, gãy mất địa mạch một lần nữa nối liền với nhau, Diệp Thần rõ ràng thấy, địa mạch linh khí trở nên nồng đậm. Nơi này địa mạch, tựa hồ có viễn cổ khí tức, mà lại giống như là sống. Diệp Thần dựa vào cảm giác nhạy cảm, phát hiện thất tuyệt phái địa mạch, tựa hồ có chút đặc thù, thậm chí giống như có chuyển động khí tức, thật giống như người huyết mạch một dạng, 10 điểm kỳ dị. Nhưng khi Diệp Thần mong muốn tế sát thời điểm, lại không cách nào thâm nhập hơn nữa nhìn rõ cái gì, địa mạch này khí tức quá cổ xưa,
là theo thời đại viễn cổ tiếp tục kéo dài. Có lẽ chính là bởi vì nơi đây địa mạch đặc thù, cho nên Huyền Yêu lão tổ mới lại ở chỗ này thành lập lãnh địa, lưu lại một tế thiên đài. Nghĩ biết rõ chân tướng, có thể muốn câu thông Huyền Yêu lão tổ mới có thể biết. Diệp Thần liền tiếp theo chữa trị tế thiên đài, đồng thời cũng dùng trong tay tài nguyên, lớn mạnh cường hóa bất hủ phong bia cùng thiên quang trục nhật hạm. Như thế qua 3 ngày, tế thiên đài đã trải qua sơ bộ chữa trị hoàn tất. Mà 3 ngày nay, theo lớn Chu gia tộc truyền ra trận trận hừng hực khí tượng, ánh chiếu chư thiên, đó là thiên tội cổ kiếm đại khí tượng, toàn bộ không không lúc nào không đều có thể thấy. Xem bộ dáng này, lớn Chu gia tộc kế hoạch là muốn thành công, trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm, thật muốn cùng Chu Võ Hoàng linh hồn, triệt để hòa làm một thể. Từ nay về sau, Chu Võ Hoàng thân thể, liền là thiên tội cổ kiếm bản thân. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, thiên tội cổ kiếm chính là 4 đại chí cao trong thần khí tồn tại cường đại nhất, nếu như có thể trở thành một người thân thể, vậy người này sẽ cùng là trưởng khống cả thanh thiên tội cổ kiếm, có khả năng bộc phát ra uy lực, trời biết sẽ cường hãn đến mức nào. Diệp Thần vẻ mặt cũng là trầm trọng xuống tới, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nhất định phải nhanh vì luân hồi sách núc cơ, hắn mới có đối kháng Chu Võ Hoàng khả năng. Diệp Thần lập tức khởi động lại tế thiên đài, lần nữa nếm thử liên lạc Huyền Yêu lão tổ. Tiểu La Bạc, giúp ta. Lần này Diệp Thần học thông minh, triệu hoán Tiểu Cấm Yêu ra tới, khiến cho hắn hỗ trợ cùng một chỗ liên lạc. Được rồi, phụ thân. Tiểu Cấm Yêu hiện thân, phóng xuất ra từng sợi yêu khí, quán chú đến Huyền Yêu tế thiên đài bên trong. Tại đại lượng yêu khí quán chú phía dưới, tế thiên đài bộc phát ra một cỗ hung mang, xông thẳng lên trời. Quán xuyên tầng tầng thời không pháp tắc. Lá, thần,